đợi thêm nửa giờ nữa, sẽ khiến cho nha nội bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, đến lúc đó nha nội sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm quý báu, còn dám tìm hắn gây sự, Hạ Tưởng không tiếc vốn gốc cũng sẽ đem nha nội phá hủy. Nếu mà lại khiến hắn khó chịu một lần nữa, sau nhiệm kỳ mới, hắn sẽ khiến nha nội bị phá sản hoàn toàn, khiến y từ quan lớn quyền quý trực tiếp rơi xuống giai cấp vô sản. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nha nội nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, mỗi một cuộc điện thoại đều báo cho y một tin tức hãi hùng, nha nội muốn phát cuồng. Hạ Tưởng, anh đưa ra điều kiện đi, rốt cục phải như thế nào thì anh mới dừng tay lại. Nha nội chịu thua, phải cò kè mặc cả. Rất đơn giản. Ánh mắt của Hạ Tưởng dừng lại ở trên người Phạm Tranh, Cao Kiến Viễn. Anh hiểu rõ. Nha nội đương nhiên hiểu được, nhưng bắt y bán đứng Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, y không phải là không làm được, chỉ có điều ở ngay trước mặt họ làm, thật sự rất không tiện. Nếu là ở sau lưng đâm xuống một dao, y khẳng định sẽ xuống tay không chút do dự. Nhưng Hạ Tưởng chính là muốn bắt y phải làm. Đang lúc nha nội đang ở thế khó xử lo lắng vô cùng, phía sau Hạ Tưởng đột nhiên vang lên một giọng nói rất uy nghiêm và mạnh mẽ. Đủ rồi, Hạ Tưởng, nên thu tay lại. Trong lòng Hạ Tưởng rùng mình, nhân vật lớn rốt cục cũng xuất hiện, nói thật, lần đầu tiên mặt đối mặt với nhân vật lớn, trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi đập lên mãnh liệt mấy cái. Mỗi người đều có cơ hội trở thành trung tâm, nhưng không phải ai cũng có năng lực đảm nhiệm vị trí trung tâm ấy. Mỗi người đều muốn trở thành điểm tựa, bởi vì sau khi trở thành điểm tựa, sẽ có rất nhiều lợi ích, ví dụ như lực lượng ở khắp nơi đều coi người đó làm trung tâm, rất nhiều sự việc đều xoay quanh người đó mà triển khai. Nếu nói lạc quan, còn có thể trở thành lực lượng hậu bị, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng hễ là chuyện có lợi đương nhiên cũng có hại. Trở thành điểm tựa đương nhiên là chuyện tốt thì ai cũng muốn, nhưng không phải ai cũng có năng lực. Trở thành điểm tựa, chẳng những phải có ánh mắt và trí tuệ chính trị nhạy bén hơn người, còn phải có thủ đoạn cao siêu và tố chất tâm lý vô cùng tốt. Đúng vậy, là tố chất tâm lý. Tố chất tâm lý mà không vững vàng, thì khó mà trèo lên đỉnh cao được. Tố chất tâm lý của Hạ Tưởng đã rất vững vàng rồi, nhưng khi nghe đến giọng nói vô cùng oai nghiêm và uy thế của Chủ tịch Quốc hội truyền đến từ phía sau, ngực vẫn đập bình bịch mấy cái. Một khi đã trở thành điểm tựa, chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là quyết chí tiến lên sông thẳng về phía trước, tiến về phía trời xanh. Hoặc là bản thân không đủ hùng mạnh, không chịu nổi sự kìm kẹp của các lực lượng ở khắp mọi nơi, bị dập nát thành bột mịn. Hôm nay, là khảo nghiệm ác liệt nhất mà Hạ Tưởng gặp phải từ khi trở thành điểm tựa tới nay. Hạ Tưởng quay đầu lại nhìn, thấy Chủ tịch Quốc hội đang từ phía sau đi đến, còn cách khoảng hơn 10 mét, hai tay chắp sau lưng, mặt trầm như nước, nhìn bề ngoài có chút tức giận. Ngồi ở vị trí cao đã lâu, mặc dù bình thường Chủ tịch Quốc hội rất ít lộ diện, nhưng dù sao cũng là nhân vật quan trọng đứng thứ hai trong nước, ông vừa đứng trước mặt, uy thế 10 phần, Hạ Tưởng cảm thấy như có một luồng áp lực đập vào mặt. Tuy nói Hạ Tưởng thường xuyên qua lại với Tổng Bí Thư, cũng có nhiều lần cùng xuất hiện với Thủ tướng, nhưng Tổng Bí Thư và Thủ tướng đều là tính cách ôn hòa, hoặc có thể nói là, ở trước mặt hắn toàn biểu lộ bầu không khí ôn hòa, chưa từng có lúc nào tức giận như vậy. Có lẽ khi Tổng Bí Thư và Thủ tướng giận dữ, cũng sẽ có uy nghiêm lớn vô cùng. Nhưng bản thân Hạ Tưởng còn chưa được lĩnh hội sự tức giận ấy, hôm nay cũng đã được tự mình lĩnh hội cơn giận lôi đình của Chủ tịch Quốc hội. Giận thì giận, dù sao ông ta đường đường là Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội sau khi mở miệng nói một câu không thể nghi ngờ, cũng không nhiều lời nữa, chỉ lặng im nhìn chăm chú Hạ Tưởng, yên lặng chờ câu trả lời của hắn. Không nói lời nào, không có nghĩa là không có áp lực uy hiếp, trái lại, ở bên trong sự im lặng đó, Hạ Tưởng cảm giác được áp lực trên người càng lúc càng lớn. Hắn biết, Chủ tịch Quốc hội quả thực rất tức giận. Hạ Tưởng vẫn là lần đầu tiên đối mặt với cơn tức giận của nhân vật lớn. Bầu không khí nhất thời trầm lặng, ngay cả Hầu Khang Khứ cũng vẻ mặt kinh dị, không hiểu vì sao Chủ tịch Quốc hội đã đi rồi còn quay lại, chẳng lẽ là vì đe dọa Hạ Tưởng phải nhượng bộ. Lúc này không khí ngưng kết giống như đóng băng, Trịnh Thịnh đã dẫn đầu nhóm quan lớn của tỉnh bộ có liên quan đi vào bên trong linh đường, ở bên ngoài chỉ còn có Hạ Tưởng và nhóm người của nha nội đang đứng đó. Đúng rồi, còn có Hầu Khang Khứ vẫn kiên trì nhẫn nại chờ đợi Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng nhất thời không trả lời được, dường như là đang sợ, mà cũng có thể là đang do dự. Lúc này bầu không khí lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, người trong nhóm của nha nội cũng ngừng kêu la,
đều nhìn chằm chằm vào Hạ Tường, trong mắt là vui sướng khi người gặp họa, có kẻ vui sướng rào rạt, có kẻ vênh váo tự đắc, thậm chí còn có kẻ cao cao tại thượng tỏ vẻ thương hại. Hạ Tường, anh còn có thể kiêu ngạo được nữa hay sao? Hạ Tường không thể kiêu ngạo nổi nữa, thật ra, người kiêu ngạo cũng không phải hắn, mà là nha nội. Nhưng có nhiều khi tình thế mạnh hơn người, dưới quyền uy của Chủ tịch Quốc hội, cho dù hắn có lý, cũng phải nhượng bộ ba phần. Hạ Tường trầm mặc cầm lấy điện thoại, dưới cái nhìn chăm chú đắc ý của nha nội, dưới cái nhìn chăm chú của Chủ tịch Quốc hội, Phạm Tranh, Cao Kiến Viễn và vẻ mặt chế giễu của Ngô Công Tử, bất đắc dĩ mà chậm chạp ấn phím đầu tiên. Động tác của Hạ Tường dường như rất chậm, lại dường như bất đắc dĩ chứ không tình nguyện, ấn được một phím, lại đợi một giây sau mới ấn phím kế tiếp. Nha nội vô cùng sốt ruột, không chờ được nữa, cuối cùng cũng nói. Hạ Tường, anh mắc chứng bệnh si ngốc của người già hay sao mà chậm chạp như vậy, hay là cố ý kéo dài thời gian? Lời nói của nha nội vừa ra khỏi miệng, Hạ Tường đột nhiên lại cất điện thoại di động đi, cho vào túi áo. Cao Tổng, không phải tôi kéo dài thời gian, di động của tôi hết pin rồi. Anh, nha nội tức đến phát điên, chậm giây phút nào là tổn thất giây phút ấy, cũng đều có thể tạo thành hậu quả không thể bù đắp lại, y vội lấy điện thoại di động của y ra. Dùng điện thoại của tôi đi, thật là phiền toái, đúng là điện thoại rởm, thời điểm quan trọng lại hết pin. Chủ tịch Quốc hội vẫn như cũ không nói lời nào, yên lặng xem Hạ Tường biểu diễn. Nha nội vội vàng đi đến trước mặt Hạ Tường, đưa điện thoại ra, nhưng Hạ Tường lại không cầm, mà nhìn về phía Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội, tôi có một yêu cầu. Chủ tịch Quốc hội im lặng gật đầu. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay, chỉ là những xích mích nhỏ giữa tôi và Cao Tổng, ông có thể không can thiệp được không? Hạ Tường vẻ mặt ngây thơ hỏi. Chủ tịch Quốc hội bị Hạ Tường làm cho tức đến mức thiếu chút nữa thì cười lên, lại kiềm nén lửa giận, cũng không trả lời vấn đề của Hạ Tường ngay, mà chỉ vẫn như cũ thản nhiên nói một câu. Náo loạn thì náo loạn, thấy đủ rồi thì dừng đi. Ý tứ là, Hạ Tường cần phải thu tay lại. Hạ Tường cũng đành phải cầm lấy điện thoại của nha nội, vừa mới cầm điện thoại, còn chưa có đặt vào bên tai, rốt cục một giọng nói chờ mong đã lâu cũng vang lên. Bé con chịu thiệt, người lớn ra mặt, Chủ tịch Quốc hội, đứa nhỏ đã trưởng thành rồi, hẳn là nên buông tay để chính bọn nó đi giải quyết sự việc của chính mình. Lời nói kinh động bốn phương. Khâu Nhân Lễ bước đi rất kiên định, từ trong nhà họ Phó đi ra, đi đến đứng đối diện với Chủ tịch Quốc hội, không kiêu ngạo không giọng nói rất bình tĩnh. Theo ý của tôi, chuyện của hậu bối, cứ để cho bọn chúng tự giải quyết với nhau, chúng ta không thể cả đời quản bọn chúng được, có đúng không? Ánh mắt của Chủ tịch Quốc hơi nheo lại. Trong lòng Hầu Khang Khứ bị sốc, thảo nào sau khi Khâu Nhân Lễ đi vào, vẫn chưa thấy đi ra, hóa ra là vẫn luôn đợi làm chỗ dựa cho Hạ Tường ở thời khắc cuối cùng. Hay rồi, nếu thế lực gia tộc đã liên kết lại để nâng đỡ Hạ Tường, Chủ tịch Quốc hội cũng phải mất nhiều sức lực, thắng bại cuối cùng sẽ như thế nào? Sẽ là sự va chạm trực tiếp giữa các lực lượng phe phái. Chủ tịch Quốc hội im lặng một lúc, lát sau nói. Tuy là nói như vậy, nhưng dù sao người trẻ tuổi cũng dễ phạm sai lầm, để đề phòng bọn họ sẽ phạm phải sai lầm nghiêm trọng, thì cần phải dìu dắt bọn họ một đoạn đường. Nhân Lễ, tôi là đang dạy dỗ Tông Cao, anh không cần phải quan tâm. Ngụ ý chính là Khâu Nhân Lễ bớt lo chuyện của người khác đi, ông ta quản giáo con trai của chính mình. Hạ Tường cũng không phải là cái gì của Khâu Nhân Lễ, Khâu Nhân Lễ tham gia vào làm cái gì. Hôm nay Hạ Tường là khách của nhà họ Phó, vẫn luôn giúp nhà họ Phó tiếp khách, tôi đến nói giúp cho hắn vài lời tốt đẹp, không tính là xen vào chuyện của người khác chứ. Lời nói vừa dứt, Phó Tiên Phong mà mọi người chờ mong đã lâu rốt cục cũng xuất hiện. Sở dĩ nói là làm cho mọi người chờ mong đã lâu, là bởi vì dù sao cũng là chuyện xảy ra ở nhà họ Phó. Nhà họ Phó không có người nào ra mặt đối đáp, quả thực là không ổn. Mà Phó Tiên Phong lại là người hiếu chiến, cứ trốn ở phía sau cũng không phải là tính cách của ông. Đến tận giờ phút này Phó Tiên Phong mới thực sự xuất hiện, khiến cho Hầu Khang Khứ bừng tỉnh đại ngộ, lại liên tưởng đến dụng ý của việc Khâu Nhân Lễ cố ý ở lại bên trong không ra ngoài, ý nghĩ trong đầu anh ta lại càng thêm rõ ràng. Việc ngày hôm nay, thể hiện cho màn đấu tranh gay cấn cụ thể sau nhiệm kỳ mới. Thế lực gia tộc ở giới chính trị trong nước tuy rằng vẫn cùng tiến cùng lui, từ trước đến nay với những việc lớn vẫn là có chung tiếng nói, nhưng kỳ thực ở rất nhiều chuyện, vẫn có sự phân tách vô cùng sâu sắc. Hôm nay, mượn việc đến tham dự lễ truy điệu của ông cụ Phó, có
có người cố ý gây khó dễ cho Hạ Tưởng, cũng là thách đấu trực tiếp với thế lực gia tộc, có ý nhìn xem thế lực gia tộc có vì chuyện ông cụ phó qua đời mà xuất hiện một lỗ hổng lớn hay không. Liệu còn có nhân vật lớn nào xuất hiện nữa không? Phó Tiên Phong trực tiếp đón nhận ánh mắt của Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội, trước kia lúc tôi và Hạ Tưởng mâu thuẫn với nhau, cha tôi cũng thay tôi áp chế Hạ Tưởng một lần. Lúc đó tôi cảm thấy khá hả giận, sau đó nghĩ lại, thực không có tiền đồ. Nhớ rõ từ sau khi tôi 7 tuổi, cho dù có đánh nhau với ai cũng chưa bao giờ nói cho người lớn biết, chuyện của mình phải tự mình giải quyết. Hạ Tưởng và Tông Cao có mâu thuẫn gì, cứ để bọn họ thương lượng với nhau, không phải tốt hơn sao? Lời nói của Phó Tiên Phong có chút mỉa mai, cũng có ám chỉ ngầm, nhưng ý tứ cũng thực rõ ràng, đó là xin Chủ tịch Quốc hội đừng có bao che khuyết điểm, không cần tham gia vào xung đột giữa Hạ Tưởng và nha nội. Phó Tiên Phong vừa đi ra, nhóm cán bộ cấp tỉnh bộ do Trịnh Thịnh dẫn đầu cũng lần lượt đi ra, đứng ra hai bên. Rất có ý tứ, Phó Tiên Phong và Khâu Nhân Lễ, đứng cùng bên với Hạ Tưởng, Trịnh Thịnh, Chủ tịch tỉnh tỉnh Tây Ngô Đông Phương, Cao Tấn Chu, Phu Phồn Nhiên đứng ở một bên, còn thị trưởng Bắc Kinh Vương Thạch Phi, thị trưởng Tân Thành Nghiêm Vinh Chính, thị trưởng thành phố Yến Lục Nho, thì đứng ở bên phía nha nội. Nói cách khác, bên phía của Hạ Tưởng, hiện tại chỉ có hắn, Phó Tiên Phong và Khâu Nhân Lễ, còn Cao Tấn Chu và Vu Phồn Nhiên đứng ở khá xa, cách ra một khoảng nhất định. Trịnh Thịnh và Ngô Đông Phương thì càng không cần phải nói, đứng ở chỗ rất xa đối diện với Chủ tịch Quốc hội, cũng cách một khoảng nhất định với phía của Hạ Tưởng, cũng duy trì khoảng cách đủ an toàn với phía nha nội. Tình thế rất hay, từ chỗ đứng theo nhóm và duy trì khoảng cách chừng mực giữa các bên có thể phán đoán, tiểu tiết nhỏ, ý nghĩa lớn, màn kịch, đã long trọng mở màn. Tuy nhiên làm người ta cảm thấy khó hiểu chính là, Cao Tấn Chu và Vu Phồn Nhiên rõ ràng cũng thuộc về phía thế lực gia tộc, nhưng sao lại không đứng cùng bên với Hạ Tưởng, trái lại còn cố ý duy trì khoảng cách. Tiên Phong, hôm nay là lễ truy điệu của ông cụ phó, anh cứ lo cho chuyện của mình đi, còn những chuyện khác, không cần phải quan tâm. Chủ tịch Quốc hội không chút nể mặt Phó Tiên Phong, trực tiếp cự tuyệt lời của Phó Tiên Phong. Cũng chứng minh một điều, hôm nay Chủ tịch Quốc hội đối với Hạ Tưởng tức giận không nhỏ, nhất định muốn sơ tái Hạ Tưởng. Đương nhiên, nếu nói rõ ràng hơn một chút, hôm nay phe phản đối là muốn mượn xung đột giữa Hạ Tưởng và nha nội, đè ép một đầu lực lượng của thế lực gia tộc, từ đó tạo ra một lỗ hổng trong thế lực gia tộc. Chứng minh với bên ngoài rằng, với sự qua đời của ông cụ phó, thế lực gia tộc từng rất đoàn kết nhất trí, sẽ không còn cùng tiến cùng lùi như trước kia nữa. Chủ tịch Quốc hội, cho dù tôi có bận như thế nào, hôm nay cũng nhất định muốn quản chuyện của Hạ Tưởng. Giọng điệu của Phó Tiên Phong đột nhiên trở nên kiên quyết hơn. Tôi cũng muốn quản. Khâu Nhân Lễ cũng biểu lộ lập trường của ông. Tình thế, hình thành một thế đối đầu trực tiếp. Mọi người đều quan tâm đến Hạ Tưởng, là chuyện tốt, tôi cũng rất quan tâm hắn. Chuyện ngày hôm nay, tôi đến phân xử bình đẳng, cũng muốn quan tâm một chút. Bỗng nhiên, giọng nói của Thủ tướng ở phía ngoài vang lên, giọng nói không lớn, nhưng lại giống như một tiếng chuông, trực tiếp quanh quẩn ở bên tai mỗi người. Quả nhiên, Thủ tướng cũng lên tiếng rồi. Với sự xuất hiện một lần nữa của Thủ tướng, một trận giao tranh trực tiếp trước nay chưa từng có giữa thế lực gia tộc, đoàn hệ, phe phản đối cùng với hệ bình dân, mượn cuộc xung đột giữa Hạ Tưởng và nha nội, đã không thể dừng lại. Đối với tình hình ngày hôm nay, Hạ Tưởng phải thừa nhận là chưa có sự dự đoán đầy đủ. Kỳ thực khi Trương Quốc Vĩ báo cáo trước tình hình với hắn, hắn cũng đã ý thức được sự việc ngày hôm nay sẽ rất phiền phức, nhưng thật không ngờ là lại phiền toái đến mức long trời lở đất như thế này. Trương Quốc Vĩ cũng không biết toàn bộ kế hoạch tổng quát của đối phương, chỉ biết là nó rất mạnh mẽ. Hạ Tưởng cũng không thể nào với mỗi một chi tiết trong kế hoạch đó đều có kế sách tốt để đối phó. Cho nên, một mình hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, với tuổi tác và cấp bậc của hắn, đã thực không dễ dàng rồi. Đương nhiên, không dự đoán được đầy đủ cũng không sao, chỉ cần hắn có lập trường kiên định, dưới sự liên kết lực lượng của Khâu Nhân Lễ và Phó Tiên Phong, cũng vẫn có thể vững vàng đến tận cùng. Nhưng không ngờ, Thủ tướng đã đi rồi còn quay lại. Không hề nghi ngờ, cái gọi là phân xử bình đẳng, quan tâm một chút, quản một chút của Thủ tướng. Nhất định là có thiên hướng nghiêng về phía lập trường của Chủ tịch Quốc hội. Hạ Tưởng xoay người, nhìn thấy nụ cười ôn hòa vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của Thủ tướng, thấy Thủ tướng nhanh nhẹn bước về phía bên cạnh Chủ tịch Quốc hội, sau đó đứng bên cạnh Chủ tịch Quốc hội, không hề tiến thêm bước nào nữa.
Thủ tướng Hồng thực sự là đứng ở lập trường trung gian, ông đứng ở chính giữa, duy trì khoảng cách giống nhau với các phe. Bây giờ lại sóng vai đứng chung một chỗ với Chủ tịch Quốc hội, lập trường của Thủ tướng đã được biểu lộ bằng hành động rõ ràng. Thường thì khi đám hậu sinh vãn bối có chút bất hòa gây nên tranh cãi, thân là cha mẹ, quả thực không nên can thiệp vào, để những người trẻ tuổi tự giải quyết theo ý của chúng, đó cũng là chuyện tốt. Tuy nhiên có đôi khi mọi chuyện cùng cần phân biệt nặng nhẹ, Hạ Tường, cậu nói xem, mâu thuẫn giữa cậu và Tông Cao có lớn hay không? Giọng nói của Thủ tướng ôn tồn, lời nói thì nhẹ nhàng, không thiên về bên nào, tỏ thái độ chủ trì công bằng. Nếu Thủ tướng thực sự muốn giảng đạo lý, Hạ Tường hết sức cảm kích, cũng phải hết sức tranh thủ cơ hội lúc Thủ tướng phân tích tình hình này, mà tận tâm kéo dài thêm chút thời gian, liền nói. Thủ tướng, kỳ thực lúc đầu giữa tôi và Tông Cao cũng không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ vì ở giữa xảy ra chút hiểu lầm, làm cho mâu thuẫn càng ngày càng sâu hơn. Bắt đầu là từ khi Tông Cao khởi công xây dựng một hạng mục tại thành phố Yến. Nhà nội ý thức được mưu đồ của Hạ Tường, muốn kể một câu chuyện dài từ khi bắt đầu đến khi kết thúc để kéo dài thời gian. Vấn đề là, hiện giờ trong khi Hạ Tường đang giả vờ giả vịt thực sự muốn giảng đạo lý, thì ở sau lưng lại cầm một con dao nhỏ từng nhát xẻo thịt của y. Mỗi một giây đồng hồ, y như mất đi một miếng thịt, chỉ cần muộn hơn 30 phút nữa thôi là y đi đời. Hạ Tường này đúng là âm hiểm giả dối, mưu ma trước quỷ, thực sự là tiểu nhân chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng sơ hở ở mọi nơi. Nhà nội hận đến nghiến răng nghiến lợi, không đợi Hạ Tường nói xong, đã vội vàng chen vào. Thủ tướng đừng nghe Hạ Tưởng nói linh tinh nữa, hắn hiện tại là muốn kéo dài thời gian, vụng trộm phá hỏng chuyện tốt của tôi. Nhanh bảo hắn dừng tay lại mới là chuyện quan trọng, hắn chỉ nói chuyện vớ vẩn thôi. Dưới tình thế cấp bách, lời nói của nha nội đã có chút không giữ ý tứ. Trên mặt thủ tướng có chút tức giận. Chủ tịch Quốc hội chú ý thấy lời nói của nha nội đã quá nóng vội liền lặng yên đưa mắt nhìn nha nội cũng hiểu ý ngay, thầm nghĩ không tốt. Y sao lại dùng giọng điệu mệnh lệnh để nói chuyện với thủ tướng. Nhưng lời đã nói ra cũng không thể thu hồi lại được, đành phải vội vàng xoa dịu. Thủ tướng cần phải làm chủ cho tôi, Hạ Tường ức hiếp tôi. Thủ tướng chỉ nhàn nhạt, ồ, một tiếng, lại nhìn về phía Hạ Tường. Hạ Tường, có chuyện gì thì cứ ngồi xuống bàn bạc với nhau, không cần một bên thì giơ dao rút súng, một bên lại dùng miệng nói, như vậy có vẻ không có thành ý. Ai cũng nghĩ Hạ Tưởng sẽ lại tiếp tục kéo dài thời gian, tùy tiện đáp ứng vài câu, bởi vì dù sao vừa rồi ngay cả Chủ tịch Quốc hội hắn cũng không nể mặt, chẳng lẽ lại nể mặt Thủ tướng hay sao? Không ngờ hắn lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, Thủ tướng vừa dứt lời, Hạ Tưởng liền cầm lấy điện thoại gọi đi, hạ lệnh. Trước tiên dừng lại đi. Sao lại như vậy được? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vừa áy náy vừa kinh sợ, Hạ Tưởng kiên trì nửa ngày. Cũng không tiếc mà trực tiếp chống đối với Chủ tịch Quốc hội, sao Thủ tướng vừa nói một câu hắn liền thỏa hiệp rồi. Là vì rất kính trọng Thủ tướng mà nể mặt ông, hay là còn có nguyên nhân khác? Hầu Khang Khứ nhanh chóng nghĩ thông suốt mắc xích trong đó, lại liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái với thâm ý sâu sắc, trong lòng thầm nghĩ, Hạ Tưởng đúng thực là một cao thủ chính trị đứng đầu. Đúng, đường đường một ủy viên Bộ Chính trị Trung ương lại cho ra một kết luận là một gã phó bí thư tỉnh ủy lại là một cao thủ chính trị đứng đầu. Dưới tình thế đối mặt với áp lực do sự liên hợp của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng tạo ra, mà vẫn có thể giữ vững bình tĩnh và đưa ra các thủ đoạn khác nhau, quả thực không đơn giản. Đổi lại là người khác, cho dù là người đã ở lâu năm trong chốn quan trường, đã từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh, Bí thư tỉnh ủy nhiều năm, chưa chắc đã bình tĩnh và thong dong được như Hạ Tưởng lúc này, lại càng không thể đưa ra sách lược phản kích được. Ánh mắt của Chủ tịch Quốc hội hơi nheo lại, trên mặt ẩn hiện tức giận. Hạ Tưởng đối với yêu cầu hết lần này đến lần khác của ông, một mực chối từ, thậm chí còn cùng Phó Tiên Phong và Khâu Nhân Lễ trực tiếp chống lại ông, bày ra thái độ không chịu nhượng bộ. Thủ tướng vừa mở miệng, Hạ Tưởng liền không chút do dự thu tay lại, không phải là cố ý bên trọng bên khinh để ông khó chịu thì là cái gì. Huống hồ, bây giờ ở đây lại có vô số quan lớn tập hợp lại đây, Hạ Tưởng chính là cố ý làm mất mặt ông ta. Ánh mắt của Chủ tịch Quốc hội nhìn Hạ Tưởng. Càng thêm sắc bén và tràn ngập ý áp bức. Thủ tướng cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Hạ Tưởng lại làm theo lời ông nói, trong đầu xuất hiện mấy ý nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ nói một điều. Đúng rồi, có chuyện gì thì nói với nhau, có việc thì nên bàn bạc trao đổi. Đồng chí Hạ Tưởng vẫn là biết cân nhắc,
là đồng chí tốt biết thấu tình đạt lý. Chẳng lẽ sự việc lại dừng như vậy không giải quyết được gì? Trong lòng ai cũng hiểu rõ một điều, Hạ Tưởng đang nể mặt thủ tướng trước nhiều người, mặt thì phải nể lẫn nhau. Thủ tướng cũng biết thời biết thế, hóa giải mọi chuyện, sau đó mỗi bên sẽ lùi một bước, mọi việc được giải quyết, còn về việc sau đó Hạ Tưởng có gọi điện thoại để bắt đầu lại trận chiến hay không, thì đó lại là một trận chiến khác rồi, đã không còn liên quan gì đến sự việc trước mắt nữa. Sau khi suy xét lại dụng ý của Hạ Tưởng, không ít người âm thầm tán thưởng cách làm mỗi một việc thì phải có cách đối phó khác nhau của Hạ Tưởng. Nói như vậy, mọi chuyện kết thúc trong hòa bình như vậy. Được rồi, mọi chuyện dừng ở đây, về sau nếu lại có mâu thuẫn gì, thì cùng ngồi xuống uống trà, bình tĩnh bàn bạc. Người trẻ tuổi, nóng giận một chút cũng là điều bình thường, nhưng không cần ầm ĩ đến mức này, có đúng không? Thủ tướng tiếp tục khuyên giải. Tông Cao, Hạ Tưởng đã dừng tay, cậu cũng nên có chút biểu hiện. Nhà nội vốn vẫn đứng đối diện với Hạ Tưởng, thủ tướng muốn y biểu hiện chút thái độ, trong lòng y rất không tình nguyện, bởi vì mọi chuyện hôm nay gây nên huyên náo rất lớn, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ, giống như là hành động mù quáng vậy. Đến cuối cùng Hạ Tưởng dường như bị bắt dừng tay lại, nhưng kỳ thực lại là nể mặt thủ tướng, y tuy là thắng, nhưng chẳng vẻ vang chút nào. Hơn nữa hôm nay còn chưa đòi lại được thể diện cho bố mình. Nhà nội duỗi tay ra. Tôi cũng nên biểu thị một chút, tặng cho cậu cái điện thoại, xem như làm kỷ niệm. Hạ Tưởng đưa điện thoại trả lại cho nhà nội. Cao Tổng, tôi còn có một việc muốn trực tiếp hỏi cho rõ ràng. Nhà nội cũng không miễn cưỡng, cầm lấy điện thoại. Nói đi, tôi sẽ trả lời. Chuyện giữa chúng ta coi như kết thúc ở đây, nào, bắt tay một cái. Hạ Tưởng chủ động đưa tay ra. Nhà nội do dự một chút, cuối cùng vẫn nắm lấy tay Hạ Tưởng. Hai người vừa mới thả tay ra, Hạ Tưởng lập tức chỉ tay về phía Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn. Cao Tổng, hai người kia, là bạn cậu. Không dùng tên riêng mà trực tiếp dùng từ hai người kia để thay thế. Những người quen biết với Hạ Tưởng đều biết, Hạ Tưởng là muốn ra tay với Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn. Nhà nội không hiểu sao trong lòng lại nhảy dựng, lời nói của Hạ Tưởng rất bình thản, cũng không có ý uy hiếp, nhưng vào trong tai y lại khiến y dùng cả mình, không ngờ nhất thời y không nói được lời nào. Vừa rồi Hạ Tưởng đã muốn dùng Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn làm điều kiện trao đổi, y không đồng ý, hiện tại thủ tướng ra mặt ép Hạ Tưởng phải lui bước. Hạ Tưởng lại muốn bắt Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn một lần nữa, hơn nữa còn ngay trước mặt Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Cho y 100 lá gan y cũng không dám. Nhà nội có chút lo lắng rồi. Đúng, là bạn của tôi. Lại không yên tâm liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Làm sao vậy, Phó Bí Thư Hạ, cậu muốn gây khó dễ cho bạn bè của tôi sao? Hôm nay bọn họ là do tôi mời đến, an toàn của bọn họ là do tôi toàn quyền phụ trách. Lời nói của nhà nội vô cùng khí thế, ý là ai dám động đến Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, thì cũng như là đụng đến y. Sở dĩ hiện tại y khí thế lấn người như vậy, nguyên nhân là do y có Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng làm chỗ dựa. Cho rằng Hạ Tưởng sẽ không dám làm gì. Hạ Tưởng, thực còn dám làm gì nữa? Hạ Tưởng bỗng nhiên lùi lại một bước, để lộ ra Tiên Phong ở phía sau. Phó Tiên Phong đã sớm không kiềm nén được, Hạ Tưởng vừa lui xuống. Ông lập tức tiến về phía trước một bước, lạnh lùng nói. Phạm Duệ, Hằng, lần trước tôi đã nói qua, anh là người khách không được hoan nghênh ở nhà họ Phó, hiện giờ mời anh lập tức rời đi. Phải biết rằng, Phạm Duệ Hằng tuy đã rút lui, nhưng vẫn là quan lớn về hưu được đãi ngộ cấp tỉnh, Phó Tiên Phong ngang nhiên ngay trước mặt Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, cái tát này đánh ra đúng là vô cùng vang dội. Phạm Duệ Hằng sắc mặt thay đổi, vô cùng tức giận. Phó Tiên Phong, anh, tôi có ý tốt đến phúng viếng ông cụ Phó, anh. Không biết điều. Dưới cơn giận dữ, ông ta liền nhất thời nói không suy nghĩ. Phó Tiên Phong vô cùng lạnh lùng, lửa giận dồn nén nửa ngày rốt cục hoàn toàn bộc phát ra. Ông là cái gì, cũng xứng đến phúng viếng ông cụ nhà tôi. Cút. Lời này vừa nói ra, khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người, bao gồm cả Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đều thay đổi, khiếp sợ. Phó Tiên Phong không chút nể tình, nhục nhã Phạm Duệ Hằng ngay trước mặt mọi người, kỳ thực đó là một cách phản kích toàn diện khác đối với việc đám người nha nội liên hợp lại khiêu khích Hạ Tưởng. Cha nhục con xấu hổ, Phạm Tranh nổi giận. Phó Tiên Phong, anh là cái thá gì, đồ khốn kiếp. Ánh mắt Phạm Tranh đỏ lên,
thiếu chút nữa là xông lên liều mạng với Phó Tiên Phong. Dừng lại. Phó Tiên Phong nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Nhà họ Phó không phải là nơi mà chó mèo gì cũng đều đến được, một số người không có phận sự đến tụ tập ở cửa nhà họ Phó gây chuyện, có phải cảm thấy ông cụ Phó mất rồi, nhà họ Phó dễ bắt nạt hay không? Kỳ thực mọi người đối với chuyện ngày hôm nay, đều có ý nghĩ như thế, nhưng có nghĩ cũng không thể nói ra miệng được. Bởi vì nếu nói như vậy, chẳng khác nào gián tiếp chỉ trích Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng liên hợp lại với nhau ức hiếp nhà họ Phó, mở rộng ra nữa, thì bản chất của sự việc chính là khiêu chiến với toàn bộ thế lực gia tộc. Mọi người hiểu ở trong lòng nhưng đều không nói ra, chỉ dám buồn bực ở trong lòng, nhưng không ngờ, Phó Tiên Phong lại dám nói thẳng ra như thế. Nhà họ Phó có một Phó Thủ tướng, một Chủ tịch tỉnh, lực lượng cảnh vệ cũng rất hùng mạnh, lập tức có người xông ra, vô cùng thô bạo mà đem Phạm Duệ Hằng đẩy ra, trực tiếp bắt kéo Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn ra ngoài. Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng liếc nhìn nhau, đang muốn cùng nhau kêu Phó Tiên Phong dừng tay, bỗng nhiên, tiếng bước chân ầm ầm truyền đến, một người hô lớn lên một câu. Ai ức hiếp nhà họ Phó, chính là ức hiếp nhà họ Ngô, nhà họ Mai và nhà họ Khâu. Người đứng phía trước chính là người cầm quyền thực sự của nhà họ Ngô là Ngô Tài Dương. Có hai người đi theo sát phía sau Ngô Tài Dương, một là Mai Thăng Bình, một là Khâu Tự Phong. Ngô Tài Dương, Mai Thăng Bình, Khâu Tự Phong cùng với Phó Tiên Phong và Khâu Nhân Lễ, như vậy lực lượng trung kiên của các thế lực gia tộc toàn bộ đều tập hợp đông đủ. Phía sau ba người họ còn có vô số các quan lớn của tỉnh bộ, Tống Chiêu Độ và Tào Vĩnh Quốc cũng ở trong nhóm đó. Nếu nói nhóm người trên còn chưa đủ đáng sợ thì đứng phía sau Tào Vĩnh Quốc còn có vài người, một người là Chủ tịch tỉnh Tề Lý Vinh Thăng, người còn lại là Chủ tịch tỉnh Yến Đỗ Bang Trung. Và phía sau Đỗ Bang Trung còn có một người nữa, cũng không già lắm, qua lắm chỉ 45 tuổi, tuy là xếp ở cuối nhưng có thể chen vào giữa bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh thì nhất định cũng là có cấp quan lớn trong tỉnh bộ. Ở trong nước những người 45 tuổi mà đã là nhân vật cấp cao trong tỉnh bộ thì không có là bao. Và lại thân phận của y rất đặc biệt, y luôn đi theo sau mọi hành động của Ngô Tài Dương nhân vật nắm giữ thế lực gia tộc, có ý sâu xa hơn là muốn âm thầm tuyên bố và ám chỉ rõ ràng với bên ngoài. Không phải ai khác, chính là thư ký đứng đầu trong đoàn trung ương, Thủy Thiên. Ngô Tài Dương người chưa đến nơi thì tiếng đã tới trước, khí thế đến dọa người. Khi y bước vào trong thì không chút chần chừ đứng bên cạnh Hạ Tưởng, và theo sát phía sau là Mai Thăng Bình, Khâu Tự Phong cùng với Tống Chiêu Độ. Tào Vĩnh Quốc, Lý Vinh Thăng và Đỗ Bang Trung, cũng nối bước, trực tiếp gia nhập vào hàng ngũ của Hạ Tường. Thủy Thiên là người sau cùng, sau khi xuất hiện, tuy y đã cố tình tỏ vẻ khiêm tốn nhưng vẫn thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người, không phải bởi vì Thủy Thiên có cấp bậc cao và nhiều quyền thế mà là bởi vì y đã là một trong những nhân vật đại diện cho đoàn trung ương, lập trường của y là đại diện cho lập trường của Tổng Bí Thư. Bước chân của Thủy Thiên tuy chậm nhưng không dừng lại, bước qua vạch giữa. Thản nhiên đứng ngay phía sau Tào Vĩnh Quốc. Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng lại nhìn nhau lần nữa, trong ánh mắt tỏ vẻ kinh hãi. Cùng với việc Ngô Tài Dương gia nhập vào phe Hạ Tưởng, Cao Tấn Chu và Vu Phồn Nhiên lúc nãy vẫn đứng ngay giữa cũng lặng lẽ di chuyển, gia nhập vào hàng ngũ của Hạ Tưởng, và việc chọn hàng ngũ của Thủy Thiên cũng kéo theo Trịnh Thịnh và Chủ tịch tỉnh Tây về phe Hạ Tưởng để dựa dẫm. Tình thế đã có biến đổi lớn kể từ khi Ngô Tài Dương bước vào. Trước đó, tuy nhà họ Phó là chủ tác chiến nhưng dù sao ông cụ Phó cũng đã qua đời, khí thế giảm mạnh, hơn nữa có hai vị chủ tịch quốc hội và thủ tướng chấn giữ, với phe của nhà họ Phó so với phe mà Hạ Tưởng đứng đầu thì không những không chiếm ưu thế về số lượng người mà khí thế cũng không bằng đối phương. Hơn nữa Cao Tấn Chu, Vu Phồn Nhiên không gia nhập vào chiến đoàn, Trịnh Thịnh khoanh tay đứng nhìn. Về phía Hạ Tưởng, trước khi Phó Tiên Phong ra lệnh bảo Phạm Duệ Hằng cút đi và hạ lệnh bắt Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn thì vẫn ở trong thế yếu. Nhưng bây giờ Ngô Tài Dương chỉ vừa đến, lại có Mai Thăng Bình cùng lúc xuất hiện, hơn nữa còn có Thủy Thiên ở đoàn trung ương cùng đi, như vậy phía Hạ Tưởng không những chiếm lợi thế về số đông mà khí thế cũng lớn mạnh hơn, quan trọng nhất là sự gia nhập của Thủy Thiên mang ý nghĩa Tổng Bí Thư đã bày tỏ lập trường kiên định trong cuộc đọ sức giữa thế lực gia tộc đồng tâm hiệp lực chống lại phe bình dân. Đối kháng đã lên đến tầng lớp cao nhất. Câu tuyên bố đáng sợ của Ngô Tài Dương quả thực có uy lực vô cùng, kể cả Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng là một trong những ông trùm cũng có lúc lỡ lời, cả buổi không nói câu nào. Vẻ oai vệ của Ngô Tài Dương đã âm thầm lấn áp được mấy ông tai to mặt lớn. Cũng đúng,
không tới 10 tháng nữa Ngô Tài Dương sẽ trở thành một trong những người tai to mặt lớn, và người đứng đầu bây giờ sắp lui xuống, kẻ lên người xuống, mà Ngô Tài Dương lại mang vẻ oai vệ của cả một thế lực gia tộc nên khí thế lần này sắc bén vô cùng. Nhưng, Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ không vì vậy mà rút lui, Phó Tiên Phong chẳng những đã mắng Phạm Duệ Hằng mà còn bắt Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, cũng đồng nghĩa với việc tất cả những cố gắng trước đây đều vô ích, dường như lúc nãy Hạ Tưởng đã rất hào phóng nhường một bước. Không phải nhượng bộ mà cố ý tỏ ra cho đối thủ thấy mình yếu thế. Sắc mặt của thủ tướng không được tốt, hôm nay vốn thấy sắp hoàn toàn thắng lợi, không ngờ giữa chừng lại nhảy ra tên Ngô Tài Dương, kết quả khiến cho một cục diện tốt bị hủy hoại trong nháy mắt. Tài Dương, ông mới đến, không hiểu rõ tình hình đừng nên vội vàng kết luận, không có điều tra thì không có quyền phát ngôn. Chủ tịch Quốc hội vô cùng khách khí khi nói chuyện với Ngô Tài Dương, hoàn toàn khác biệt với lúc thúc ép Hạ Tưởng. Chủ tịch Quốc hội nói đúng, không có điều tra sẽ không có quyền phát ngôn. Tuy nhiên, có một số việc vốn dĩ không cần điều tra đã có thể nhìn thấy được rõ ràng. Ngoài mặt Ngô Tài Dương luôn khách khí nhưng thực ra không một chút nhượng bộ. Phạm Duệ Hằng tụ họp những người như Phạm Tranh, Cao Kiến Viễn ngang nhiên đến nhà họ Phó gây rối trong khi ông cụ Phó vừa mất không lâu, như vậy không phải muốn ức hiếp nhà họ Phó thì là gì? Trước khi tôi đến, ba ông cụ của nhà họ Ngô, nhà họ Mai, nhà họ Khâu đã nói, tuy rằng ông cụ Phó đã ra đi nhưng nhà họ Phó còn có những thành viên như chúng ta, và có ba ông cụ che chở cho nhà họ Phó, không thể để cho nhà họ Phó bị người khác ức hiếp. Tôi phụng mệnh của ba ông cụ, chính là đến đây để xử lý những người dở hơi đó. Trực tiếp đưa ra ba ông cụ, hành động lần này của Ngô Tài Dương, hiển nhiên là sẽ không lui nửa bước. Năm đó lúc Ngô Tài Dương và ông cụ Ngô đang náo loạn, là một người làm quan hơn 10 năm từ bên tỉnh Tây Bắc xa xôi, đừng xem mấy năm gần đây đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở Bắc Kinh, tính tình dường như mài phẳng đi rất nhiều, trên thực tế, thì tính hùng dũng và thích hơn thua trong xương cốt vẫn còn, không giống với tính khí âm u lạnh lẽo của Phó Tiên Phong là, Ngô Tài Dương đã trải qua một trận bão táp lớn ở Tây Bắc, tính cách của y vô cùng kiên cường, hơn nữa không bao giờ chịu thua. Phạm Duệ Hằng lui thì lui, không chịu an hưởng cho tốt. Mà còn đến nhà họ Phó làm xấu hổ, ông cụ Phó trên trời có linh thiêng, cũng phải mắng tổ tông của ông. Ngô Tài Dương tiếp tục nói, vênh váo hung hăng. Lại không có người mời anh tới, nếu đã đến rồi thì cúi chào ông cụ Phó vài cái đi, cũng sẽ không có ai nói gì anh. Nếu anh cứ muốn cùng với Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn làm loạn, thì dân chúng đều biết rằng người chết là trên hết. Dù gì anh cũng đã từng là quan chấp chính một phương, tại sao kể cả việc đối nhân xử thế cũng không hiểu. Tôi sẽ đưa kiến nghị lên Trung ương, bác bỏ đãi ngộ trong cấp tỉnh của anh. Sau khi con trai của Phạm Duệ Hằng bị bắt, một lần nữa nghe được ý kiến xử lý phát ra từ miệng của trưởng ban tổ chức Trung ương, mắt tối sầm lại thiếu chút nữa bất tỉnh ngã xuống đất. Cái giá phải trả, thật thê thảm. Phạm Duệ Hằng không nói nên lời, bởi vì lời nói của Ngô Tài Dương từ nào cũng có lý, y chỉ còn có thể đưa ánh mắt cầu xin nhìn về phía Chủ tịch Quốc hội. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn. Không thể quá nổi bật, nếu không sẽ công khai thừa nhận việc y hôm nay chủ động gây sự và không thoát khỏi việc dính líu với Chủ tịch Quốc hội. Hai tay Chủ tịch Quốc hội đặt ở sau lưng, mọi người đều không nhìn thấy là, đôi tay của y luôn nắm chặt với nhau. Vẻ mặt tuy vẫn rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng lộn xộn. Từ lúc nào, Hạ Tưởng đã có đầy đủ sức ảnh hưởng kinh người đến như vậy? Ánh mắt của Chủ tịch Quốc hội lần lượt lướt nhìn qua những người bên cạnh Hạ Tưởng. Trong lòng kích động như sóng lớn, trong lúc vô thức, Hạ Tưởng không ngờ đã trưởng thành thành một cây đại thụ sum xuê đến như vậy. Thế lực gia tộc chưa từng có liên kết nhất trí, toàn bộ nguyên do cũng bởi vì Hạ Tưởng trở thành nhân vật trung tâm, cho nên mọi ý nghĩ đều dừng lại. Nghĩ sâu hơn, lại càng khiếp sợ, Tống Chiêu Độ, Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc, Khâu Tự Phong, Phu Phồn Nhiên, và còn Đỗ Bang Trung, toàn bộ đều xuất thân từ tỉnh Yến, cùng với lời nói của Hạ Tưởng. Giới chính trị ở trong nước sẽ là đơn vị lực lượng không thể bỏ qua, thảo nào đã sớm có người nói với gã, bang hội ở tỉnh Yến sẽ trở thành họa lớn. Tình thế hôm nay càng khiến cho gã hiểu rõ hơn một điều, bang hội ở tỉnh Yến không biết có thể trở thành một đơn vị lực lượng hay không, nhưng Hạ Tưởng tuyệt đối sẽ trở thành họa lớn. Chủ tịch Quốc hội vốn dĩ muốn mở miệng nói vài lời cho Phạm Duệ Hằng, vừa ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt cười như không cười của Hạ Tưởng nhìn về phía thủ tướng. Trong lòng y liền nhảy dựng lên, lập tức nhận ra có gì đó bất thường. Ngô Tài Dương thân là trưởng ban tổ chức Trung ương, đề nghị Trung ương bác bỏ đãi ngộ cấp tỉnh của Phạm Duệ Hằng, là việc phải làm.
Trong sự việc lần này, thủ tướng cũng có quyền phát ngôn nhất định, nhưng lại không nằm trong phạm vi cai quản của y, trước khi thủ tướng chưa mở miệng, nếu y thay Phạm Duệ Hằng cầu tình thì tương đương với việc nhúng tay vào việc của thủ tướng. Nhưng nếu không bày tỏ thật sự sẽ không nói được gì, Phó Tiên Phong bắt Phạm Tranh, Ngô Tài Dương diệt Phạm Duệ Hằng, phối hợp rất ăn ý, giống như là thế lực gia tộc lại chuyển bại thành thắng. Lúc đang do dự, thủ tướng cuối cùng cũng lên tiếng. Tài Dương, anh quá kích động rồi, hôm nay ai cũng không có ý ức hiếp nhà họ Phó, Duệ Hằng cũng là có lòng muốn đến phúng viếng, hơn nữa hôm nay dù sao cũng là lễ truy điệu của lão Phó, dù là việc gì cũng không nên kích động. Nể mặt lão Phó, cứ nghe tôi, việc của Phạm Duệ Hằng, không nên đoán bừa mà đưa ra kết luận. Nói xong, lại chuyển sang Phó Tiên Phong. Tiên Phong, xin anh cũng bớt giận đi, cứ thoải mái đi, hãy nể mặt tôi, đừng trong lễ truy điệu của lão Phó mà bắt người. Vẻ dịu dàng của thủ tướng thật lợi hại, vấn đề nan giải, liền đá tới dưới chân Ngô Tài Dương và Phó Tiên Phong. Ngô Tài Dương không nói lời nào, nhìn sang Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong hơi trầm ngâm, gật đầu nói. Sự việc của Phạm Duệ Hằng, xin trưởng ban Ngô suy nghĩ kỹ. Lại chuyển sang Phạm Duệ Hằng. Mời anh lập tức rời khỏi nhà họ Phó. Phó Tiên Phong không phải là hạng người dễ dãi, mở lời cầu xin Ngô Tài Dương, xem như đủ nể mặt. Hiện tại Phạm Duệ Hằng bị Phó Tiên Phong quát tháo kêu cút đi, không những phải ngoan ngoãn cút đi, mà còn phải cảm ơn Phó Tiên Phong. Cả đời Phạm Duệ Hằng chưa từng phải chịu sự nhục nhã đến như vậy, đành phải cắn răng nuốt vào bụng, một là cắn răng, hai là không nói lời nào, quay đầu bỏ đi. So với bóng dáng hiu quạnh trong gió lạnh lần trước, lần này bóng dáng của y càng ảm đạm hơn, khiến cho những người con ông cháu cha đều nhìn ngoài mặt, hận trong lòng. Phạm Duệ Hằng nuốt hận rời đi, là lần thất bại thứ nhất. Người, không thể tha. Phạm Duệ Hằng dưới sự liên kết sỉ nhục của Ngô Tài Dương và Phó Tiên Phong, sau khi buồn bã rời khỏi, Phó Tiên Phong lại lớn tiếng cự tuyệt đề nghị của Thủ tướng. Không phải là không nghe lời của Thủ tướng, mà là Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, chính là dưới sự chỉ thị của Thủ tướng thì tinh thần mới thả phải bắt đi, bởi vì bọn họ. Bởi vì bọn họ gửi thư đe dọa cho Phó Bí Thư Tỉnh ủy. Hạ Tường cao giọng nói. Lần trước Thủ tướng đích thân dặn dò phải chỉ lệnh Bộ An ninh Quốc gia nghiêm khắc điều tra sự việc này, vừa lúc Bí Thư Khâu thông qua Bộ An ninh Quốc gia đã điều tra được sự thật Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn đã gửi thư đe dọa tôi, hiện tại chứng cứ xác thực, xin Thủ tướng đưa ra chỉ thị. Chủ tịch Quốc hội không dám tin nhìn sang Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn. Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn cuối cùng cũng cúi thấp đầu óc ngu xuẩn xuống, không sai, thật ngu xuẩn, bọn họ bị thù hận làm mù quáng. Vốn tưởng rằng Hạ Tưởng sẽ không điều tra ra được những việc làm của họ, lại quên là Bộ An ninh Quốc gia là trong phạm vi thế lực truyền thống của Khâu gia. Thủ tướng bị Hạ Tưởng chiếu tướng, là thất bại lần thứ hai. Còn lần thất bại thứ ba, Hạ Tưởng đưa tay làm động tác mời. Mời Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng vào trong ngồi, ba ông cụ Ngô, Mai, Khâu đã đợi lâu rồi. Cái gì, ba ông cụ vẫn luôn trốn trong nhà họ Phó. Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng cùng nhìn nhau mà kinh ngạc. Sau vài năm, một nhà sử học nổi danh nhưng không có tiếng tăm bởi vì nghiên cứu cuộc đời của ông cụ Phó mà danh tiếng đột nhiên được lan truyền ra rộng rãi, không phải ông ta đã nghiên cứu ra được những tin tức lạ gì từ ông cụ Phó, cũng không phải đem chuyện ông cụ Phó tặng vịt quay cho Hạ Tưởng viết đến sinh động và thú vị như tiểu thuyết, càng không phải bởi vì ông ta đã phát hiện được bí mật gì của nhà họ Phó. Mà là bởi vì ông ta đã định luận ra được một câu danh ngôn về cuộc đời của ông cụ Phó, cả đời ông cụ Phó tuy thắng nhiều hơn bại, nhưng chưa từng một lần toàn thắng, sau khi chết trong lễ truy điệu, vừa chết mà làm rung động cả thiên hạ, dẫn đến một thắng lợi lớn lao mà trước giờ chưa từng có, đặt ra một vận mệnh chính trị lâu dài, sau khi chết mà còn hưởng được quang vinh như thế, ông cụ Phó chết thật có ý nghĩa. Thực ra dựa vào sự đánh giá của ông ta về ông cụ Phó, cũng không có chỗ nào hay ho. Không nên nổi danh mới đúng, nhưng định luận mà ông ta đưa ra cho ông cụ Phó, lại vì nghiên cứu lịch sử của Hạ Tưởng mà bị các nhà sử học phản đối, cho rằng cái chết của ông cụ Phó, chết rất bình thản, sở dĩ kinh thiên động địa đến như vậy, chẳng qua là do công sức của Hạ Tưởng, thực ra chẳng liên quan gì đến việc của ông cụ Phó. Bởi vì từ đầu đến cuối, ông cụ Phó không nói một lời. Nói nhảm, người chết đương nhiên là không thể nói chuyện rồi. Nhưng trong cuộc tranh luận của các nhà sử học, nói bừa cũng có thể là một bản luận tràng giang đại hải.
Kết quả cuối cùng trong cuộc luận chiến của hai bên thì các nhà sử học của Hạ Tưởng tự nhiên chiến thắng áp đảo, nhưng các nhà sử học của ông cụ phó cũng vì vậy mà trở nên nổi tiếng, xem như là thu được thành công không ngờ. Nói cho cùng, thực sự cũng bởi vì Hạ Tưởng có diệu kế, mới khiến cho một số người vừa mất con vừa bị bẽ mặt. Rất nhiều người cũng không hiểu được tại sao Hạ Tưởng lại để cho Cao Kiến Viễn và Phạm Tranh tự do làm loạn, thực ra dựa vào quyền thế của hắn, chỉ cần một cuộc điện thoại hoàn toàn có thể khiến cho Cao Kiến Viễn vào tù, cũng có thể không thèm để ý đến lời chất vấn của Phạm Tranh, khiến cho Phó Tiên Phong ra mặt, chỉ cần một câu nói có thể khiến cho Phạm Tranh cút xéo. Nhưng Hạ Tưởng lại nhất quyết chịu đựng cùng rằng co với Phạm Tranh. Các nhà sử học đều là con cháu của Gia Cát, người thông minh đi một bước hiểu ba bước, những người có mặt trong đó khi thấy Chủ tịch Quốc hội xuất hiện, liền biết được Hạ Tưởng có thể đang thiết lập thế cục, hơn nữa còn có thể là một đại cục. Hơn nữa khi Thủ tướng xuất hiện thì không ít người càng kiên định sự phán đoán của mình, trước đó Phó Tiên Phong luôn giấu mình không xuất hiện, đợi đến khi Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng xuất hiện, những nhân vật cấp cao lần lượt kịp thời xuất hiện thì có thể thấy, đám khẩu chiến của Hạ Tưởng, khiến cho Cao Kiến Viễn và Phạm Tranh nhất thời điên cuồng ngang ngược, là vì muốn khiến cho họ đắc ý đến mất hình tượng, để họ ngã thẳng từ trên cao xuống. Hơn nữa mượn sức lực của họ để kéo nha nội xuống nước, chỉ có nha nội bị chìm sâu xuống dưới, mới có thể câu được cá lớn. Hạ Tưởng tạm thời ngấm ngầm chịu đựng, là vì muốn dựa thế đánh lực, là vì muốn khiến cho sự việc hôm nay, phải quyết thắng bại, mà còn đặt ra một kết cấu lâu dài cho sau này. Xét đến cùng, hôm nay nha nội dám đến đây khiêu khích, Phạm Duệ Hằng không kính trọng người già, lại có Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn rầm rĩ bên tai, Hạ Tưởng liền hiểu được, trong cùng thời gian nổ súng bắn hắn, cũng sẽ song song nổ súng đến bốn nhà phó, Ngô, Mai và Khâu. Là một hành động chưa từng liên kết giữa phe phản đối và phe bình dân, nếu thế lực gia tộc không liên hợp lại, nếu bị đánh bại, không những khiến cho sĩ khí của thế lực gia tộc ở trong nước bị giảm mạnh, thậm chí còn ảnh hưởng đến vị trí của thế lực gia tộc trong nhiệm kỳ mới ở Bộ Chính trị. Suy nghĩ sâu hơn, nói không chừng còn có thể trở thành một cuộc tấn công lớn với Ngô Tài Dương. Tâm cơ cao thâm, mưu kế sâu xa, tuyệt đối không thể phớt lờ. Mà Ngô Tài Dương vừa ra mặt, khí thế vô cùng, trước mặt Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, không chút nhượng bộ, cũng chứng minh được một điều, Ngô Tài Dương cũng nhận ra được sức ảnh hưởng lớn trong sự việc lần này. Không nhường nhịn một kẻ dũng cảm chiến thắng, không lộ tinh thần không biết sợ, như vậy sẽ khiến cho người khác xem thường mình, thậm chí còn xem thường toàn bộ thế lực gia tộc. Phe phản đối và phe bình dân có ý đồ muốn mượn cơ hội hủy hoại thế lực gia tộc, dưới bàn tay khéo léo của Hạ Tưởng, cuối cùng sắp thành lại bại. Thực ra Hạ Tưởng sở dĩ không muốn làm ầm chuyện lên, mà còn có một dụng ý sâu xa hơn là mượn cơ hội quan sát lập trường của Đoàn Hệ. Đoàn Hệ mặc dù cũng trở thành một phần trong cục diện chính trị ở trong nước, hơn nữa mạng lưới quan hệ lại rộng lớn, nhưng trên thực tế Đoàn Hệ khá rời rạc, và lại cầu ổn định quá mức, có lúc đối diện với thế công kích của phe phản đối và phe bình dân, sẽ áp dụng đối sách né tránh hoặc giải hòa. Hạ Tưởng cũng không phải là nghi ngờ con người của Tổng Bí Thư, chỉ muốn biết là trước ngày nhiệm kỳ mới, nếu có chuyện gì xảy ra, thì Tổng Bí Thư là vì yêu cầu ổn định mà hy sinh tất cả, hoặc sẽ ngang nhiên ra tay. Vì bảo vệ lợi ích bản thân mà mặc kệ để cứng rắn đáp trả lại. Điểm quan trọng nhất là, Hạ Tưởng muốn biết Tổng Bí Thư sẽ đối đãi thế nào về quan hệ đồng minh trước mắt giữa Đoàn Hệ và thế lực gia tộc. Hắn cũng biết rõ rằng, Tổng Bí Thư rất coi trọng hắn, nhưng lại không khẳng định được nếu thế lực gia tộc gặp phải phe phản đối và phe bình dân liên kết kẹp chặt, thì Tổng Bí Thư sẽ khoanh tay đứng nhìn, hay là sẽ dứt khoát chứng tỏ lập trường. Khi Trịnh Thịnh ngay từ đầu đã đứng ở vị trí giữa nhà, trong lòng Hạ Tưởng liền trầm xuống, mãi đến khi Thủy Thiên xuất hiện, và khi không một chút do dự lựa chọn đội ngũ, thì hắn mới có thoải thở phào nhẹ nhõm, trong lòng biết rằng, Cổ Thu Thật vẫn luôn trốn trong nhà họ Phó không chịu xuất hiện, sau khi xin chỉ thị của Tổng Bí Thư xong, cuối cùng lại lựa chọn đồng tâm hiệp lực. Bởi vậy, vì một chuyện nhỏ mà cả một văn bản lớn, vận mệnh trong nước cơ bản từ hôm nay được đặt ra dựa vào thế của hai cực đối lập liên kết với nhau. Thế cục hôm nay tuy gặp phải áp lực của hai ông trùm là Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, nhưng thực ra tiết tấu đều nằm trong tay Hạ Tưởng, tuy bên trong ngẫu nhiên xảy ra một số lệch lạc không thể đoán được, nhưng trên cơ bản đều phù hợp vào mong chờ của Hạ Tưởng. Ai có thể ngờ đến, điểm mấu chốt của cấp cán bộ tỉnh Lôi, thành công làm lay động bốn đại phái hệ của cục diện chính trị trong nước, Hạ Tưởng, là vì cục diện chính trị ở trong nước chưa có nhân vật mấu chốt quan trọng lấy làm vui mừng. Tuy nhiên,
Hạ Tưởng cũng không có mù quáng mà vui mừng, bởi vì hắn không rõ Hầu Khang Khứ vẫn luôn đứng về phía mình, cho nên vẫn không có một câu biểu lộ thái độ nào, giống như một chú hổ ở bên, lại không biết trợ oai hay là chờ thời cơ vồ bắt, không khỏi khiến cho người khác không tự tin. Hầu Khang Khứ thân là một trong những nhân vật đại diện cho thế lực gia tộc truyền thống, có một số bộ phận tương đồng với nhu cầu chính trị của thế lực gia tộc mới, nhưng thực chất chưa từng bắt tay hợp tác với nhau. Chờ bóng dáng của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng bước vào cửa nhà họ Phó, sau khi biến mất không thấy, những người lưu lại ở hiện trường cũng dần tản ra, nên phúng viếng thì phúng viếng, nên về thì về, sự việc cũng dần đến hồi kết, ở lại cũng không có gì hay để xem. Phạm Duệ Hằng thất vọng kết thúc, tin rằng việc bác bỏ đãi ngộ chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì Ngô Tài Dương dám đứng trước đám đông lên tiếng, liền chứng minh đã nắm trong tay đầy đủ tài liệu có thể trừng trị Phạm Duệ Hằng. Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn trước tiên bị cảnh vệ của nhà họ Phó ra, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đều ở đó, nhà họ Phó dám trực tiếp bắt người, không thể nói là không nể quyền uy của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, nhưng nhất định đã làm mất mặt Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, theo sau lại bị rời đến Bộ An ninh Quốc gia, đang chờ đợi sẵn Phạm Tranh ngoài cuộc thẩm vấn ra, phỏng chừng sẽ bị giam trong tù vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên được. Sau khi Phạm Tranh bị nhà họ Phó bắt giữ, thì lúc Phạm Duệ Hằng đang buồn bã rời khỏi, đã không khống chế được, sau đó Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng bị ba ông cụ Tranh mời vào nhà họ Phó, thì nha nội thấy tình hình không ổn, cùng với Ngô Công Tử lặng lẽ trốn khỏi, Phạm Tranh cuối cùng cũng biết sợ, bây giờ y trở thành vật hy sinh. Lại nhìn thấy Hạ Tưởng với thái độ thắng lợi, Phạm Tranh dưới cơn lăng nhục và thịnh nộ, chửi ầm lên. Hạ Tưởng, mày không yên đâu. Nói được một nửa, thì bị cảnh vệ đánh ngay vào mặt. Năm cái răng lập tức rơi xuống, mặt đầy máu, chỉ có thể rên rỉ, không thể nói được câu nào. Phạm Tranh còn tưởng rằng nha nội sẽ cứu y ra, lại không biết là, mấy ngày sau, y đã bị Viện Khoa học Xã hội khai trừ khỏi công chức đảng viên, lại qua mấy ngày, bởi vì việc đe dọa cán bộ cấp cao của quốc gia và tụ họp gây rối tội danh thành lập, cho nên bị phán vào tù 3 năm. Mà Phạm Duệ Hằng cũng bị Ngô Tài Dương bãi bỏ đãi ngộ của giám đốc sở còn mạnh hơn năm Cao Thành Tùng bị giáng xuống 3 cấp, y ít nhất cũng sẽ bị giáng xuống 2 cấp. Dưới hai sự đả kích bị giáng chức và con trai bị ở tù, y đã ngã bệnh không dậy nổi. Thấy Phạm Tranh bị mọi người hành hung, Cao Kiến Viễn hô to. Đánh người. Có ý đồ gây sự chú ý của mọi người để lại chế tạo ra sự việc, không ngờ mọi người của cấp quan lớn trong tỉnh bộ, lại không thèm nghe tiếng kêu của y. Thậm chí kể cả không có một ai nhìn y. Cao Kiến Viễn cũng vì tiếng gào thét của mình có cái giá phải trả thật thê thảm, cảnh vệ của nhà họ Phó không dùng tay nữa mà đổi thành dao, trực tiếp kề sát lên cổ của y. Cao Kiến Viễn cảm thấy khó chịu như bị thắt cổ, muốn hét, cũng hét không ra, trong miệng như có đám lửa đang cháy, đau đến khó nhịn. Nhưng có khó nhịn đến mấy cũng phải chịu, bởi vì không có ai đồng cảm. Kết cục của Cao Kiến Viễn thảm hại hơn Phạm Tranh, sau khi vào tù lần nữa, ngày nào cũng bị người khác ức hiếp. Cũng không biết là trùng hợp hay vô tình, y cũng bị xếp vào trong trại giam mà năm đó Cao Thành Tùng cũng từng bị giam giữ lâu dài ở đây. Kết quả, đồng chí Cao Kiến Viễn sẽ trải qua một quãng đời dài và đau khổ. Tự làm tự chịu, không trách được ai, Hạ Tưởng đã rất nương tay, bởi vì nếu mà là Phó Tiên Phong ra tay, Cao Kiến Viễn nhất định sẽ biến mất khỏi trần gian. Từ đầu đến cuối, Quốc Hòa Thụy không ra tay cũng không phải là lạ. Bởi vì Quốc Hoa Thụy vốn dĩ đã bị Hạ Tưởng đánh cho sợ, nhưng Ngô Công Tử vẫn không ra tay, thậm chí sau khi Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng xuất hiện, cũng không mượn cơ hội phát cáu, liền khiến cho người khác khó hiểu, dựa vào tính cách nổi loạn bừa bãi của Ngô Công Tử, có thời cơ tốt như vậy mà không lợi dụng, thì không phải là tính cách của y. Đám người dần tản ra, Hạ Tưởng vừa ngẩng đầu liền thấy, Ngô Công Tử không biết khi nào đã không thấy bóng dáng đâu hết. Sự việc hôm nay, uy danh của Hạ Tưởng được truyền xa, đến nỗi vài năm sau, sẽ còn có người vẫn hăng say với cảnh tượng hôm nay, tự hào khi mình cũng mặt ở đó, tuy nhiên lúc này, Hạ Tưởng lại chỉ muốn vào trong uống ly trà nóng. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Tống Chiêu Độ chậm đi về hướng hắn. Không đợi Tống Chiêu Độ đến gần Hạ Tưởng, đột nhiên, Hầu Khang Khứ không có cớ gì cứ xông ra, chắn đường của Tống Chiêu Độ, đưa tay phải ra. Xin bí thư Tống dừng bước. Tôi có vài chuyện muốn nói với anh. Tống Chiêu Độ chỉ có thể dừng bước, chỉ giao lưu bằng ánh mắt với Hạ Tưởng, liền theo Hầu Khang Khứ đến một bên để nói chuyện. Hạ Tưởng chăm chú nhìn theo bóng dáng của Hầu Khang Khứ, hơi trầm tư suy nghĩ,
quay người theo Phó Tiên Phong vào trong. Có muốn tìm người xử bọn Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn? Sắc mặt của Phó Tiên Phong lộ vẻ lạnh lùng, sự việc hôm nay khiến cho y rất phẫn nộ. Hạ Tưởng lắc đầu. Có lúc chết rất dễ, sống lại rất khó. Phó Tiên Phong lại hỏi. Còn nha nội thì sao? Cứ như thế này mà tha cho y sao? Hạ Tưởng tự đắc cười. Tôi lúc nào buông tha y? Cuộc điện thoại vừa nãy, chỉ là một đòn gió mà thôi. Thật ra ba ông cụ Ngô, Mai, Khâu đã đến nhà họ Phó từ sớm. Là bạn bè lâu năm với ông cụ Phó, cái chết của ông cụ Phó đối với ba ông cụ mà nói, cũng là một chuyện vô cùng đau lòng, đến rất sớm, cũng không hề để ý đến lễ tiết và trình tự sắp xếp trong quan trường nữa, mà chỉ đặc biệt đến tiễn ông cụ Phó một đoạn, cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên sau khi đến, lại bị Hạ Tưởng xếp vào bên trong, để họ cứ bình tâm uống trà trước đã, nói là có khả năng sẽ có một vở kịch hay. Ông cụ Ngô không hề dị nghị về sự sắp đặt của Hạ Tưởng, còn trưng cầu ý kiến của hai ông cụ Mai, Khâu. Thế nào, có nghe theo sự sắp đặt của Hạ Tưởng không? Ông cụ Mai khẽ gật đầu. Hạ Tưởng là một thanh niên trẻ đáng tin cậy, mấy ông già như chúng ta, phải là hậu thuẫn mạnh mẽ của nó. Ông cụ Khâu cũng tỏ vẻ tán thành. Đã đến lúc phải cho người trẻ tuổi làm chủ rồi, được, hôm nay xem Hạ Tưởng có thể thay chúng ta sắp xếp một vở kịch hay gì. Ba ông cụ cả đời tung hoành trong quan trường, đánh hạ được một mảnh giang sơn của thế lực gia tộc, bây giờ vây quanh lò lửa uống trà, giống như là thái độ của cao nhân ngoại thế không màng thế sự, buông tay cho người trẻ tuổi xung phong lên trước, cũng là một dịp hiếm có để các ông cụ đồng tâm hiệp lực. Nếu nói để ba người cùng tín nhiệm một người, thì chưa từng có trong mười mấy năm nay. Nếu hợp tác với nhau, cũng có tâm lý đề phòng nhau, nhưng hôm nay, Hạ Tưởng cuối cùng cũng thay đổi được suy nghĩ đằng sau việc tín nhiệm đối phương lại luôn đề phòng đối phương, hôm nay lại thoải mái ngồi cùng nhau, không cần so đo lợi ích được mất, không cần đề phòng tính kế của đối phương, nếu không phải ông cụ Phó mất, thì tâm trạng của mấy người họ cũng tương đối tốt. Tuy ông cụ Phó đã đi trước một bước, mấy người họ cũng nghĩ thoáng hơn nhiều, đã sớm đến tuổi biết thiên mệnh, thản nhiên tiếp nhận hiện thực. Có thể thản nhiên tiếp nhận được hiện thực về cái chết của ông cụ Phó, nhưng không thể tiếp nhận được hiện thực vô số kẻ xấu ở bên ngoài vây quanh công kích Hạ Tưởng. Âm thanh bên ngoài truyền đến tai của mấy ông cụ rất rõ ràng, Phạm Tranh đang ngông cuồng kiêu ngạo, Cao Kiến Viễn không biết trời cao đất rộng, Phạm Duệ Hằng không kính trọng người già, cùng với vẻ mặt nham hiểm giả dối của nha nội khiến cho ông cụ Ngô không khỏi tức giận. Cũng khiến cho ông cụ Khâu vô cùng phẫn nộ, kể cả ông cụ Mai bình thường không hề tức giận. Cũng dần dần lộ vẻ căm tức. Trước giờ chưa khi nào ba ông cụ cùng nhau tức giận vì một người, càng không có việc đồng thời lo lắng cho một người, Hạ Tưởng trải qua gian khổ và nhiều năm cố gắng, cùng với tính cách thảnh thơi và không có tư lợi, cuối cùng khiến cho ba ông cụ cả đời luôn biết nhìn xa trông rộng, thật tâm công nhận hắn. Đúng là không dễ có được. Tuy nhiên mấy ông cụ giận thì giận, lại cũng rõ Hạ Tưởng để chỗ trống cho Phạm Tranh, Cao Kiến Viễn là nhất định có thâm ý. Bèn nhẫn nại nghe ngóng bước phát triển tiếp theo của sự việc. Sau khi Chủ tịch Quốc hội lộ diện, ông cụ Ngô thậm chí còn đề nghị ông cụ Mai và ông cụ Khâu đoán xem Hạ Tưởng hôm nay rốt cuộc đã sắp xếp vở kịch lớn thế nào. Ông cụ Khâu đã đoán được 5 phần. Lão Phó vừa mất, 4 lão già ba thiếu một không thành một mâm, vài con tôm tép không ra trò trống gì đến khiêu chiến đến thăm dò với Hạ Tưởng, muốn biết mấy lão già chúng ta có kéo nhà họ Phó một tay hay không. Nếu chúng ta không kéo, để lời của tôi ở đây, vài tháng sau, nhà họ Phó sẽ bị đánh cho tanh bành. Ông cụ Mai đoán được 7 phần. Hạ Tưởng là muốn mượn lực đẩy lực, là muốn để vài người hiểu, bốn nhà chỉ cần có cậu ấy, thì sẽ không tan rã, là sẽ đoàn kết một lòng. Cũng thật làm khó cậu ấy, vì mấy lão già chúng ta mà ở bên ngoài chịu mưa bom bão đạn, thật là một thanh niên tốt, tôi đang nghĩ lúc tôi lớn như cậu ấy bây giờ. Đối diện với Chủ tịch Quốc hội đừng nói ứng đáp trôi chảy, đoán chừng đến lời cũng không nói được lưu loát nữa. Ông cụ Ngô đoán được 8 phần. Một con cá lớn chui ra, phỏng chừng vẫn còn một con cá lớn nữa, vở kịch hôm nay của Hạ Tưởng diễn rất đầy đủ. Lão Khâu, Lão Mai, tôi trước đây vẫn cứ cho rằng đã nhìn thấu được Hạ Tưởng, hôm nay mới phát hiện, thằng nhóc này càng ngày càng thâm cao bí hiểm. Hạ Tưởng ở bên ngoài chỉ huy trật tự, nắm bắt tiết tấu. Tốt xấu cũng đường đường là phó bí thư tỉnh ủy, trong miệng ông cụ Ngô lại trở thành thằng nhóc, đoán chừng Hạ Tưởng nghe xong cũng chỉ có thể lắc đầu cười. Tuy nhiên với vai vế và cấp bậc của hắn, trước mặt ông cụ Ngô vẫn thật sự chỉ có thể xem như là thằng nhóc.
Ông cụ Ngô quả nhiên hiểu biết sâu rộng, ông vừa dứt lời, thủ tướng đã xuất hiện, cũng khiến ông cụ Khâu và ông cụ Mai thầm khen ngợi rốt cuộc vẫn là ông cụ Ngô tầm mắt sâu rộng. Mọi người ở bên ngoài không ai ngờ đến, đằng sau sự long trời lở đất ở bên ngoài, có ba ông cụ những nhân vật hết sức quan trọng trong nước trốn ở một nơi yên tĩnh, uống trà, bàn chuyện giang sơn, hoặc nói chính xác hơn, là buông rèm chấp chính. Ba ông cụ tuy không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng mọi âm thanh lọt vào tai, mọi việc đều như ở trước mắt. Mấy người nghe được Hạ Tưởng dần nắm được quyền chủ động, và chiếm thế thượng phong từng chút một, liền chạm cốc nhau tỏ ý. Ông cụ Khâu lúc này đã hoàn toàn thấy rõ thế cục, càng thêm phần thán phục bố cục vô cùng thâm sâu của Hạ Tưởng. Tự phong không bằng Hạ Tưởng, nhân lễ cũng không bằng Hạ Tưởng, lão Ngô, ông có phúc rồi, nhà họ Ngô có sự giúp đỡ của Hạ Tưởng, ít nhất bảo đảm cho ông phú quý ba đời. Ông cụ Ngô cười ha ha. Hạ Tưởng không phải là Hạ Tưởng của nhà họ Ngô, là Hạ Tưởng của nhà họ Ngô, nhà họ Mai và nhà họ Phó. Ông cụ Khâu cũng đã nghe chuyện ba nhà đều chắp tay mời Hạ Tưởng làm khách quý cho ba nhà, ông vẫn cứ do dự nhà họ Khâu có nên noi theo không, nhưng không giống với ba nhà là, nhà họ Khâu có Khâu Nhân Lễ và Khâu Tự Phong, nhân sĩ đang mạnh, sao có thể để Hạ Tưởng tham gia vào việc nhà họ Khâu. Nhưng nếu cứ như thế này, lại đồng nghĩa với việc nhà họ Khâu đóng đi cánh cửa cùng Hạ Tưởng bắt tay tiến tới, với sự nhận thức và quan sát của ông đối với Hạ Tưởng đối nhân xử thế thẳng thắn vô tư, cho là nhúng tay vào việc nhà họ Khâu, cũng sẽ công tư phân minh, sẽ không ham muốn quyền thế nhà họ Khâu. Cũng phải, Hạ Tưởng và nhà họ Ngô quan hệ thân thiết thế này, gần 10 năm nay, Hạ Tưởng đã khi nào từng tranh giành quyền lợi chuyện nhà họ Ngô chưa? Và đã khi nào từng thèm muốn quyền thế nhà họ Ngô chưa? Không, hoàn toàn không. Nhân phẩm của Hạ Tưởng, trải qua khảo nghiệm thời gian mưa gió gần 10 năm, tuyệt đối là cứng rắn số 1. Ông cụ Khâu cảm khái một tiếng. Sau này, khi có việc lớn hơn, nếu mấy nhà cần một người ra mặt đại diện, Hạ Tưởng chính là người duy nhất lo việc nghĩa không chảnh màng. Ông cụ Khâu vừa nói lời này, đồng nghĩa với việc nhà họ Khâu vẫn luôn không có thái độ rõ ràng để Hạ Tưởng trở thành nhân vật trung tâm của bốn gia tộc lớn, đã chính thức công nhận Hạ Tưởng. Từ lúc này trở đi, Hạ Tưởng chính thức trở thành nhân vật trung tâm được bốn gia tộc lớn công nhận, vô số vinh quang và vầng sáng tập trung lên người. Hạ Tưởng với tuổi đời này, chỉ với cấp bậc cấp tỉnh, thành công nhảy vọt trở thành người dẫn dắt thực tế của thế lực gia tộc bậc nhất hết sức quan trọng trong nước. Tuy chỉ là người dẫn dắt, là nhân vật trung tâm trên danh nghĩa, không phải thật sự có thể là người dẫn dắt một lời có thể quyết định được, nhưng trên thực tế có lẽ thế lực gia tộc thật sự thống nhất, cũng không phải chỉ là mộng tưởng. Bố cục hôm nay, là màn tuyệt vời nhất mà cả đời tôi từng thấy. Ông cụ Mai nghe đến cuối cùng, suýt nữa đập bàn khen ngợi. Ông cụ Khâu cũng liên tục gật đầu. Quả nhiên, thằng nhóc tính kế thật vô cùng tinh tế, bao nhiêu người đều bị nó cho vào chồng cả. Nói thật lòng, ba lão già chúng ta thật ra cũng là bị nó xem như đạo cụ, ha ha. Đạo cụ. Ông cụ Ngô liên tục lắc đầu. Lão Khâu, sự hiểu biết của ông đối với Hạ Tưởng vẫn còn thiếu một chút tinh tế. Theo tôi hiểu cậu ấy, sự việc hôm nay không đưa ba lão già chúng ta vào chồng, cậu ấy sẽ không buông tay. Nếu chúng ta hôm nay chỉ làm đạo cụ, có phải là quá không được trọng dụng không? Ông cụ Mai cũng nghĩ được gì đó. Hôm nay Hạ Tưởng có lẽ còn có một mục đích ẩn giấu, chính là tổng bí thư bên đó, vẫn cứ không động tĩnh. Ông cụ Ngô uống một ngụm hết trà, cười bí hiểm. Thủ đoạn của Hạ Tưởng ấy hả? Sớm đã tính tới điểm này, tổng bí thư bên kia rất nhanh cũng sẽ có động tĩnh, nếu không, lúc nãy mới vào. Các ông không chú ý thấy Cổ Thu Thật ở một phòng khác uống trà à? Mấy người đều nghe thấy Ngô Tài Dương đến, lại không biết sau lưng Ngô Tài Dương còn có Thủy Thiên, bởi vậy đối với lập trường của Tổng Bí Thư, hiện tại còn chưa được biết. Ông cụ Ngô vừa dứt lời, liền vang lên một tiếng gõ cửa. Lão Ngô, Lão Mai, Lão Khâu, tôi là Cổ Thu Thật. Ông cụ Ngô và ông cụ Mai, ông cụ Khâu nhìn nhau cười, ngụ ý chính là, thế nào, động tĩnh đến rồi. Sau khi Cổ Thu Thật và ba ông cụ nói chuyện vài phút, Cổ Thu Thật yên lặng rời khỏi phòng, lại sau vài phút, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng người trước người sau bước vào phòng ba ông cụ. Chủ tịch Quốc hội trước mặt Hạ Tưởng ở tít trên cao, trước mặt ba ông cụ, hơi khẽ cong lưng. Mà Thủ tướng lại càng biểu hiện vô cùng tôn kính, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Cùng lúc với Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng bước vào phòng ba ông cụ, nhà nội đã cùng Ngô Công Tử lái xe ra khỏi nhà họ Phó.
nhận được một cuộc điện thoại nguy hiểm. Nghe điện thoại xong, nhà nội mặt mày ảm đạm. Ngay lúc nãy, công ty lên thị trường của y, bị người ta dùng các phương thức liên kết cổ đông và thu mua cổ phiếu lưu thông, có được quyền khống chế cổ phần thành công, tức là công ty của nhà nội sẽ bầu lại hội đồng quản trị, nhà nội đau đớn mất quyền kiểm soát công ty. Tức là, lúc nãy Hạ Tưởng nể mặt thủ tướng bảo dừng việc bao vây tiêu trừ công ty của y chỉ là phát súng thoáng qua, trên thực tế, sát thủ đằng sau không dừng lại một khắc nào. Hạ Tưởng, tên tiểu nhân thâm hiểm, nhà nội chỉ kịp nguyền rủa Hạ Tưởng một câu, lại nhận được một tin khiến người khác vô cùng đau đớn sau cuộc chiến tranh kinh tế với Tiếu Giai, để lại một ít vấn đề khó còn chưa giải quyết, lại bùng cháy trở lại, có thế cục phản công, hơn nữa thế cục quá mạnh, có tình thế cùng đến chỗ chết. Nhà nội răng đau lại thêm thịt đau, Hạ Tưởng là muốn liều mạng sao? Vốn dĩ trong lúc đối đầu với Tiếu Giai, y đã đứng vào tình thế xấu, đối phương vẫn cứ dương cung mà không bắn, y cho rằng sự việc sẽ không có gì, suy cho cùng y là người có lai lịch lớn. Vấn đề vẫn cứ dây dưa không quyết, nửa giờ sau khi đánh nhau đại bại với Hạ Tưởng, lại toàn diện bùng phát trở lại, nếu nói Hạ Tưởng không có liên quan gì, đứa ngốc cũng không tin. Hiện tại không phải là vấn đề tin hay không tin, mà là nếu để Hạ Tưởng hai chỗ đều thu về tay, tổn hại của y sẽ vượt qua cả tổn hại, đối với y mà nói không phải rất nhiều, nhưng tổn hại là việc nhỏ, mất mặt mới lại việc lớn. Còn một điều khiến nhà nội kinh hồn bạt vía là, lúc trước Hạ Tưởng còn ẩn mình sau màn, hiện tại khi y quậy phá, Hạ Tưởng ngược lại lộ liễu đấu giao thật súng thật với y, vấn đề là, Hạ Tưởng rốt cuộc muốn chơi đặt cược lớn thế nào? Tôi có một cách, có thể khiến Hạ Tưởng triệt để xong đời. Ngô công tử im lặng cả buổi rốt cuộc cũng lạnh lùng mở miệng. Nhà nội hôm nay hao binh tổn tướng, toàn bộ mấy người đi cùng trở thành vật hy sinh. Khi Phó Tiên Phong nổi trận lôi đình hơn nữa truyền lệnh cho cảnh vệ đuổi Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, y liền biết, trong danh sách bè phái của y đã có thể gạch bỏ tên của Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn. Tác dụng của bè phái thì cũng chỉ tới mức trở thành vật hy sinh thôi. Hôm nay Quốc Hoa Thụy không hề làm gì, vẫn luôn nấp sau lưng, ngay cả một câu cũng không dám nói. Nhà nội cũng không trách y, tính tình Quốc Hoa Thụy không đủ mạnh mẽ, lại bị Hạ Tưởng dọa sợ, làm rùa đen rụt đầu cũng có thể lý giải được. Chỉ có điều khiến y không hiểu chính là Ngô công tử. Rõ ràng đã thỏa thuận rõ hôm nay Ngô công tử cũng phải ra tay, cho dù đó chỉ là những trò đùa vô liêm sỉ và lưu manh. Y xông lên tát cho Hạ Tưởng một cái bạt tai, cũng khiến cho Hạ Tưởng phải mất mặt trước bao nhiêu người. Tuy rằng thủ đoạn rất bị ổi, nhưng đối với Ngô công tử mà nói lại là chuyện thường, cái gọi là chó dại cắn người, nghe lời chủ cắn người mới gọi là chó khôn. Mặc dù nói ra, với thân phận của nha nội, cũng không xem Ngô công tử như một con chó để sai khiến. Trong mắt y, tầm quan trọng của Ngô công tử khác xa với Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn. Nói thật lòng, y cho rằng, Phạm Duệ Hằng là cáo già, Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn mới là đồ vô liêm sỉ và chó điên. Nếu Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn biết suy nghĩ thật sự của nha nội, nhất định sẽ rất đau khổ, nhưng cũng chỉ có thể nhận sự thật tàn khốc này. Bởi vì họ có trình độ văn hóa hơn Ngô công tử, nhưng họ không có một người cha tốt. Hoặc nói rằng, bọn họ cũng không phải không có người cha tốt, mà là người cha đó đã trở thành quá khứ rồi, thì không thể trở thành vật hy sinh trên con đường tiền đồ của họ. Sở dĩ nha nội dám cổ động Ngô công tử tát Hạ Tưởng trước mắt mọi người, là vì Ngô Hiểu Dương làm đại tướng trong quân đội, nắm trong tay quân đội hùng hậu. Hơn nữa trong quân ủy là người có mạng lưới quan hệ cực lớn, Hạ Tưởng dù sao cũng không thể làm gì Ngô công tử được. Không ngờ, hôm nay Ngô công tử thái độ khác thường, hiền lành tới mức y giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, từ đầu tới cuối đừng nói đến chuyện điên cuồng liều mạng với Hạ Tưởng, ngay cả một câu thô tục cũng không nói. Nhà nội cho rằng Ngô công tử thấy tình hình không ổn nên rút lui rồi, sau khi lời Ngô công tử vừa nói ra, y mới quay trở về với hiện thực. Giai đoạn này, nếu y mất đi một đồng minh như Ngô công tử, trong cuộc đối kháng giữa y và Hạ Tưởng, thì gần như không có phần thắng. Ngô công tử có biện pháp gì có thể diệt được Hạ Tưởng? Nhà nội kiên trì hỏi, cho dù y cũng không cho rằng với chỉ số thông minh của Ngô công tử thì có thể có những kế sách gì hay. Ngô công tử cười khỉnh một tiếng. Hạ Tưởng không phải nói Tiếu Giai không phải là người đàn bà của hắn ư. Vậy tôi sẽ đi trói Tiếu Giai lại, chơi cô ta 3 ngày 3 đêm, xem Hạ Tưởng có phải tức điên lên không. Đúng là kế hoạch chó má, nhà nội thầm mắng một câu. Tuy nhiên vừa nghĩ lại,
hiện tại Hạ Tưởng và Tiếu Giai ngầm liên kết với nhau để chiếm tài sản của y, ngay cả cũng hận không thể tiền dâm hậu sát đối với Tiếu Giai, Ngô công tử nếu có ý muốn ra tay, thì cứ để mặc gã. Tuy nhiên nha nội vẫn nhắc nhở cẩn thận một câu. Cẩn thận một chút, Bắc Kinh ở dưới chân thiên tử, lại còn có lão cổ nữa, đừng để rơi vào tay ông ta. Cậu cứ yên tâm, Ngô công tử nói như đã sắp xếp trước. Tôi đã tính tốt lắm rồi, cam đoan lần này sẽ thuận lợi, hơn nữa sẽ không có ai điều tra đến tôi đâu. Sau khi Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng cùng ba ông cụ nói chuyện nửa tiếng, sắc mặt bình tĩnh như thường đi ra khỏi phòng, ba ông cụ vẫn tiễn ra đến cửa. Cụ thể đã nói những gì, người ngoài không thể nào biết được. Tuy nhiên từ vẻ mặt của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng mà có thể phán đoán, e rằng không phải là một cuộc nói chuyện vui vẻ. Còn Hầu Khang Khứ đứng đợi Tống Triệu Đô gần 2 tiếng đồng hồ trong gió lạnh, lại kéo Tống Triệu Đô sang một bên, chỉ nói chuyện 2 phút. Cụ thể nói tới cái gì, cũng không ai biết, nhưng từ vẻ mặt thoải mái của Hầu Khang Khứ và thái độ thản nhiên của Tống Triệu Đô, hẳn là một cuộc đối thoại thuận lợi. Hạ Tưởng cũng cùng mấy người nói chuyện 10 phút, những người tham dự ngoài hắn ra, còn có Cổ Thu Thật, Trịnh Thủy và Thủy Thiên. Với thân phận là người dẫn dắt thế lực gia tộc của Hạ Tưởng bây giờ, cuộc đối thoại giữa hắn, Cổ Thu Thật, Trịnh Thịnh và Thủy Tiên, giống như một cuộc hội đàm chính thức giữa đoàn hệ và thế lực gia tộc. Lúc này ở nhà họ Phó, ba ông cụ Đức Cao Vọng Trọng đang ở đó, có Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng tới, có Hạ Tưởng và mấy thành viên chủ lực của đoàn hệ cùng hội đàm. Xem như một hội nghị mà các cán bộ cấp cao khắp nơi về tề tựu, xem như ngoài Tổng Bí Thư không có mặt ra, trên cơ bản toàn bộ người cầm quyền các thế lực đều đến đông đủ. Tình huống chưa bao giờ có. Ông cụ Phó ở dưới suối vàng có biết, chắc chắn cũng phải mỉm cười. Trong cả cuộc đời, ông vẫn luôn muốn chỉ đạo một hoạt động lớn mà không thể được. Không ngờ, mới chết có vài ngày, dưới sự mượn thế mượn lực của Hạ Tưởng, khiến nhà họ Phó tạm thời trở thành trung tâm chính trị của trong nước. Không hề khoa trương mà nói, lễ truy điệu của ông cụ Phó trở thành một sự kiện chính trị trong nội bộ, là biến cố mà mọi người đều không hề dự tính trước. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, trong sự kiện lần này, nhà họ Phó không những không bị chèn ép xuống, trái lại còn nổi tiếng lẫy lừng. Hạ Tưởng, qua sự việc hôm nay, cậu cảm thấy Diệp Thiên Nam còn hy vọng đến lĩnh Nam không? Cổ Thu Thật vẫn chưa tận mắt nhìn thấy cuộc xung đột trực diện vừa rồi, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhưng nhiệm vụ của y vẫn còn, không thể lộ diện, cũng chỉ đành như vậy thôi. Bây giờ không có người ngoài nào ở đây, Trịnh Thịnh và Thủy Tiên đều là lực lượng nòng cốt của đoàn hệ, không cần đề phòng, liền nói tới sâu vào vấn đề. Sự việc ồn ào tới mức này, Thủ tướng lại càng không thể đồng ý rồi, lùi lại một bước, cho dù Thủ tướng đồng ý để Diệp Thiên Nam tới lĩnh Nam, Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ bác bỏ quyết định này. Trịnh Thịnh và Thủy Tiên khi ở trước mặt Cổ Thu Thật, so với Hạ Tưởng khi ở trước mặt Cổ Thu Thật còn hơi nhiều, có lẽ là nội bộ bên trong đoàn hệ cũng phân chia thứ tự. Hạ Tưởng cũng biết rất rõ sự việc ngày hôm nay cực kỳ huyên náo. Mà hắn đề nghị việc để Diệp Thiên Nam đến lĩnh Nam, đương nhiên có dụng ý riêng. Thủ tướng không thể không nhận ra, hơn nữa lĩnh Nam cho dù là một tỉnh lớn, thì một vị chủ tịch mặt trận Tổ quốc cũng kém xa chức vụ phó chủ tịch tỉnh tề. Trong những tình huống bình thường, bất cứ ai cũng không thể không cần tới chức vụ phó chủ tịch thường trực tỉnh mà đảm nhận chức vụ chủ tịch mặt trận Tổ quốc, hơn nữa lại là dưới sự lãnh đạo của hắn nữa. Nếu như không có cuộc đối kháng ngày hôm nay, với việc Hạ Tưởng âm thầm hoạt động và thúc đẩy tích cực hơn, có lẽ Thủ tướng cũng không mẫn cảm lắm với hướng đi của Diệp Thiên Nam. Với tình hình đã miễn chức hơn một năm rồi của Diệp Thiên Nam có thể thấy rằng, khi quay lại, đầu tiên là đảm nhận chức vụ chủ tịch mặt trận Tổ quốc cũng không có gì. Nhưng sự việc ngày hôm nay khiến cho rất nhiều mâu thuẫn đều được phơi bày ra bên ngoài. Hơn nữa trước mặt mọi người, hắn còn mang Thủ tướng ra như một quân cờ, khiến Thủ tướng đối với việc Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn bị đuổi đi nhất định rất tức giận. Đồng thời cũng chắc chắn sẽ khiến Thủ tướng lo lắng nhiều hơn. Lo lắng y sẽ nhân cơ hội sắp đặt Diệp Thiên Nam mà ra tay với hệ bình dân, cho nên Thủ tướng thậm chí có thể không coi trọng việc dùng Diệp Thiên Nam, cũng sẽ không bãi bỏ việc đến lĩnh Nam của y. Giai đoạn hiện tại, bất luận là sự kiện gì đều không là sự kiện cô lập. Cổ Thu Thật hỏi về vấn đề này, cũng là căn cứ vào sự hợp tác của đôi bên trong sự kiện này coi như làm người ta hài lòng, đã xây dựng nền tảng tin tưởng lẫn nhau. Hạ Tưởng lại trả lời vô cùng chắc chắn. Bí thư Cổ nói cũng có lý, sự việc quả thật phức tạp hơn trước đây nhiều. Tuy nhiên, hắn mỉm cười,
nhìn về phía Trịnh Thịnh. Có sự trợ giúp của bí thư Trịnh, muốn cho Diệp Thiên Nam đi đâu, y liền phải đi nơi đó. Trịnh Thịnh đang uống trà, thiếu chút nữa bị lời nói của Hạ Tưởng làm cho sặc, vội buông chén trà xuống nói. Phó bí thư Hạ sao lại nói như vậy? Diệp Thiên Nam rời khỏi Tỉnh Tương rất lâu rồi, tôi đã không còn chút ảnh hưởng nào đến tiền đồ của y nữa. Thủy Thiên nói không nhiều, sau khi đi vào, thì ngồi yên luôn ở một bên, không nói một lời nào chỉ nghe ba người nói chuyện, dường như trong những người tham dự hội nghị, y là người khiêm nhường nhất và không có quyền lên tiếng vậy. Thực sự cùng so sánh, cấp bậc của y so với Hạ Tưởng cao hơn, tư cách dày dạn hơn, vừa ra khỏi Trung ương đoàn, chí ít cũng là vị trí chủ tịch tỉnh, thậm chí có thể tiến một bước đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy. Nhưng y cũng hoàn toàn không phải cố tình khiêm tốn, quả thật trước mặt Cổ Thu Thật và Trịnh Thịnh, kinh nghiệm từng trải của y còn kém. Trước mặt Hạ Tưởng, y cũng cảm thấy không bằng, phải khiêm nhường một chút. Trước kia Thủy Thiên đối với Hạ Tưởng thì chỉ là nghe danh, không biết thực sự. Sự việc hôm nay cuối cùng cũng khiến y phải tin, một vài người có danh nhưng không có thực, còn có nhiều người thực sự xứng đáng với danh tiếng, thậm chí còn hơn thế nữa. Hạ Tưởng là người thuộc vế sau. Khi Hạ Tưởng chỉ ra Trịnh Thịnh có thể quyết định hướng đi của Diệp Thiên Nam, Thủy Thiên cũng nghĩ thông một chút về mắt xích trong đó, cười một cách hàm ý. Thực sự Trịnh Thịnh vừa rồi chẳng qua không kịp đề phòng bị Hạ Tưởng nêu ra, chưa kịp suy nghĩ kỹ, đợi nói xong rồi y mới nghĩ thông suốt được điều gì đó, không khỏi lắc đầu mỉm cười, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Phó Bí Thư Hạ, cậu thật là, có phải tất cả những người đến nhà họ Phó ngày hôm nay, đều được cậu tính toán kỹ hết rồi? Hạ Tưởng vội nói khiêm tốn mấy câu. Đâu có, đâu có. Bí thư Trịnh đã quá đề cao tôi rồi. Và lại tôi chỉ là mời các vị lãnh đạo làm người nghiệm chứng, chỉ đạo đồng thời ủng hộ công việc của tôi. Ha ha. Cổ Thu Thật cũng cười. Tuy nhiên sau này cậu ở Lĩnh Nam, cần cẩn thận một chút, chỉ sợ mùa xuân ở Lĩnh Nam sẽ có gió to. Phải chú ý đừng để xảy ra những sự việc đoàn thể một khi ồn ào rồi, thì rất dễ biến thành sự kiện chính trị. Trước đây, cậu luôn đứng ở phía sau, mưa không tới mặt nắng không tới đầu. Bây giờ cậu bước lên đài rồi, cần đối mặt trực tiếp với gió táp mưa xa. Lĩnh Nam thường có bão nhiệt đới, nhưng cậu là vịt trên cạn, cẩn thận đừng rơi xuống nước. Trịnh Thịnh cũng đã dặn dò một câu. Cảm ơn sự quan tâm của hai vị lãnh đạo, tôi nhớ kỹ rồi. Hạ Tưởng gật đầu nói. Người giỏi bơi chắc chắn chết vì nước. Người chơi lửa chắc chắn tự đốt mình. Tôi nhát gan, không xuống nước cũng không chơi với lửa. Cổ Thu Thật và Trịnh Thịnh nhìn nhau cười, Thủy Thiên thầm gật đầu. Những ngày tháng có ồn ào có náo nhiệt thế nào đi nữa, cũng có thời điểm kết thúc. Khi màn đêm buông xuống, nhà họ Phó đã đi vào khoảng lặng, không hề rầm rộ nữa. Lúc Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đi, Phó Bá cử ra mặt tiễn biệt. Còn khi ba ông cụ rời đi, lại lặng yên mà đi. Cũng không có ai đưa tiễn. Lúc Hạ Tưởng tiễn đám người Cổ Thu Thật, cũng đã là hoàng hôn, xung quanh ánh đèn rực rỡ sáng lên. Phó Tiên Tiên lặng lẽ kéo Hạ Tưởng sang một bên, mím môi nói. Anh, đêm nay đừng đi, được không? Ở lại với tôi. Dịu dàng như nước, ngọt ngào như mật, một người đàn ông thì khó mà từ chối tình nghĩa của người đẹp. Chẳng qua, Hạ Tưởng vẫn không thể không đi. Tiên Tiên, thời gian tới cô hãy tới Dương Thành tìm tôi sẽ cùng cô giải sầu. Nhưng tối nay, tôi nhất định phải đi tìm Cổ Ngọc. Phó Tiên Tiên lập tức nước mắt tuôn ra. Anh, cô nghĩ sai rồi, tôi là muốn bảo Cổ Ngọc giúp Tiếu Giai. Bởi vì nếu chậm một bước, Tiếu Giai nói không chừng sẽ nguy hiểm. Nga Ni Trần và Nguyên Minh Lượng cùng ở Bắc Kinh. Vốn dĩ năm mới, Nguyên Minh Lượng phải về quê ở phương Nam đoàn tụ với người nhà. Nghe nói năm nay Hạ Tưởng cũng ở Bắc Kinh đón năm mới, y liền vội vàng ở nhà một ngày, rồi vội vã quay trở lại Bắc Kinh. Hoa Nhài Vàng Bạc cũng từ nước ngoài trở về, ở bên cạnh Nga Ni Trần, người nhà đoàn tụ. Dương Uy liền chân thành mời Nga Ni Trần và Nguyên Minh Lượng đến nhà y làm khách. Mọi người tụ họp một chỗ, đúng là náo nhiệt vô cùng. Lại có Tiếu Giai, Tùng Phong Nhi và Hứa Quan Hoa cùng ngồi với nhau, cũng là buổi hội gặp mặt hiếm có. Mặc dù Dương Uy không phải là người tỉnh Yến, nhưng lại có thể ở tỉnh Yến và quen biết Hạ Tưởng. Nói cho cùng, mọi người có thể quen biết đồng thời trở thành bạn bè, đều nhờ có Hạ Tưởng. Lại bởi vì đều ở tỉnh Yến và quen biết Hạ Tưởng,
lại thêm Tiếu Giai, Tùng Phong Nhi và Nga Ni Trần đều là người tỉnh Yến, Tiếu Giai liền đề nghị thành lập liên minh thương mại tỉnh Yến. Mọi người nhất trí đồng ý, đề cử Tiếu Giai làm hội trưởng của liên minh thương mại, Nga Ni Trần làm phó hội trưởng. Nga Ni Trần nhận được không ít hạng mục kinh doanh từ tay Tiếu Giai. Những hạng mục kinh doanh mà mấy năm trước đây Tiếu Giai lấy từ trong tay y, đang lấy hình thức chuyển nhượng cổ phần, dần dần cũng chuyển về tay y. Cũng khiến Nga Ni Trần cảm động với cách đối nhân xử thế hào phóng của Tiếu Giai, lại càng thêm tận tâm tận lực vì lợi ích chung mà phấn đấu. Trước kia vốn dĩ Nga Ni Trần được hưởng tù treo, nhưng về sau dưới sự vận động khắp nơi, nên được thuận lợi mà miễn án. Bây giờ y đã hoàn toàn là người tự do rồi. Lúc tụ tập cùng nhau, Nga Ni Trần liền truyền đạt chỉ thị tinh thần của Hạ Tường. Phó Bí Thư Hạ dặn chúng ta bất cứ lúc nào cũng chờ lệnh, có thể còn có một trận chiến phải đánh. Mọi người xung phong, tôi ở phía sau hậu thuẫn. Nga Ni Trần vừa nói xong, Hứa Quan Hoa liền vung tay lên mà biểu lộ thái độ. Tùng Phong Nhi giẫm một cái vào chân Hứa Quan Hoa. Anh nói cái gì vậy? Sợ quá. Hứa Quan Hoa cười ha hả, gãi đầu ngượng ngùng. Phu nhân bất giận, tôi nói ngược rồi, phải là tôi xung phong, mọi người ở phía sau hậu thuẫn. Tùng Phong Nhi vẫn không bỏ qua cho y. Anh xung phong cái gì chứ? Cũng không phải bảo anh mang theo một nhóm binh tướng đi đánh giặc. Chiến tranh kinh tế là cuộc chiến không thấy súng đạn khói thuốc, anh hiểu hay không? Đừng tưởng trong tay có nhiều súng là giỏi lắm rồi, không có kinh tế chống đỡ, anh có súng cũng không có tiền mua đạn. Hứa Quan Hoa bị Tùng Phong Nhi giáo huấn không có lời nào để nói, chỉ là không ngừng cười hì hì, khiến mọi người thấy vậy cũng không khỏi cười thầm. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả là không sai. Hứa Quan Hoa đường đường là tướng quân, trong quân đội là một vị tướng trẻ uy phong cỡ nào, lại là người sợ vợ, nếu để binh lính cấp dưới của y biết được, chắc cũng không có ai tin. Nói đi cũng phải nói lại, điều mà ai cũng không ngờ chính là, chiến tranh kinh tế là không thấy súng đạn khói thuốc, nhưng có lúc phải liều mạng. Ở thời khắc quan trọng, có Hứa Quan Hoa trấn thủ, có thể ngăn những cơn sóng dữ. Tụ họp lớn ở nhà họ Phó, nhà Dương Uy cũng có tụ hội nhỏ. Sau khi Hạ Tưởng truyền mệnh lệnh tiếp tục bao vây sản nghiệp của nha nội, Nga Ni Trần, Nguyên Minh Lượng lập tức bắt đầu hành động, nhanh chóng bước vào trạng thái chiến đấu. Thực ra cuộc chiến tranh sản nghiệp kinh tế giữa Tiếu Giai và nha nội, thực sự chưa hề dừng lại, chẳng qua chỉ đang tạm dừng, muốn bắt đầu lại, quả thực rất dễ dàng. Cũng lạ, nha nội có lòng tham chủ động chọc vào Tiếu Giai, mới khiến Hạ Tưởng giận dữ, khiến Nga Ni Trần và Nguyên Minh Lượng cùng lúc tham gia. Cũng vì nha nội chủ động ra tay, mới khiến điểm yếu của y bộc lộ ra trước mắt Nga Ni Trần và Nguyên Minh Lượng. Nga Ni Trần từ lâu đã nhờ những việc mờ ám mà lập nghiệp, đối với việc biến đen thành trắng như thế nào, làm thế nào để ngầm chiếm tài sản của người khác, kinh nghiệm của y đã rất phong phú. Còn Nguyên Minh Lượng luôn đi theo con đường chính trực, nhưng trong phương diện đầu tư tài chính, chuyển nhượng cổ phần thao túng thị trường cổ phiếu, cũng nghiên cứu tới mức sâu sắc rồi. Nga Ni Trần và Nguyên Minh Lượng liên kết, có thể nói là song kiếm hợp bích, không chê vào đâu được. Hơn nữa, Hạ Tưởng cũng không biết từ đâu điều động được một khoản đầu tư lớn 1 tỷ đô la Mỹ, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra dọa người. Dưới sự vận động chặt chẽ của kế hoạch, dưới sự ủng hộ của các nhà đầu tư lớn, Nga Ni Trần và Nguyên Minh Lượng liên kết, thế mạnh áp đảo. Phe nha nội thất bại lớn. Thực ra phe nha nội đã thất bại từ lâu rồi, bị biến thành thế hạ phong. Sở dĩ đúng lúc thu tay lại, cũng là sự cần thiết trong việc điều chỉnh chiến lược. Ra tay lần này, không những dùng để nuốt trọn sản nghiệp mà nha nội dùng để chiến tranh kinh tế với Tiếu Giai, mà còn thuận thế lấy luôn một sản nghiệp khác của nha nội nữa. Tổn thất trực tiếp của nha nội đã vô cùng thê thảm và nghiêm trọng. Tổn thất gián tiếp, cao lên tới 300 triệu. Hứa Quan Hoa đã nhận thức tới uy lực của chiến tranh kinh tế, từ đáy lòng nói. Quả nhiên là chiến tranh không thấy súng đạn khói thuốc, 300 triệu, nếu dùng để tạo bom cũng có thể tạo được mấy chục tấn rồi, đem ra chiến trường, cũng phải mất nửa ngày mới phân thắng bại. Bây giờ chỉ cần cười nói vài câu cũng đã thương tích khắp trời rồi. Tuy nhiên sau đó Hứa Quan Hoa ý thức được một điều. Trước kia Phó Bí Thư Hạ đứng ở phía sau, nha nội không biết Phó Bí Thư Hạ cũng nhúng tay vào chiến tranh kinh tế. Bây giờ mâu thuẫn đã biểu hiện ra ngoài rồi. Nhà nội liệu có gây bất lợi cho Tiếu Giai không? Nhà nội thì còn được, chắc sẽ không làm lộn xộn, chủ yếu là bên cạnh y vẫn có một con chó điên là Ngô Công Tử.
Giữa Hạ Tưởng và Tiếu Giai rốt cuộc là mối quan hệ gì, Hứa Quan Hoa cũng lười suy nghĩ, y chỉ cần biết giữa Hạ Tưởng và Tùng Phong Nhi rất thanh bạch là được rồi. Mà Hạ Tưởng vì đã giới thiệu cho y một người vợ khiến y rất vừa ý, ngoài cảm tạ Hạ Tưởng ra, y không nghĩ thêm gì nữa. Lời nói của Hứa Quan Hoa làm mọi người bừng tỉnh hơn một chút. Tùng Phong Nhi cũng ý thức được vấn đề. Nếu không thì, trước tiên để chị Tiếu Giai đến ở chỗ tôi. Hứa Quan Hoa nghĩ một lúc. Trước tiên không cần vội, Phó Bí Thư Hạ nhất định có sự sắp đặt khác. Hứa Quan Hoa đã đoán đúng, Hạ Tưởng quả thật có sự sắp xếp khác. Lúc tới nhà họ Cổ, đã là hơn 8 giờ tối. Mùa đông năm ngoái không quá lạnh. Nhưng mùa xuân năm nay lại rất giá lạnh, còn lạnh hơn mùa đông một chút. Hạ Tưởng đã suy nghĩ trên suốt quãng đường. Sự việc hôm nay, nói là to thì cũng to, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng nếu nổi trận lôi đình, cho dù không thể trực tiếp ra tay với y, nhưng đánh hạ vài người thân tín của y, vẫn là chuyện dễ dàng. Nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, vì sau lưng có ba ông cụ trấn thủ. Buông rém chấp chính, nghe rất kỹ lưỡng những việc xảy ra ngày hôm nay. Trong lòng Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đều biết, toàn bộ chân tướng sự việc cho đến những đúng đúng sai sai trong đó, phe mình cũng không hoàn toàn có lý, thậm chí còn có chỗ còn không hợp đạo lý. Hơn nữa biết được Tổng Bí Thư kín đáo bày tỏ thái độ trong sự việc này, cũng đã xác định rõ đại cục, kết cục cũng đã hình thành. Với Hạ Tưởng mà nói, hôm nay thực sự vẫn còn có một điều tiếc nuối nho nhỏ, chính là Cổ Thu Thật vẫn chưa chính thức xuất hiện. Tuy nhiên lại nghĩ một chút. Là một người nối nghiệp đời tiếp theo, Cổ Thu Thật vẫn là thích hợp để âm thầm làm việc, từ việc Thủy Thiên xuất hiện thay mặt Tổng Bí Thư tỏ rõ thái độ có thể rút ra kết luận được, Tổng Bí Thư rất trân trọng Cổ Thu Thật. Còn có một điểm khiến Hạ Tưởng tương đối yên tâm đó là, hắn tin tưởng chắc chắn rằng, cái bắt tay của Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội sẽ không thể vô cùng chặt chẽ, cũng không thể quá lâu dài. Bởi vì giữa phe phản đối và hệ bình dân có rất nhiều phân tách. Tuy nói áp lực chính diện có lẽ không quá nhiều. Nhưng phe phản đối cũng tốt, hệ bình dân cũng vậy, thất bại hôm nay, đều sẽ không chịu để yên, nhất định sẽ tìm cơ hội đòi lại. Hạ Tưởng cũng đang tìm kiếm cơ hội đòi lại. Nhà nội lấy danh nghĩa Cao Kiến Viễn phái người đi hành hung, có ý đồ là tạo ra tai nạn xe cộ, hành vi khiêu khích như vậy, Hạ Tưởng làm sao có thể nuốt qua cơn giận này. Để Nga Ni Trần và Nguyên Minh Lượng ra tay bao vây sản nghiệp của nhà nội ở Bắc Kinh, chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo. Còn có một cuộc chiến tranh kinh tế trong phạm vi lớn hơn đang chờ nha nội nhấm nháp quả đắng. Bố trí của nha nội rất rộng, nhiều tỉnh trong nước đều có phân bố sản nghiệp, không cần nói đâu xa xôi, chính là tỉnh Yến và tỉnh Tề, nha nội đã có một lượng đầu tư lớn. Tỉnh Yến có ít nhất khoảng 1 tỷ, còn ở tỉnh Tề, chỉ riêng hạng mục tập đoàn đạt tài, nha nội đã rót vào đầu tư 3 tỷ. Nếu nói mạng lưới quan hệ của ai rộng khắp, phần lớn đều có người ở trong các tỉnh trong nước. Thì chính là Hạ Tưởng. Tỉnh Yến, tỉnh Tề, tỉnh Cát Giang, tỉnh Hắc Liêu, tỉnh Tương, tỉnh Sở cho đến tỉnh Lĩnh Nam, v.v. Đừng thấy Hạ Tưởng chỉ là cấp phó bộ, nhưng hắn bước đầu đã có sức mạnh vận động ở khắp nơi. Dù sao mâu thuẫn với nhà nội đã được đưa ra ánh sáng, vậy thì dựa thực lực và thủ đoạn, cùng đối mặt giao đấu trực tiếp một lần, thử xem cuối cùng ai thắng ai. Hạ Tưởng không cho rằng hắn và nhà nội mở cuộc chiến tranh kinh tế toàn diện. Sẽ khiến Chủ tịch Quốc hội trực tiếp ra mặt chèn ép. Trong triều đình có người thì dễ làm quan, trong triều đình hắn không phải không có người, mà là rất nhiều người. Về phần quan hệ giữa hắn và Thủ tướng phải xử lý ra sao, Hạ Tưởng có cách hành động khác. Người duy nhất khiến Hạ Tưởng đau đầu chính là Ngô Công Tử, cuộc chiến giữa hắn và nha nội thì còn dễ nói, có một quy định mà đã thành quy tắc phải tuân thủ. Nhưng Ngô Công Tử thì khác, y là một con chó điên, tùy ý động vào. Muốn cắn người thì cắn người. Cũng không ai có thể làm gì được y, bởi vì y có một người cha có quyền uy. Tình huống mâu thuẫn giữa cán bộ địa phương và cán bộ quân đội không hiếm thấy, nhưng kết quả xử lý thường là đánh 50 gậy là xong việc, hoặc là thà rằng quan tâm, mà chịu thiệt thường là cán bộ địa phương. Bởi vì cán bộ địa phương có sự giám sát của giới truyền thông tin tức, quân đội lại không có. Ngô Công Tử hôm nay không nói lời nào, mới càng làm cho Hạ Tưởng lo lắng. Bởi vì chó cắn người không thì không để lộ răng nanh. Nếu hôm nay Ngô Công Tử phát tác tại chỗ thì quá tuyệt, nhưng y lại không làm. Một con chó điên mà sủa ầm ĩ thì không đáng sợ, sợ nhất là lúc nó im lặng. Khi Hạ Tưởng tới nhà họ Cổ, thì nhận được một cuộc điện thoại. Là số lạ,
cũng là số ở Dương Thành, Hạ Tưởng liền nghe. Chào Phó Bí Thư Hạ, tôi là Trương Lực. Lại là Trương Lực sao? Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng ở Bắc Kinh chỉ có mấy ngày, rất nhiều nhân vật quan trọng không gặp, lại có mối liên hệ chặt chẽ với Trương Lực. Trương Lực, có việc gì vậy? Hạ Tưởng hỏi. Cũng không có chuyện gì to tát, chính là. Trương Lực nhất thời chần chừ. Quốc Vĩ muốn mời anh ăn cơm, ông ấy không tiện trực tiếp gọi điện mời, liền nhờ tôi ra mặt. Hạ Tưởng thuận miệng từ chối. Ăn cơm thì không cần, thời gian rất gấp, không sắp xếp được. Anh chuyển lời cho Quốc Vĩ, quan trọng không phải là cùng nhau ăn cơm, mà là không có cùng mục tiêu. Trương Lực cũng không gượng ép, Hạ Tưởng vừa từ chối, y liền thuận thế nói. Được, cứ làm theo chỉ thị tinh thần của Phó Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng nghĩ là không còn việc gì nữa, đang định ngắt máy, lại nghe thấy Trương Lực do dự nói. Phó Bí Thư Hạ, có một việc, không biết có phải là tôi nhìn lầm không, dường như Bí Thư Mưu và Tư Lệnh Thi ở toàn tụ Đức ăn cơm với nhau. Trương Lực chắc chắn không nhìn lầm, mà là nhìn rất rõ ràng mới đúng. Trong lòng Hạ Tưởng đối với Trương Lực càng thêm tò mò, bởi vì phía sau sự đa mưu túc trí của Trương Lực, còn có một bí mật sâu xa hơn. Mà y thân là thư ký của Mễ Kỷ Hỏa, lại âm thầm báo cho hắn tin mật báo, nguyên nhân là gì? Hạ Tưởng vừa nghĩ, vừa chạy xe vào cổng nhà lão cổ, lại phát hiện lão cổ ở nhà một mình. Lão cổ vừa nhìn thấy Hạ Tưởng, không khỏi kinh ngạc. Cổ Ngọc vừa mới nhận được điện thoại, nói là anh mời cô ấy ra ngoài ăn cơm, sao vậy, người gọi điện không phải là anh. Hạ Tưởng nhất thời ngây người, vẻ mặt của lão cổ không giống trêu đùa, hắn liền luống cuống. Lão cổ, ông đừng làm tôi sợ, tôi trên suốt đường đi luôn nghe điện thoại, không gọi cuộc điện thoại nào cho Cổ Ngọc cả. Sắc mặt của lão cổ thay đổi. Con bé Cổ Ngọc bị lừa ư? Hạ Tưởng lần này quả thật kinh ngạc không ít, Cổ Ngọc đơn thuần, suy nghĩ nông cạn, không có suy tính, lại vừa không có sự thông minh lanh lợi của Phó Tiên Tiên, lại không có sự khôn khéo của Nghiêm Tiểu Nhì. Cô rất dễ bị mắc lừa. Ai lại lấy danh nghĩa của hắn giả mạo gọi điện cho Cổ Ngọc, mà Cổ Ngọc lại một mực tin tưởng? Lẽ nào là Ngô công tử? Trong lòng Hạ Tưởng bỗng có dự cảm không lành, không nói hai lời liền gọi điện thoại cho Cổ Ngọc. Không ngoài dự tính, tắt máy. Lão cổ cũng nhận thấy tính quan trọng của sự việc, đang định gọi điện thoại, Hạ Tưởng liền ngăn. Ông đừng vội, nói không chừng Cổ Ngọc đang trêu đùa chúng ta. Tôi nghĩ thử xem cô ấy có thể đi đâu. Lão cổ cố ổn định tinh thần, một lão cổ ngày xưa đối mặt với nghìn quân vạn tướng mà vẫn bình tĩnh chỉ huy, trong tình hình Cổ Ngọc có khả năng mất tích, cuối cùng cũng bối rối rồi. Mỗi người đều có nhược điểm. Nhược điểm, chính là điểm yếu của một người, một khi bị đối thủ phát hiện và lợi dụng hơn, thì cũng rất dễ bị đối thủ đả kích trong tức khắc. Như vậy ai có thể ra tay với lão cổ? Hạ Tưởng tạm thời không có phương hướng. Mặc dù Ngô công tử là tình nghi lớn nhất, nhưng Cổ Ngọc lại là cô gái ghê gớm. Ngô công tử cho dù là con chó điên, cũng không đến nỗi ngay cả tính mệnh cũng cần mà động tới Cổ Ngọc. Nha nội, càng không có khả năng. Tuy rằng nha nội kiêu ngạo, nhưng mọi chuyện đều còn tuân theo quy luật, những chuyện sằng bậy y không thể làm. Hơn nữa Cổ Ngọc là viên ngọc quý trong tay lão cổ, nha nội càng biết rõ ràng đó cũng là điểm giới hạn của lão cổ, y nhất định sẽ không lấy Cổ Ngọc ra để chút giận, cũng không đụng vào được. Vậy rốt cục là ai? Ngô công tử đang ở Bắc Kinh, đúng rồi, vừa rồi Trương Lực gọi điện tới nói Sa Nguyên Hải và Thi Khải Thuận đều ở Bắc Kinh. Về phần Sa Nguyên Hải và Thi Khải Thuận nhanh chóng kết hợp đồng thời ở Bắc Kinh mưu tính việc gì, Hạ Tưởng hiện tại không có thời gian suy đoán. Mặt khác có thể khẳng định chính là, Ngô Hiểu Dương cũng đang ở Bắc Kinh. Hạ Tưởng nhanh chóng liệt kê một lượt tất cả những người hắn cho rằng có thể ra tay, tạm thời chưa có mạch suy nghĩ. Bỗng nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, cầm điện thoại gọi cho Nga Ni Trần. Tiếu Giai, Tùng Phong Nhi ở đâu? Nga Ni Trần vừa mới tiễn Dương Uy, Hứa Quan Hoa, vừa nghe giọng nói Hạ Tưởng vô cùng cấp bách, trong lòng bỗng lo lắng. Tôi về nhà rồi, Tiếu Giai và Tùng Phong Nhi có lẽ đi cùng sống với Hứa Quan Hoa. Có chuyện gì xảy ra vậy, Phó Bí Thư Hạ? Cổ Ngọc nhận được một cuộc điện thoại, nói là tôi mời cô ấy ăn cơm. Sau đó thì đã không thấy tăm hơi nữa, bây giờ đang tắt máy. Hạ Tưởng cũng không giấu giếm. Nga Ni Trần nhanh chóng nghĩ ngợi. Phó Bí Thư Hạ, trước tiên đừng quá nôn nóng, thân phận của Cổ Ngọc cao quý, không ai dám làm gì cô ấy. Cho dù bắt được cô ấy, nhiều lắm cũng chỉ dùng làm điều kiện.
Hạ Tưởng bình tĩnh một chút. Anh liên hệ với Dương Uy, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Sau đó, Hạ Tưởng lập tức gọi điện thoại cho Hứa Quan Hoa. Hứa Quan Hoa cũng vừa mới về tới nhà, nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, cũng lập tức trở nên kinh ngạc. Cái gì, không thấy Cổ Ngọc nữa? Phong Nhi và không ở cùng tôi, cô và Tiếu Giai ra ngoài rồi. Hồ đồ! Hạ Tưởng mắng Hứa Quan Hoa một câu. Làm sao anh lại để hai người bọn họ đi ra ngoài một mình? Hứa Quan Hoa bị mắng liền sửng sốt. Làm sao mà không thể đi ra ngoài một mình, chẳng lẽ tôi cần phải theo sau các cô ấy không rời nửa bước? Không đúng, sai rồi. Nói xong câu đó, điện thoại của Hứa Quan Hoa tắt luôn. Sau lúc đó, điện thoại của Hứa Quan Hoa lại có cuộc gọi tới. Không ổn rồi, điện thoại của Phong Nhi và Tiếu Giai đều không gọi được. Sau hơn 10 phút, Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa đã gặp nhau. Trước khi xuất phát, Hạ Tưởng an ủi lão cổ, tất cả để hắn đối phó, bảo đảm không sao, bảo lão cổ yên tâm, không cần lo lắng. Lão cổ nhẹ nhẹ nhắm hai mắt lại, giọng run rẩy nói. Được, được, cậu cứ đi, tôi ở trong nhà trấn thủ giúp cậu. Ra rồi, có người ở Bắc Kinh cũng dám bắt nạt đến cháu tôi, thật sự xem tôi vô dụng rồi sao? Trong giọng lão cổ, có đau buồn, phẫn nộ, còn có cả sự áp lực tức giận. Hạ Tưởng không biết rằng, hắn vừa mới đi, lão cổ liền cầm điện thoại, trực tiếp gọi tới quân ủy trung ương. Thật sự là Ngô công tử. Vừa gặp mặt, Hứa Quan Hoa liền vội vàng hỏi. 80% là Ngô công tử. Hạ Tưởng lúc này cũng bình tĩnh hơn nhiều, nhưng cơn phẫn nộ động trời ở trong lòng vẫn y nguyên. Giỏi lắm, Cổ Ngọc, Tiếu Giai, Tùng Phong Nhi cả ba người cùng nhau mất tích, ra tay không tồi. Nếu đã dám chơi một ván lớn như vậy, thì phải chuẩn bị chống đỡ một cuộc trả thù lôi đình và giận dữ ngút trời. Nếu thực sự là Ngô công tử, Phó Bí Thư Hạ, Tết năm nay, là cái Tết cuối cùng của y. Hứa Quan Hoa ra vẻ rất phẫn nộ, tay đặt ở bên hông. Chết thì dễ, sống mới khó. Hạ Tưởng nói một câu lạnh lùng. Trước tiên làm rõ mọi việc rồi hắn tính, trực tiếp nhân nhượng đối phương, không phải là sách lược tốt nhất. Nghe lời anh, Phó Bí Thư Hạ, anh nói là được. Hứa Quan Hoa bây giờ không có chủ ý. Đều do tôi, rõ ràng tôi đã nghĩ tới khả năng sẽ xảy ra chuyện, lại quá mềm mỏng, không có lập trường kiên định. Phong Nhi nói phải ra ngoài mua một chút đồ, còn nói vì an toàn, để Tiếu Giai đi cùng cô. Không ngờ, Ngô công tử điên rồ, ngay cả Phong Nhi cũng dám động tới. Đâu chỉ có Tùng Phong Nhi, còn có Cổ Ngọc. Hạ Tưởng thật ra đã sớm có sắp đặt với sự an toàn của Tiếu Giai, chỉ là không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy, càng không ngờ tới ngay cả Tùng Phong Nhi và Cổ Ngọc cũng bị liên lụy, trong chốc lát bỗng làm rối loạn kế hoạch của hắn, cũng như khiến hắn tâm tư rối loạn. Tuy nhiên dù sao Hạ Tưởng cũng bình tĩnh hơn so với người bình thường nhiều, rất nhanh liền khôi phục được lý trí. Lại nghĩ một chút, Ngô công tử tuy là chó điên, nhưng cũng không phải là tên ngốc, cho dù y có bắt ba người bọn Cổ Ngọc, cũng không thể làm liều. Vấn đề là, sự kiện Cổ Ngọc và Tùng Phong không liên quan gì đến sự việc ở nhà họ Phó, Ngô công tử bắt các cô để làm gì? Chẳng những uổng công vô ích, mà có thể thêm nhiều kẻ địch, lẽ nào y thật sự ngờ nghịch? Y lại không phải là một con lợn không có đầu óc chính trị. Nghĩ như vậy, Hạ Tưởng cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ, chỉ sợ là mắc xích nào đó xảy ra nhầm lẫn. Lập tức cùng ta đi một chuyến tới Toàn Tụ Đức. Hạ Tưởng không nói hai lời, đã ngồi trên xe của Hứa Quan Hoa. Hứa Quan Hoa không hỏi nguyên nhân, lập tức nổ máy, y tuyệt đối tin tưởng Hạ Tưởng. Sau khi lên xe, Hạ Tưởng liền lập tức gọi điện thoại cho Trương Lực nói. Trương Lực, nhờ anh xác định Bí Thư Sa và Tư Lệnh Thi ngồi ở phòng nào ở Toàn Tụ Đức. Mặc dù Trương Lực ngạc nhiên với cuộc điện thoại của Hạ Tưởng, nhưng suy nghĩ cẩn thận, liền nói số phòng cho Hạ Tưởng. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì họ ngồi ở đó. Phó Bí Thư Hạ, có việc gì cần tôi giúp đỡ không? Có. Sau khi xác định Trương Lực thật sự biết phòng của Sa Nguyên Hải và Thi Khải Thuật, Hạ Tưởng càng tăng thêm nhận định Trương Lực là người làm mọi chuyện rất cẩn thận, liền nói. Nếu anh thấy tiện, ngay lập tức tới Toàn Tụ Đức chờ tôi. Được. Tôi nói với chủ tịch tỉnh Mễ một tiếng. Trương Lực nhanh chóng trả lời. Sau đó, Hạ Tưởng lại gọi điện cho nha nội. Cao Tổng, buổi tối có bữa tiệc, mời anh tham dự. Nha nội nhận được điện thoại mời ăn cơm của Hạ Tưởng, không khỏi giật mình,
mới đây còn thiếu chút nữa xé rách mặt nhau, bây giờ lại ngồi ăn cơm cùng nhau, là nguyên nhân gì? Y hỏi một cách hờ hững. Ăn cơm ư, tôi đã ăn xong bữa tối rồi. Đã ăn rồi, có thể ăn thêm một chút nữa. Hạ Tưởng nắm lấy tình thế. Bữa tiệc tối nay, Cao Tổng, anh không thể không đến, nếu không thì, đừng trách tôi không cho anh cơ hội. Lời của Hạ Tưởng nói không khách khí, cũng là lần đầu tiên lấy khẩu khí kẻ trên nói với kẻ dưới mà nói với nha nội. Không phải nói, lời nói thâm độc của Hạ Tưởng vừa nói ra, trong lòng nha nội rối tung lên. Nhớ tới chiến tranh kinh tế ép sát từng bước, lại nhớ tới một ván thua cực kỳ thảm hại ngày hôm nay, y cắn răng nói. Phó Bí Thư Hạ đã mời vậy, dám không tuân mệnh ư. Nói thời gian và địa điểm, tôi lập tức đến. Toàn tụ đức, lời ít ý nhiều, không nói lời vô nghĩa. Còn có một điều, mong Cao Tổng mời Ngô Công Tử cùng tới, tôi quả thật thịnh tình mời cả hai, đồng thời còn đãi một bữa tiệc lớn, không đến, là không nể mặt tôi. Nha nội còn muốn nói cái gì, Hạ Tưởng lại không cho y cơ hội, liền tắt ngay điện thoại. Trong lòng nha nội có một linh tính, hỏng rồi, sợ là Ngô Công Tử đã chọc giận Hạ Tưởng rồi, tình thế hôm nay, Hạ Tưởng rõ ràng bày yến tiệc hồng môn. Nghĩ như vậy, y vội vàng gọi điện cho Ngô Công Tử. Khi Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa đi tới toàn tụ đức, Trương Lực đã tới trước một bước, đang chờ ở cửa một cách cung kính. Vừa thấy Hạ Tưởng vào, y vội vàng tới trước nghênh đón, cẩn thận nói. Phó Bí Thư Hạ, tôi vừa đặt trước một phòng, vừa hay ở bên cạnh phòng của Bí Thư Sa và Tư Lệnh Thi. Hạ Tưởng rất hài lòng, Trương Lực không những có biết làm việc, còn lo liệu mọi việc chu đáo, rất tốt. Nhưng nghĩ lại cũng buồn cười, thư ký của Mễ Kỳ Hỏa lại ở bên cạnh hắn thực hiện trách nhiệm của một thư ký, thật sự rất thú vị. Tin rằng sự việc kế tiếp sẽ càng thú vị. Hạ Tưởng vỗ vỗ vai của Trương Lực. Trương Lực, vất vả rồi. Trương Lực cười khiêm tốn, đi phía trước dẫn đường cho Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa lên tầng. Hứa Quan Hoa không hiểu ý Hạ Tưởng, không phát động lực lượng đi tìm Cổ Ngọc, Tùng Phong Nhi và Tiếu Giai, lại mời nha nội và Ngô Công Tử ăn cơm, là có dụng ý gì. Nhưng không hiểu thì không hiểu, Hứa Quan Hoa cũng biết Hạ Tưởng nhất định biến che thành trúc, liền đè nén lo lắng và tức giận xuống, đi cùng Hạ Tưởng lên tầng. Sau khi lên tầng, Trương Lực sắp xếp đồ ăn xong rồi, Hạ Tưởng dặn dò. Trương Lực, anh sang phòng bên cạnh kính một ly rượu. Trương Lực hiểu ý, gật đầu rời đi. Hứa Quan Hoa mở miệng muốn hỏi cái gì, Hạ Tưởng giơ tay ngăn y lại. Anh hôm nay không cần nói gì, ngồi yên ở một bên. Nếu tôi đập bàn một cái, anh hãy ra tay. Quan Hoa lấy tay sờ bên hông. Có cần phải dùng súng không? Hạ Tưởng cười cười, không nói gì. Chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài truyền tới, Sa Nguyên Hải và Thi Khải Thuận đi cùng Trương Lực, đến mời rượu Hạ Tưởng. Nói đùa, nếu biết lãnh đạo ăn cơm ngay phòng bên cạnh, không đến mời rượu là thất lễ. Nhưng điều mà cả Sa Nguyên Hải và Thi Khải Thuận không hiểu là, Phó Bí Thư Hạ tại sao lại dùng thư ký của Chủ tịch tỉnh Mễ. Sa Nguyên Hải và Thi Khải Thuận vừa bước vào, phát hiện chỉ có Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa, cả hai đều sửng sốt. Hạ Tưởng đứng dậy chào đón. Bí Thư Sa, Tư Lệnh Thi, gặp nhau không bằng tình cờ gặp mặt, hay là ngồi chung đi. Sa Nguyên Hải và Thi Khải Thuận liếc nhìn nhau, lãnh đạo lên tiếng, là vinh hạnh, không thể không đồng ý. Sau khi ngồi xuống, lại không thấy mở tiệc rượu, Hạ Tưởng lại nói. Còn phải chờ hai người nữa, một là Cao Tổng, một là Ngô Công Tử. Sa Nguyên Hải và Thi Khải Thuận lại liếc nhìn nhau, trong lòng càng nghi hoặc. 10 phút sau, nha nội vội vàng chạy tới, vừa vào cửa liền chắp tay nói. Ngại quá, đã tới muộn, các vị lãnh đạo không cần bận tâm. Vừa nói xong mới chú ý tới Sa Nguyên Hải và Thi Khải Thuận, lập tức ngây người ra. Hạ Tưởng không để ý tới sự kinh ngạc của nha nội. Ngô Công Tử sao vẫn chưa tới? Nha nội vẻ mặt khó xử. Anh ta nói có việc, không tới được. Hạ Tưởng chỉ tay vào Thi Khải Thuận nói. Gọi điện thoại cho anh ta đi, nói Tư Lệnh Thi đang ở đây, mời anh ta phải đến. Thi Khải Thuận lúc này mới hiểu dụng ý của Hạ Tưởng. Hóa ra là dùng anh ta làm con tin để buộc Ngô Công Tử tuân theo sự chi phối và điều khiển. Anh ta định đứng lên phản bác vài câu. Hứa Quan Hoa đưa tay kéo anh ta lại. Tư Lệnh Thi, đừng vội. Bí Thư Hạ cũng là có ý tốt, kiên nhẫn một chút, nóng vội không giải quyết được gì. Hơn nữa, ở chốn Bắc Kinh này cần phải thấp giọng một chút,
nếu không sự tình đã có thể báo thẳng lên Trung ương và quân ủy. Thi Khải Thuận hối hận cuống cả lên, đã lên thuyền giặc rồi. Cái hạ tưởng bày là hồng môn yến, không phải yến tiệc tốt lành gì, không món ngon, không rượu ngon, mấu chốt là không có người nào tốt. Muốn đi cũng không đi nổi nữa rồi. Nếu là trước đây khi chưa vào ủy ban thường vụ tỉnh ủy Lĩnh Nam còn được. Bởi hạ tưởng không có khả năng ràng buộc anh ta. Giờ khác rồi, hiện tại anh ta là ủy viên thường vụ xếp thứ 9 của tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam, thậm chí xếp trước Ngưu Nguyên Hải, một trong những lãnh đạo tỉnh ủy. Lãnh đạo tỉnh ủy phải ở dưới sự lãnh đạo của phó bí thư tỉnh ủy Hạ Tưởng. Phép tắc trốn quan trường bắt buộc phải tuân thủ, anh ta không thể rũ áo ra đi như trước nữa, phải chú ý thể diện của Hạ Tưởng. Hơn nữa, lời Hứa Quán Hoa nói vừa nãy rõ ràng có ý uy hiếp. Nói thật, ở trốn Bắc Kinh, thì Khải Thuận không phải là đối thủ của Hứa Quán Hoa. Mạng lưới quan hệ của anh ta ở Bắc Kinh kém Hứa Quán Hoa nhiều. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Hạ Tưởng phải mời Ngô Công Tử đến? Hay là lại xảy ra mâu thuẫn gì lớn? Tim Thi Khải Thuận đập dữ dội. Hạ Tưởng muốn làm gì đây? Ngưu Nguyên Hải cũng không ngừng than vãn. Chuyện Hạ Tưởng đọ sức với nhà nội anh ta đã nghe nói, đang cảm thán Hạ Tưởng thật to gan lớn mật, dám ra mặt động đến Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, không nghĩ làm thế là không phải sao. Không ngờ Hạ Tưởng chẳng những không sao mà giờ còn lấy anh ta và Thi Khải Thuận làm quân cờ. Cũng không biết tiếp theo bàn cờ sẽ như thế nào. Ngưu Nguyên Hải trước mặt Hạ Tưởng còn không bằng Thi Khải Thuận, ngay cả cử động cũng không dám. Nhà nội thấy phong thái cử chỉ cây ngay không sợ chết đứng của Hạ Tưởng trong lòng không khỏi tức giận. Xin lỗi bí thư hạ, tôi không thể gọi cuộc điện thoại này. Không sao, nếu Cao Tổng cảm thấy khó xử thì không cần gọi nữa. Xin mời ngồi. Hạ Tưởng rất khách khí mời nhà nội vào ngồi. Nhà nội còn toàn tự giác ngồi ở phía dưới, suy cho cùng trên người ông ta không có chức quan, xếp thế nào cũng không thích hợp, không bằng ngồi cuối cùng, cũng thể hiện ông ta rất khiêm tốn. Nhà nội vừa ngồi xuống, Hạ Tưởng liền tung ra một quả bom tấn. Cao Tổng, công viên rừng rậm ở thành phố Yến của tập đoàn Viễn Cảnh, chuẩn bị dùng 100 mẫu đất trống để xây dựng dự án biệt thự công viên Xâm Lâm. Nhà nội trong chốc lát ngừng thở. Đối với đất của công viên Xâm Lâm, ông ta thèm muốn đã lâu. Thế nhưng e ngại danh nghĩa tập đoàn Liên Nhược Hạm, ông ta muốn nhưng mà không thể đạt được. Mấy năm trước đã từng có chủ ý mà không được, giờ Hạ Tưởng đưa ra là có dụng ý gì? Không đợi nhà nội suy nghĩ sâu xa, Hạ Tưởng lập tức lại tung ra một quả thủy lôi khác. Tiếu Giai không thấy nữa. Nhà nội kỳ thực đã sớm đoán được là chuyện gì, nhưng nghe thấy Hạ Tưởng trực tiếp nêu ra, ông ta vẫn thoáng kinh ngạc đến mức hai mắt trừng lên nhìn. Sao lại như thế? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra việc gì thì chưa nói đến. Tôi chỉ nói hậu quả. Hạ Tưởng giơ một ngón tay. Nếu ông không gọi điện cho Ngô Công Tử, không mời anh ta tới. Nếu trước buổi trưa ngày mai Tiếu Giai còn không có tin tức gì. Cao Tổng, sản nghiệp của ông ở Bắc Kinh, tôi đã chuẩn bị 1 tỷ để rào đón. À đúng rồi, là đô la Mỹ. Hạ Tưởng bỗng dưng thêm vào một câu. Như một búa tạ ở giữa ngực nha nội như ngồi trên một cây kim, bỗng chốc nhảy lên. Hạ Tưởng, anh, mời ngồi. Hạ Tưởng vẫn thản nhiên nói. Đừng vội, tôi còn chưa nói hết. Đồng thời, đất của công viên Xâm Lâm sẽ cho tập đoàn Vạn Hà. Tập đoàn Vạn Hà là tập đoàn bất động sản lớn có thực lực hùng hậu ở Bắc Kinh, là đối thủ cạnh tranh của nha nội. Chỉ cần nha nội đi đến đâu là Vạn Hà theo sát từng bước đến đó, không. Phải nói là ép sát mới đúng. Nhà nội hận tập đoàn Vạn Hà đến xương tủy. Hành động này của Hạ Tưởng sát muối vào vết thương của ông ta, hơn nữa còn là muối thô. Nhà nội gần như không thở nổi. Giờ mới biết thủ đoạn cay độc của Hạ Tưởng, khiến ông ta khó ăn và càng không tiêu hóa nổi. Đúng rồi, hôm nay tôi rất có hứng, chúng ta không say không về. Hạ Tưởng nâng chén hướng về Thi Khải Thuận và Mưu Nguyên Hải ra hiệu. Ở Bắc Kinh có thể gặp được Tư lệnh Thi và Bí thư Mưu. Thực sự là một may mắn lớn của cuộc đời. Nào, cạn ly, hôm nay không uống say, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện đi. Thi Khải Thuận và Mưu Nguyên Hải liếc nhìn nhau, mặt cười khổ sở. Hạ Tưởng rõ ràng là đang giam lỏng bọn họ, ngụ ý là Ngô Công Tử không đến thì không ai được đi. Hứa Quán Hoa nhân cơ hội nói. Tôi biết Bí thư Hạ đã mấy năm, lần đầu thấy Bí thư Hạ sảng khoái như vậy. Được, hôm nay tôi liều mình cùng quân tử, uống,
ai không uống người đó là đồ hèn, tôi sẽ liều mình với kẻ đó. Đúng rồi, hôm nay tôi dẫn mấy chục anh em, nếu Tư lệnh Thi và Bí thư Mưu ngại, tôi mời bọn họ lên uống rượu cùng chúng ta, thế nào? Té ra việc liều mình cùng quân tử của Hứa Quán Hoa đúng là kiều mạng thật. Không phải nói tùy tiện. Thi Khải Thuận vẫn tốt, mặt còn có thể không biến sắc, cố gắng trấn tĩnh. Sắc mặt Mưu Nguyên Hải đều đã biến đổi rồi. Nói thì nói lắp. Phó Bí Thư Hạ, tụ tập cùng nhau là chuyện tốt. Đừng ồn ào làm gì, đến không vui thì không hay. Hạ Tưởng xua tay. Bí Thư Mưu, hôm nay anh ngồi cạnh uống rượu xem náo nhiệt là được rồi. Hôm nay không việc gì đến anh, đợi sau khi về lĩnh Nam, chuyển hướng hành động mới cần sự phối hợp dốc sức làm việc của anh. Mưu Nguyên Hải lúc ở Dương Thành, không phục Hạ Tưởng chút nào. Hôm nay, xem như đã bị Hạ Tưởng làm cho hoàn toàn khúm núm. Một câu cũng không nói ra được, chỉ liên tục gật đầu. Thi Khải Thuận ít nhiều đoán được chuyện gì, phỏng chừng Ngô Công Tử lại trêu chọc Hạ Tưởng, nhưng lại không rõ đầu đuôi sự tình, hắn không tiện mở miệng chen vào. Và lại không muốn bị Hạ Tưởng ép nên cũng không ngẩng đầu lên, liền cứng giọng nói một câu. Quán Hoa, anh nói thế là có ý gì? Nếu tôi không uống rượu, anh rót vào miệng tôi sao? Hạ Tưởng khẽ mỉm cười. Tư lệnh Thi hiểu lầm rồi. Ý của Quán Hoa là hôm nay, các vị ngồi đây ai muốn chơi xấu thì không thể được, đều là nam nhân, phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Nếu không có bản lĩnh có thể trực tiếp nhận thua, ai cũng sẽ không làm khó một kẻ thua cuộc. Thi Khải Thuận bị nghẹn đến nỗi nói không ra lời. Thi Khải Thuận nghẹn đến khó chịu. Nhà nội quả là tức đến mức phổi sắp như nổ ra. Nhớ lại cảnh tưởng gặp Hạ Tưởng trước cửa nhà họ Phó, giờ ông ta thậm chí hơi hối hận đã tỏ ra mâu thuẫn với Hạ Tưởng. Trước kia, cảm thấy Hạ Tưởng đối nhân xử thế văn nhã thì có mâu thuẫn cũng sẽ không trực tiếp giải quyết mà là thích vòng vo và khéo léo. Không ngờ Hạ Tưởng đột nhiên biến đổi. Người ôn hòa trước kia đã biến thành kẻ gây sự. Sự đảo lộn khiến ông ta nhất thời khó có thể thích ứng. Cuộc điện thoại này, gọi, hay là không gọi, nhà nội thật sự bị làm khó rồi. Ở nhà họ Phó, anh ta cùng với đám lâu la làm cho Hạ Tưởng không thể xuống bục được. Hiện giờ, Hạ Tưởng mặt đối mặt buộc ông ta không thể xuống được bục, thực sự gây bất lợi cho ông ta. Nhà nội cắn răng một cái. Bí thư Hạ, uống rượu thì có thể, nhưng gọi điện. Thì tôi thật sự không thể. Được. Hạ Tưởng dứt khoát nâng chén rượu lên. Nào, Cao Tổng, tôi kính ngài một ly, uống xong ly rượu này, tôi lại nói cho ngài biết một tin tốt. Lời này vừa nói, nhà nội đâu thể uống được tiếp, dừng chén rượu. Bí thư Hạ đã có lời, tôi đến cũng không phải là vì mấy chén rượu này. Chúng ta tiếp tục nói làm thế nào để vượt qua khó khăn trước mắt. Tốt lắm. Hạ Tưởng đặt ly rượu xuống. Nếu ông cảm thấy 1 tỷ đô la Mỹ không đủ ưu việt đối với sản nghiệp của ông, tôi có thể cung cấp một tin nhỏ nữa. Nghe nói tập đoàn Đạt Tài lại huy động 3 tỷ vốn nữa. Nhà nội chỉ cảm thấy như trong cổ họng bị vật gì chặn lại, không đẩy lên được không nuốt xuống được, vô cùng khó chịu. Tập đoàn Đạt Tài là mục tiêu thu mua kế tiếp của ông ta. Cho dù khoảng thời gian trước vì chiến tranh với Tiếu Giai mà thỏa hiệp, tạm thời từ bỏ việc bức bách tập đoàn Đạt Tài. Nhưng trong lòng ông ta vẫn nhận định rằng tập đoàn Đạt Tài chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta. Hiện nay, khi chính sách điều tiết bất động sản ở tầm vĩ mô được nghiêm túc thực hiện, tập đoàn Đạt Tài đã bước vào mùa đông giá rét khắc nghiệt nhất từ trước đến nay, đối mặt với thử thách sinh tử. Hơn nữa, ông ta kiên quyết cho rằng, tập đoàn Đạt Tài đang trong tình huống không ai cho vay tiền, ngành bất động sản đang trầm lắng, không có ai đầu tư tiền vào nữa. Sao có thể huy động vốn 3 tỷ được? Nếu Đạt Tài có 3 tỷ tiền đầu tư vào thì ý đồ của ông ta sẽ hoàn toàn thất bại. Liên tiếp bị đả kích, nhà nội rốt cuộc không bình tĩnh được nữa, lấy điện thoại di động ra. Được, tôi gọi, nhưng Bí thư Hạ nhớ mấy việc ông vừa nói, ông sẽ không nhúng tay vào. Hạ Tưởng mỉm cười gật đầu. Giữa bạn bè với nhau phải lấy chân thành mà đối đãi, ông tôn kính tôi cũng tôn kính ông. Nhà nội gật đầu một cái, đứng dậy đến một bên đi gọi điện thoại. Không lâu sau, nhà nội trở về, vẻ mặt uể oải. Ngô Công Tử nói thế nào cũng không chịu đến. Anh ta nói, không có gì để nói với ông. Gọi lại lần nữa, sau khi có tín hiệu thì đưa điện thoại cho tôi. Hạ Tưởng quyết tâm. Nhà nội bất đắc dĩ đành gọi lại lần nữa. Sau đó đưa điện thoại cho Hạ Tưởng. Ngô Công Tử, mời anh đi ăn, anh không đến,
không chịu nể mặt sao? Giọng của Hạ Tưởng rất bình thường, không hề dao động. Bí thư Hạ, tôi với anh ăn chưa được một miếng, nói chưa đến một câu, hà tất phải gặp mặt. Anh rất đáng ghét, hết lần này đến lần khác không để tôi yên. Tôi nói cho anh biết, đừng gọi điện cho tôi nữa. Ngô công tử vẫn kiêu ngạo như xưa. Hạ Tưởng lạnh lùng cười. Anh không đến, Tư lệnh Thi nói không chừng sẽ uống rượu. Khi ông ta uống rượu, không chừng sẽ để lọt ra tin tức gì đó, ví dụ như nói bờ biển Lam Hải Hoàng Kim, ví dụ như nói cây quý giá trị mười mấy vạn, và ví dụ như nói mỗi tuần một lần. Đủ rồi, Hạ Tưởng. Ngô công tử gầm lên. Tôi lập tức qua đó, anh chờ tôi. Hạ Tưởng gác điện thoại, trả lại cho nha nội, vẫn ngồi ở trên đầu, sắc mặt không đổi. Nào, trước tiên cùng nâng ly, đợi sau khi Ngô công tử đến, chúng ta lại mở tiệc. Thi Khải Thuận chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc đầu, ông ta không e ngại gì Hạ Tưởng, bởi cho dù Hạ Tưởng trẻ tuổi khí thịnh, là nhân vật quan trọng của thế lực gia tộc nào cũng không quản được ông ta. Ông ta là người trong quân ngũ, cho dù xảy ra chuyện gì, tự sẽ có quân đội xử trí, địa phương không có quyền xử lý. Đúng là có ô dù bảo vệ, lại dựa vào sự nâng đỡ của Ngô Hiểu Dương. Khi đối mặt với Hạ Tưởng, ông ta luôn cảm thấy sức mạnh tràn trề. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên khiến ông ta có một nỗi sợ hãi phát lạnh tới đáy lòng. Hơn 10 phút sau, Ngô công tử đã tới. Mùa đông Bắc Kinh rất lạnh, Ngô công tử cũng không biết là chịu ảnh hưởng của người đàn ông già hơn 40 tuổi bán manh trong vở kịch truyền hình nhiều tập, hay là anh ta thật sự không lạnh, ăn mặc rất phong phanh. Thân hình vốn nhỏ gầy vì mặc quần áo bó sát nên càng cho thấy anh ta gầy đến đáng thương. Mặc dù quấn quanh cổ một chiếc khăn dày nhưng dường như không thể tăng hình tượng của anh ta chút nào. Ngược lại càng khiến anh ta trông mất cân đối, vô cùng buồn cười. Có lẽ là đi vội một chút, anh ta còn có chút thở dốc. Ngô công tử vừa vào, Hứa Quán Hoa liền không kiềm chế được, thiếu chút đập bàn đứng lên nhưng bị ánh mắt của Hạ Tưởng ngăn lại. Bí thư Hạ, tôi đến rồi, có gì xin chỉ giáo. Ngô công tử tùy ý nói một câu, đến ngồi bên cạnh nha nội. Không hề chào hỏi Thi Khải Thuận, Ngưu Nguyên Hải, cũng không đưa mắt nhìn Hứa Quán Hoa một cái liền nói nhỏ mấy câu gì đó với nha nội. Hứa Quán Hoa thấy thời cơ chín muồi, đứng lên ra cửa. Tôi đi chuẩn bị bữa tiệc cho mấy vị khách quý. Thi Khải Thuận muốn ngăn Hứa Quán Hoa lại, vì ông ta biết Hứa Quán Hoa nhất định không an tâm, nhưng thấy Hạ Tưởng như cười như không nhìn ông ta một cái, nháy mắt khiến ông ta hủy bỏ những ý niệm trong đầu, mông nhấc lên nhưng không đứng dậy. Ngô công tử không thèm để ý việc Hứa Quán Hoa rời đi. Vẫn nói nhỏ với nha nội như cũ, cũng không biết nói đến cái gì, nha nội tức giận thay đổi sắc mặt, đột nhiên đứng lên, thất thanh hỏi. Chuyện thật không? Ngô công tử gật gật đầu, còn rất thản nhiên nói. Đương nhiên là thật rồi, có gì to tát đâu. Nha nội lại ngồi trở lại chỗ ngồi, lắc đầu nói. Việc của cậu, tự cậu và bí thư Hạ giải quyết. Ngô công tử mất hứng. Tổng giám đốc Cao, ông nói vậy là có ý gì? Nha nội hết chỗ nói rồi. Ngô công tử đúng là rất có cá tính, trở mặt không nhận người. Hơn nữa còn làm trò trước mặt Hạ Tưởng, chẳng phải thành tâm khiến Hạ Tưởng chế giễu sao? Ông ta đành nói. Ngô công tử, ý của tôi là cậu xử lý thế nào cũng được. Ngô công tử không để ý tới nha nội nữa, quay người về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, bí thư Hạ, tôi đã đến rồi, anh nói đi. Anh đã chuẩn bị tiệc lớn gì cho tôi? Ngô công tử. Hạ Tưởng nói từng câu từng chữ. Có một số việc không nhất thiết phải nói rõ. Trong lòng cậu biết, hôm nay, mời cậu tới, không say không về. Chỉ vì uống rượu thôi sao? Ngô công tử không biết là thật sự ngốc hay giả vờ ngốc, nâng chén rượu cùng một ly với Hạ Tưởng. Được, tôi uống với anh. Anh nói uống bao nhiêu thì tôi cùng anh uống bấy nhiêu. Tốt, rất thẳng thắn. Hạ Tưởng gọi Trương Lực. Lấy 10 bình rượu trắng lên, tôi muốn nhìn xem tửu lượng Ngô công tử được bao nhiêu, có dám đấu rượu với tôi không? 10 bình ư, Thi Khải Thuận hoảng sợ, vội nói. Bí thư Hạ, uống rượu thì phải có hứng, tận hứng mới thành. Uống nhiều làm tổn hại đến dạ dày còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Chú Thi, chú đừng quản. Hạ Tưởng nói. Tôi phải tiếp chiêu. Ngô công tử đưa tay lấy một bình rượu. Nào. Bí thư Hạ, chúng ta mỗi người một bình. Thi Khải Thuận thấy thế, vội vàng đem mấy bình rượu còn lại để sang một bên. Công tử,
uống nhiều cũng có thể chết người đó. 10 bình rượu, tôi và Ngô công tử nhất định uống không hết. Nếu tư lệnh thì sợ uống chết người thì chia sẻ một ít. Hạ Tưởng đếm số đầu người. Tôi một bình, Ngô công tử một bình, tổng giám đốc Cao một bình, tư lệnh Thi một bình, bí thư Mưu một bình, quán Hoa một bình, Trương Lực một bình. Tổng cộng 7 bình, còn 3 bình, đến lúc cuối cùng chia tiếp. Đều ngốc rồi, Hạ Tưởng hôm nay bày tiệc gì? Tiệc đấu rượu, mỗi người một bình rượu trắng còn chưa đủ, lại còn là rượu Mao Đài 56 độ. Tửu lượng có lớn đến đâu cũng không trụ nổi. Nếu không phải là Ngô công tử ở đây, Hạ Tưởng ép phân chia tiếp, nhất định không được. Chí ít Ngưu Nguyên Hải sẽ phản đối, thì Khải Thuận sẽ chơi xấu. Nhưng may mà có Ngô công tử ở đây, Hạ Tưởng liền nói. Ngô công tử, cậu hãy đưa ra quy định đi, nếu có người chơi xấu thì làm thế nào? Mẹ nó, đều là các đại lão gia. Một bình rượu có thể gục sao? Ai chơi xấu người đó là con rùa, là cỏ rác, là đồ hèn. Tính khí của Ngô công tử bị Hạ Tưởng nắm rõ. Hơi chút là kích động, hơi chút là chửi bậy. Ngưu Nguyên Hải và Thi Khải Thuận ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt đau khổ. Nha nội thầm lắc đầu. Hạ Tưởng giở thủ đoạn tàn nhẫn với ông ta, giở thủ đoạn thâm hiểm với Ngô công tử, quả là một người tinh danh. Hạ Tưởng tiếp tục tạo thòng lọng. Lời tuy như thế nhưng tôi và tư lệnh Thi, bí thư Mưu suy cho cùng không quen thân lắm. Hơn nữa, thân là cấp lãnh đạo, chung quy không ép họ uống rượu. Nếu họ có hành động nhỏ sau lưng, tôi cũng không nhìn được, không có trọng tài thì không được công bằng cho lắm. Ngô công tử cậu nói phải làm thế nào? Ánh mắt Ngô công tử khẽ đảo. Như vậy đi, tôi giám sát bí thư Mưu và tư lệnh Thi. Bọn họ nếu ai chơi xấu, nếu uống ít ngụm nào thì tôi uống thay ngụm đó. Nhưng bên anh cũng phải có người giám sát mới được, để nha nội giám sát anh và Hứa Quán Hoa, thế nào? Được, không thành vấn đề. Hạ Tưởng tiện dịp khen ngợi Ngô công tử. Ngô công tử có khí lượng, có tử lượng, có độ lượng, thật dễ chịu. Thi Khải Thuận và Mưu Nguyên Hải thiếu chút nữa bị tức đến hai mắt trắng dã, thật ngớ ngẩn, chưa từng thấy ngớ ngẩn như vậy. Ở bữa tiệc người khác thiết kế, người khác vừa nói cậu ta liền đồng ý, đâu phải chó điên, rõ ràng là đồ con lừa. Nhưng Ngô công tử giả ngốc và ngu ngơ, ánh mắt khẽ đảo, giơ chén rượu lên hướng về phía mọi người ra hiệu. Hôm nay, ai không uống chính là không nể mặt tôi. Tôi sẽ không yên với người đó. Trước tiên, tôi xin kính một ly. Anh ta một hơi uống cạn rượu trong ly rồi liên tục rót rượu. Bây giờ, bắt đầu. Hứa Quán Hoa đúng lúc lại đẩy cửa tiến vào, cười ha hả. Hay, đấu rượu, đấu thì đấu, ai sợ ai. Ai rút lui người đó là kẻ rác rưởi, biết ăn không biết làm. Nha nội thầm lắc đầu, Hạ Tưởng và Hứa Quán Hoa mỗi bước đào một hố, mắt thấy đã sắp đào hố chôn Ngô công tử. Ngô công tử còn ngốc nghếch tự mình chủ động bỏ sức đắp đất. Với chỉ số thông minh này có thể sống đến bây giờ đúng là kỳ tích. Nếu không phải anh ta có một người cha tốt thì hiện tại đã sớm thành phân bón rồi. Điều khiến nha nội buồn hơn là Ngô Hiểu Dương là người khá khôn khéo, khá thủ đoạn, sao lại sinh ra một đứa con trai ngu không ai bằng như vậy. Vốn định nói bóng gió Ngô công tử một tí, nhưng thấy thì Khải Thuận cũng liên tiếp bị Hạ Tưởng làm cho thất bại phải rút lui. Ông ta hiện giờ lại có điểm yếu trong tay Hạ Tưởng. Không đáng vì Ngô công tử mà khiến Hạ Tưởng căm tức ông ta. Nếu thật sự có $1 tỷ tấn công sản nghiệp của ông ta tuyệt đối sẽ bị đánh cho tán loạn. Thôi đi, trong lòng nha nội nghẹn khuất đến khó chịu. Nhưng cũng không còn cách nào khác, đành nhận thua, nhưng vẫn tự an ủi chính mình, người mà Hạ Tưởng nhằm vào chính là Ngô công tử, không phải ông ta. Hiện tại tình thể đã là tên ở trên cung, không thể không bắn. Hạ Tưởng vẫy tay một cái, Trương Lực mặt cười tủm tỉm bày một bình rượu, rồi lần lượt giúp mọi người mở ra nhưng không rót. Hiển nhiên là muốn để mỗi người tự mình rót rượu. Nha nội mới chú ý đến sự tồn tại của Trương Lực, lòng nghi hoặc. Trương Lực là thư ký của Mễ Kỷ Hỏa, đi theo bên cạnh Hạ Tưởng là chuyện gì? Việc lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Ngưu Nguyên Hải và Thi Khải Thuận trong lòng hiểu được ít nhiều, đừng thấy hôm nay chỉ có một mình Hạ Tưởng. Thực tế, Mễ Kỷ Hỏa cũng có mặt, bí thư là hình tượng thứ hai của lãnh đạo, là đại biểu của lãnh đạo. Trương Lực thân là thư ký chủ tịch tỉnh và là phó thư ký tỉnh ủy. Việc này bản thân đã có ý sâu xa, lại còn liên hệ đến Hạ Tưởng bày ra yến tiệc. Dụng ý đã rất rõ ràng, chính là nói,
Bây giờ nhân vật số 2 và số 3 tỉnh ủy Lĩnh Nam đều có mặt, không uống rượu chính là đồng thời không nể mặt hai người đó. Hạ tưởng việc đáng làm thì phải làm, nâng ly đầu tiên. Năm mới đến rồi, thật phấn khích, nào trước tiên xin đồng khởi một ly. Mấy người đồng khởi đều uống một hơi cạn sạch. Ly thứ hai, chúc các vị sức khỏe dồi dào, tâm trạng vui vẻ. Ly thứ ba, rượu gặp được tri kỷ thì ngàn chén vẫn ít, ngày hôm nay không say không về. Ly rượu thứ ba uống xong, thì Khải Thuận lặng lẽ nhìn về phía Mưu Nguyên Hải. Mưu Nguyên Hải biết ý, sau đó thì Khải Thuận bắt đầu mượn cơ kính rượu Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ai đến cũng không từ chối, uống liền ba ly với thì Khải Thuận. Mưu Nguyên Hải cũng bắt chước làm theo, kính Hạ Tưởng ba ly, Hạ Tưởng không một chút cau mày nhăn mặt, cùng Mưu Nguyên Hải uống liền ba ly. Nhà nội cũng muốn kính rượu Hạ Tưởng, muốn dùng chiến thuật bánh xe chuốc rượu Hạ Tưởng trước rồi hãy nói. Hạ Tưởng cười ha hả, cũng uống liền ba ly với nha nội. Sau khi uống sau, đặt ly xuống, đột nhiên sinh hào khí. Ngô công tử, tôi uống liền ba ly rồi với mấy người, thế nào, cậu muốn lấy nhiều thắng ít sao? Tôi cảm thấy cậu không phải người thích đầu cơ trục lợi. Ngô công tử nhận thấy thì Khải Thuận muốn giúp anh ta, bị Hạ Tưởng phát hiện, nổi giận. Không cần ai giúp tôi, nghĩ tôi sợ Hạ Tưởng sao? Vừa nãy Hạ Tưởng uống 9 ly. Tôi tự phạt uống 10 ly. Thì Khải Thuận thiếu chút nữa thì chửi mẹ nó. Một người vờ ngớ ngẩn một hai lần cũng không khó. Cái khó là ngớ ngẩn hết năm này đến năm khác. Ông ta giờ cũng thất vọng về Ngô công tử, rõ ràng biết Hạ Tưởng đang tính kế anh. Anh con mẹ nó còn đưa đầu ra. Muốn chết cũng phải chọn giờ tốt chứ. Ngô công tử không để ý tới thì Khải Thuận tâm trạng vui vẻ hay không. Anh ta một hơi uống hết 10 ly, uống rượu xong tinh thần đã hơi phấn khích. Mắt đỏ bừng lên nhìn Hạ Tưởng. Thế nào, Hạ Tưởng, tôi có phải là đàn ông không? Là đàn ông thì phải tiếp tục uống hết rượu trong bình. Hạ Tưởng lấy một cốc rượu lớn, rót đầy ly, chừng nửa cân rượu 250ml một hơi uống cạn. Nói hay không bằng làm hay. Ai sợ ai? Ngô công tử là kẻ lỗ mãng, thấy vậy cũng rót đầy một cốc rượu, ngửa cổ uống sạch. Tất cả uống đi, ai không uống kẻ đó là rác rưởi. Ngưu Nguyên Hải cuối cùng đã chửi, con mẹ nó, trong lòng. Cậu còn tích cực chủ động hơn bí thư Hạ, tự phá nhà mình. Cuối cùng cậu có thể bình yên được không? Đúng là ngu hơn cả lợn. Điều càng khiến Ngưu Nguyên Hải mở rộng tầm mắt chính là Ngô công tử uống hơn nửa cân rượu đã có vẻ say. Anh ta loạng choạng đứng lên, đến trước mặt Thi Khải Thuận. Nào, chú Thi, chú không uống thì không phải là chú của tôi. Lại đến trước mặt Ngưu Nguyên Hải. Uống nào. Bí thư Mưu, ông không uống nghĩa là không nể mặt tôi, cũng đừng nghĩ ra khỏi cửa. Lại bước nha nội. Nha nội, uống, không uống thì là thái giám. Ba người bất đắc dĩ, vừa mắng thầm Ngô công tử, vừa uống nửa cân rượu trắng trước nụ cười như có như không của Hạ Tưởng. Sau khi uống cạn nửa cân rượu trắng, tình thế của bàn rượu có sự thay đổi lớn. Mưu Nguyên Hải không ổn rồi, say đổ ngay ở trên bàn rượu, thì Khải Thuận thì đỡ hơn. Chỉ đỏ bừng mặt, dường như không có việc gì. Đối với ông ta một cân rượu không thành vấn đề. Điều thú vị nhất là Ngô công tử, đã say rồi lại vẫn còn cố chống. Một trận cười ha hả đến quái dị. Hạ Tưởng, tôi biết ý đồ của anh hôm nay, không sai, Cổ Ngọc, Thiếu Giai và Tùng Phong đều ở trong tay tôi. Anh có thể làm gì tôi? Hạ Tưởng cũng cười đầy thâm ý. Tôi có thể làm gì cậu? Cậu cho rằng cậu hôm nay có thể rời khỏi căn phòng này một bước sao? Diễn biến sự việc đến nay mỗi bước đều nằm trong toan tính tỉ mỉ của Hạ Tưởng. Ngô công tử đã say, chủ động thừa nhận sự thật rồi liền đi tìm người lau mặt, chăm sóc. Mà Ngô công tử ở đây, có thể đảm bảo Cổ Ngọc, Thiếu Giai và Tùng Phong Nhi tuyệt đối an toàn. Còn có Thi Khải Thuận và Mưu Nguyên Hải cùng đi, lại có nha nội làm nhân chứng lời của Ngô công tử. Sau khi anh ta nói ra thì không thể chối cãi được nữa. Đừng quên, còn có Trương Lực ở đây, đồng nghĩa với Mễ Kỳ Hỏa sẽ biết tất cả sự việc xảy ra trong tiệc rượu. Ngô công tử nghe lời nói uy hiếp của Hạ Tưởng, rượu làm kẻ sợ hãi thêm can đảm, cười ha hả. Buồn cười, tôi thích đi lúc nào thì đi, chỉ dựa vào anh có thể ngăn được tôi sao? Hạ Tưởng lắc đầu kinh miệt. Đừng quên, ở tỉnh ủy. Ai đã bị tôi đánh đến mức không còn sức trả đòn như con gà con gặp đại bàng. Hôm nay, tôi cho cậu một cơ hội đấu văn, nếu đấu võ thì hôm nay cậu không đơn giản là gãy một ngón tay nữa đâu,
tôi sẽ đánh gãy chân của cậu. Thi Khải Thuận bỗng tỉnh rượu. Cái gì? Ngô công tử bắt cóc Cổ Ngọc, Thiếu Giai và Tùng Phong Nhi. Anh ta không những là chó điên còn là kẻ ngốc nhất thiên hạ. Nếu bắt Thiếu Giai thì thôi, Cổ Ngọc là hòn ngọc quý của nhà họ Cổ, Tùng Phong Nhi là, vừa nghĩ đến đó, ông ta quay đầu nhìn Hứa Quán Hoa gần như sắp bùng lên. Trong lòng ông ta thở dài một tiếng, rơi vào mưu toan của Hạ Tưởng rồi. Sớm biết Ngô công tử làm chuyện ngu xuẩn động trời vậy. Nói gì ông ta cũng sẽ không đến. Bây giờ người ở trong gian phòng này, gần như đều đã bước lên thuyền gian của Hạ Tưởng. Muốn đi sợ rằng không được nữa rồi. Ngưu Nguyên Hải hối hận đến mức bụng trống rỗng. Ông ta không hề muốn làm nhân chứng trong cuộc chiến giao tranh giữa Hạ Tưởng và Ngô công tử. Đến lúc đó đầu nào cũng sẽ không rơi được. Mặc dù vừa nãy mới uống rượu tăng thêm dũng cảm, nhưng bị câu nói của Ngô công tử làm sợ đến mức tỉnh rượu hơn phân nửa, loạng choạng đứng lên. Tôi đi vào nhà vệ sinh. Hạ Tưởng không nói gì, chỉ nhìn về phía Trương Lực. Trương Lực vội bước lên phía trước dìu Mưu Nguyên Hải. Bí thư Mưu, trong phòng cũng có nhà vệ sinh. Trong lòng Mưu Nguyên Hải mắng Trương Lực nhiều chuyện nhưng lại không thể chỉ ra, lại đành lấy lý do. Tôi ra ngoài hít thở không khí. Xin lỗi bí thư Mưu, vừa nãy khi tôi ra ngoài, quá sơ ý, đã không cẩn thận làm hỏng khóa cửa rồi, không chừng giờ không mở cửa ra được nữa. Lát nữa tôi gọi điện bảo lính của tôi đến sửa. Hứa Quán Hoa hời hợt nói. Trong lòng Mưu Nguyên Hải trầm xuống, hỏng rồi. Sự việc ngày hôm nay là tránh không khỏi trốn không thoát. Duỗi đầu là một con dao, rụt đầu cũng là một con dao. Hạ Tưởng tính toán không một chút sơ hở. Ông ta muốn làm rác rưởi cũng không thể đi. Không khí trong phòng trong chốc lát thật kỳ lạ. Ngô công tử bị Hạ Tưởng quát một tiếng làm kinh sợ đến ngây người, nửa ngày không nói ra một câu. Lại qua một chút, có lẽ cảm giác say lại dâng lên. Ngô công tử duỗi tay lấy bình rượu. Hạ Tưởng, hôm nay tôi không đánh nhau với anh thì đấu rượu với anh. Anh đổ trước, thả người hay không tôi định đoạt. Tôi đổ trước, thả người hay không, anh định đoạt, thế nào? Đề nghị này rất vô sỉ, bắt người vốn đã không đúng. Bây giờ, Ngô công tử lại ở trong cái lồng của Hạ Tưởng, còn dám cò kè mặc cả. Đúng là mặt dày, lại nghĩ, rõ ràng là cậu ta say rồi, nhưng kỳ thực trong lòng còn hiểu rõ được mấy phần. Hạ Tưởng nhất định sẽ không chấp nhận. Không ngờ điều vượt ra ngoài dự kiến đó là Hạ Tưởng đã đồng ý. Có thể, nhưng tôi thêm một điều kiện nữa. Chúng ta không lấy việc đổ rượu làm tiền đề. Lấy mỗi người 3 bình rượu làm tiền đề, cho dù uống không say hay là uống say, bắt buộc phải uống hết mới thôi, có dám không? Dám. Ngô công tử mắt đỏ bừng. Ai không dám, người đó là vương bát đản. Nói khá hợp tình hợp lý, kỳ thực vừa nãy lúc nói không đánh nhau với Hạ Tưởng là đã ở thế thua một bước rồi. Nói cho cùng, vẫn là lần trước bị Hạ Tưởng đánh sợ rồi. Nhà nội bây giờ ít nhiều đoán được dụng ý của Hạ Tưởng. Lo lắng gặp chuyện không may, vội nói. 3 bình rượu trắng thì quá nhiều, bí thư Hạ, tôi thấy một bình định thắng thua là được rồi. Hạ Tưởng chặn lại. Tổng giám đốc Cao, việc ngày hôm nay là việc giữa tôi và Ngô công tử. Ông chỉ cần ngồi bên cạnh trợ uy là được rồi. Có phải không Ngô công tử, lẽ nào anh còn cần một trợ thủ? Ngô công tử không nói hai lời, cầm lấy bình rượu. Rót nửa cân rượu trắng 250ml sau đó một hơi uống cạn. Đừng nói mà không làm, đừng nói 3 bình, cho dù 5 bình tôi cũng tiếp đến cùng. Hứa Quán Hoa và Trương Lực hơi lo lắng cho Hạ Tưởng. Bởi vì Hạ Tưởng không giống người có thể uống được rượu. Hơn nữa bình thường cũng không thấy Hạ Tưởng uống rượu. Hơn nữa còn phải uống 3 bình rượu trắng, không chết thì cũng thổ huyết. Hạ Tưởng không đáng lấy sức khỏe của mình để đấu với Ngô công tử. Với nhận định của Hứa Quán Hoa và Trương Lực, Hạ Tưởng nhiều nhất cũng chỉ uống được một cân rượu, nếu thật sự phải đấu 3 bình với Ngô công tử không hộc máu không được. Vốn định khuyên Hạ Tưởng nhưng Hạ Tưởng đã quyết, hai người đành phải chờ xem tình hình thế nào. Chỉ thấy Hạ Tưởng cũng rót nửa cân rượu trắng, không chớp mắt uống cạn một hơi. Lúc này, Hạ Tưởng và Ngô công tử đều có một cân rượu trong bụng. Hạ Tưởng mặt không biến sắc, Ngô công tử rõ ràng đã say đến 8 phần. Trong sắc mặt trắng bệch hơi hồng, không giống lúc bình thường, đã lung lay sắp đổ. Thi Khải Thuận run rẩy trong lòng. Ông ta không biết tửu lượng của Hạ Tưởng, nhưng biết tửu lượng của Ngô công tử. Trước kia, Ngô công tử liều chết cũng chỉ uống được nửa cân rượu. Hôm nay đã hơn một cân rồi,
Uống lại là rượu mạnh, có thể kiên trì đến hiện tại không ngã, khí thế không chịu thua, nhưng cho dù có khí thế, cũng không thay đổi được sự thật là tửu lượng không lớn. Lẽ nào hôm nay Hạ Tưởng muốn Ngô công tử uống đến chết? Nếu Ngô công tử uống đến chết thật thì Ngô Hiểu Dương cũng không làm gì được Hạ Tưởng. Dù sao cũng là hai bên đấu rượu, không phải Hạ Tưởng ép buộc cậu ta. Mọi người ở đây đều là nhân chứng. Hạ Tưởng không chừng là không có ý tốt thật. Hôm nay muốn giết người không giao rồi. Thì Khải Thuận lại suy nghĩ một chút. Không tin Hạ Tưởng có thể uống 3 cân rượu. Ngô công tử uống đến chết, hắn không chết cũng tàn phế. Tuy nói thế nhưng lại không thể thấy chết mà không cứu. Thì Khải Thuận liền lặng lẽ lấy di động ra, len lén gửi một tin nhắn. Ngưu Nguyên Hải dứt khoát giả vờ câm điếc cho qua. Dù sao sự việc ngày hôm nay ông ta muốn giúp cũng giúp không được. Nhưng ông ta cũng không tránh được, vì Hạ Tưởng lại kích động Ngô công tử. Ngô công tử, Quán Hoa và Trương Lực đều uống 1 cân rượu rồi, nhà nội có thể làm chứng. Nhưng Bí thư Mưu và Tư lệnh Thi mới uống nửa cân. Cậu làm người giám sát không xứng đáng với chức vụ lắm thì phải. Giọng điệu của Hạ Tưởng có chút khoa trương, có 3 phần khiêu khích 4 phần trêu đùa. Ngô công tử bị Hạ Tưởng nắm rõ tính tình, nghe vậy lại hừng hực kích động. Cậu ta rót nửa cân rượu cho Thi Khải Thuận và Mưu Nguyên Hải. Lúc rót rượu còn vẩy khắp người, nói năng lẫn lộn. Chú, Thi, Bí Thư, Mưu, uống, không uống là không nể mặt tôi, không uống thì để tôi uống thay hai người. Thi Khải Thuận tự nhận thấy còn vài phần tửu lượng, nhưng không dám để Ngô công tử thay ông ta uống nhiều, vội một hơi uống cạn. Mưu Nguyên Hải vẻ mặt khổ sở. Ngô công tử, tôi, Bí Thư Hạ, tôi. Cái gì chứ, một câu thôi, uống hay không uống. Ngô công tử cảm thấy trên mặt tối sầm. Ngưu Nguyên Hải cắn răng một cái, một hơi uống hết nửa cân rượu trắng. Liều mình tiếp công tử. Tốt, Bí thư Mưu rất tốt. Ngô công tử xoay người lại đi tìm nha nội. Nha nội, ông cũng phải uống. Nha nội thấy Hạ Tưởng ngồi ở trên, bình tĩnh thản nhiên, mặt cười yếu ớt. Thầm nghĩ việc xảy ra hôm nay mặc dù không ồn ào bằng việc xảy ra ở nhà họ Phó. Nhưng việc xảy ra ở nhà họ Phó vui hơn, khiến ông ta càng biết thêm sự giả dối và xảo quyệt của Hạ Tưởng. Uống thì uống, quả thực hôm nay uống say tốt hơn tỉnh táo. Chí ít thì uống say rồi không cần xem kết thúc cuối cùng, đến khi nhắm mắt. Dù đầu người khác đánh ra thành đầu chó, ông ta có thể mượn cớ uống say để không giúp hai bên. Nha nội khoái khoái chí chí uống cạn. Vòng thứ nhất kết thúc, mỗi người 1 cân rượu trắng. Tửu lượng 1 cân là một ngưỡng lớn. Lúc này trên bàn rượu, mặt không biến sắc chỉ có Hạ Tưởng, Hứa Quán Hoa và Trương Lực. Biểu hiện của Trương Lực khiến Hạ Tưởng bất ngờ. Hắn cho rằng Trương Lực là người phương Nam, tửu lượng sẽ không quá lớn. Không nghĩ so về thử thách rượu cồn, còn mạnh hơn Thi Khải Thuận và Mưu Nguyên Hải vài phần. Mưu Nguyên Hải đã nghiêng ngả ở trên sofa. May mắn là chính giữa phòng có giường sofa, có thể để Mưu Nguyên Hải ngủ được thoải mái. Thi Khải Thuận vẫn tốt, nhưng cũng đã say đến 7 phần rồi. Nha nội cũng vậy. Phần lớn những người được xem là có tửu lượng 1 cân cũng không chịu được 1 cân rượu trắng trong vòng nửa giờ đồng hồ. Uống rượu nhanh rất thử thách sức chiến đấu của một người. Ngô công tử sắp không được rồi, đứng lên lại ngồi xuống, đột nhiên chạy như bay vào nhà vệ sinh, nôn một trận điên cuồng. Vài phút sau, cậu ta rửa mặt, cởi áo. Bước chân loạng choạng như túy quyền trở về bàn rượu, duỗi 3 ngón tay. Nào, bắt đầu vòng 2, Hạ Tưởng, hôm nay tôi nhất định phải quyết phân thắng bại với anh. Tôi phải đánh bại anh. Áp bức và thất bại vài lần khiến Ngô công tử cho rằng có thể dựa vào đấu rượu thắng Hạ Tưởng một lần, cũng coi như là có sĩ diện. Thì Khải Thuận thấy Ngô công tử sắc mặt trắng bệch, biết cậu ta đã không ổn rồi, còn uống tiếp nhất định sẽ xuất huyết dạ dày, trong lòng lo lắng thốt ra. Không được uống nữa, tướng quân Ngô một lát nữa sẽ đến. Hạ Tưởng khẽ cười. Cảm phiền Tư lệnh Thi vừa mới lén gửi tin nhắn, Ngô công tử là trẻ con có thể lý giải, trên bàn rượu có chú chiếu cố, nếu chú chiếu cố không chu đáo thì lại mời đích thân cha đẻ ra mặt. Vậy, Ngô công tử, chỉ cần cậu nhận thua, không cần uống rượu nữa. Tôi nhận thua lúc nào? Ngô công tử tức giận, đẩy Thi Khải Thuận. Chú Thi, ai khiến chú nói cho cha tôi biết? Tôi ngay cả uống rượu cũng cần cha đích thân ra mặt sao? Ước thật con mẹ nó. Vừa nói xong, Ngô công tử đại phát thần uy, không nói hai lời, lấy một bình rượu lên, điên cuồng uống trực tiếp từ miệng bình. Lúc uống được một nửa, không
không trụ nổi, lỡ tay làm rơi bình rượu, ôi chao nôn như điên, không khéo còn vừa lúc nôn lên người Thi Khải Thuận. Chợt nghe tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới, mặt Thi Khải Thuận lộ vẻ vui mừng nói. Tư lệnh Ngô đến rồi, Hứa Quán Hoa có mở cửa phòng nghênh tiếp hay không? Hứa Quán Hoa lạnh lùng đáp lễ. Xin lỗi ông, Tư lệnh Thi, thật không thể mở cửa phòng nghênh đón Tư lệnh Ngô. Mặt Thi Khải Thuận biến sắc. Ngay cả Tư lệnh Ngô cũng có thể bị lính của ông chắn ở ngoài cửa. Hạ Tưởng cười thần bí. Tư lệnh Ngô cũng đừng nghĩ bước vào gian phòng này một bước. Thi Khải Thuận từ trong vẻ tươi cười tràn đầy tự tin của Hạ Tưởng bất chợt hiện lên một ý niệm, lẽ nào Hạ Tưởng còn dám gây hấn với Tư lệnh Ngô. Chợt nghe tiếng bước chân hỗn độn mà vội vàng bên ngoài đã đi tới cửa, tiếng Ngô Hiểu Dương truyền tới. Phó bí thư Hạ, rượu rất có hại cho cơ thể, phải có chừng có mực. Tuy nhiên nếu phải uống rượu, tôi cũng xin làm vài chén rượu, thế nào? Tiếng Ngô Hiểu Dương vừa truyền đến, Thi Khải Thuận liền cảm giác giống như vừa được tiêm thuốc trợ tim, thần thái lập tức rạng rỡ. Ngô công tử nghe thấy tiếng của Ngô Hiểu Dương, nhíu nhíu mày, định nói cái gì, còn chưa mở miệng, đã bị Hạ Tưởng đoạt trước. Hạ Tưởng cười hỏi Ngô công tử. Ngô công tử, Tư lệnh Thi giấu cậu mà mời Tư lệnh Ngô đến, hiện tại cậu có hai bề trên chăm sóc, ván rượu này, chắc chắn là đấu không thành rồi. Tuy nhiên cũng phải tính là cậu thua. Tôi không thua. Sau một hồi ói mửa, tinh thần Ngô công tử đã tốt lại phần nào, gã bị Hạ Tưởng đả kích, hai mắt nổi giận, hét lớn một tiếng, đưa tay cầm một bình rượu, đưa cho Thi Khải Thuận. Chú Thi, bây giờ chú uống hết bình rượu này, thì việc chú mời bố tôi tới coi như cho qua, nếu không, nói không chừng tôi sẽ nói lung tung một mạch. Thi Khải Thuận rốt cục tức giận đến chửi mẹ nó, thật sự là một tên khốn khiếp, không biết phân biệt gì cả. Đã là lúc nào rồi? Người một nhà lại chỉnh người một nhà, còn trách Hạ Tưởng xuống tay chưa đủ tàn nhẫn sao? Thi Khải Thuận không uống. Công tử, cháu uống say rồi, đừng làm náo loạn nữa. Tôi không say. Ngô công tử lại đẩy bình rượu về phía trước. Chú Thi, chú có uống không? Tư lệnh Thi không uống thì không nên ép ông ấy. Hạ Tưởng lửa cháy đổ thêm dầu. Uống rượu là vấn đề mặt mũi, người ta uống hay không uống tất cả đều là vì đã đủ nể mặt mình hay chưa? Ngô công tử, hay là cậu nhận thua đi. Ngô công tử vô cùng tức giận, vừa đẩy Thi Khải Thuận ra, vừa ngửa đầu, ừng ực tự mình nốc rượu trắng. Thi Khải Thuận hết sức lo lắng, giơ tay chặn lại, rồi lại bị Ngô công tử đẩy ra. Hạ Tưởng vẫn ngồi một bên vỗ tay, tán thưởng. Được lắm, rất cừ. Thi Khải Thuận tức giận nói. Hạ Tưởng, đủ rồi. Đủ rồi. Hạ Tưởng lạnh lùng hỏi lại. Tư lệnh Thi. Ngô công tử bắt cóc cháu gái lão cổ, bắt cóc vợ Hứa Quan Hoa, bắt cóc thiếu gia doanh nhân ưu tú ở Bắc Kinh, mới uống mấy lít rượu trắng đã đủ rồi. Còn xa lắm. Thi Khải Thuận mặt đầy vẻ bất nhẫn. Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Là đối thủ, phải đánh đến mức chịu thua mới thôi. Là bạn bè, uống rượu cũng phải uống đến nôn ra máu mới thôi. Hạ Tưởng đập bàn. Tôi nói rồi, trước khi tiệc rượu hôm nay chưa kết thúc. Ai cũng đừng nghĩ rời khỏi phòng này một bước. Hứa Quan Hoa, ồ, một tiếng. Tư lệnh Thi, ai muốn rời khỏi căn phòng này, tôi lấy tính mạng đổi với người đó. Thi Khải Thuận vừa ngồi trở lại chỗ ngồi, thấy Hạ Tưởng vẻ mặt kiên nghị, Hứa Quan Hoa vẻ mặt giận dữ, biết hôm nay mà đùa giỡn tuyệt đối không được tốt lắm. Lại thấy nha nội bỏ mặc tất cả, Ngưu Nguyên Hải ngủ gật gù, biết tất cả đều ở trong vòng khống chế của Hạ Tưởng, cũng chỉ có thể mạnh miệng nói. Tư lệnh Ngô đến rồi, tôi xem ai dám ra oai. Lời vừa ra khỏi miệng mới cảm thấy bất thường, làm sao mà nửa ngày rồi không nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cho dù bên ngoài có lính của Hứa Quan Hoa đứng chặn, thì cũng không dám cản trở một vị trung tướng chứ. Lẽ ra Tư lệnh Ngô hiện tại đã đẩy cửa mà vào mới đúng. Đang ngây người, chợt nghe đến bên ngoài truyền đến giọng nói có phần cung kính và hơi lộ vẻ kinh ngạc của Ngô Hiểu Dương. Cổ, lão. Sao ông lại ở đây? Nói như vậy, anh không hy vọng tôi ở đây. Tiếng lão cổ thản nhiên mà lạnh lùng. Tư lệnh Ngô, anh lại tới nơi này làm cái gì? Tôi. Ngô Hiểu Dương nhất thời nghẹn lời, chần chừ một lát rồi nói. Tôi tới đón thằng con không phải phép của tôi, nghe nói nó đấu rượu với phó bí thư Hạ. Người trẻ tuổi, quá ngạo mạn không phải là việc tốt. Và lại rượu rất có hại cho thân thể. Việc của mấy cậu thanh niên. Thì mấy cậu thanh niên tự mình xử lý được rồi,
anh không cần phải việc gì cũng bận tâm. Lão cổ nói một câu đầy thâm ý. Cổ lão, phiền ông nhường một chút, tôi xách tiểu tử thối đi. Ngô Hiểu Dương đối mặt với lão cổ, không dám có chút bất kính. Tôi cản đường của anh ư. Lão cổ đang đứng ở cửa, không di chuyển một ly. Nếu muốn đi vào, thì hãy bước qua người tôi. Ngô Hiểu Dương hận đến cắn chặt hàm răng, lại không dám động đến một ngón tay của lão cổ. Ông ta biết, hôm nay Hạ Tưởng ở bên trong đã ăn đứt Ngô công tử, lão cổ ở bên ngoài đã ăn đứt ông ta rồi. Không chỉ vậy, Hứa Quan Hoa cũng đã ăn đứt Thi Khải Thuận rồi. Ở trong phòng, Thi Khải Thuận đã sắc mặt xám lại, xong rồi, lại bị Hạ Tưởng đưa vào trong rồi. Hứa Quan Hoa vẻ mặt hung dữ. Tư lệnh Thi, tôi kính anh một ly, uống, chính là chứng minh sự trong sạch của anh, chứng minh anh nể mặt tôi. Không uống, tôi có lẽ sẽ nổi điên lên. Hạ Tưởng cũng giơ chén rượu lên, chờ lúc Ngô công tử uống vào một nửa, cũng uống một ngụm. Được, Ngô công tử, tôi lại uống cùng cậu. Giọng nói rất lớn, cố ý hướng ra phía ngoài cho Ngô Hiểu Dương nghe thấy. Hạ Tưởng vừa dứt lời, Ngô công tử bị sặc rượu. Phụt, một tiếng đã ói ra đất, rất không may, lần nôn này lại trúng vào người nha nội. Ánh mắt Thi Khải Thuận vừa đảo qua, quá sợ hãi thất sắc. Không được uống tiếp nữa, đã ói ra máu rồi. Uống, sợ cái gì, đàn ông đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ, nôn ra tí máu, cũng không thể nhận thua. Hạ Tưởng không chịu bỏ qua. Ngô Hiểu Dương ở bên ngoài nghe thấy rõ ràng, lòng nóng như lửa đốt, thấy lão cổ uy nghiêm mà chắn ở cửa, thể hiện rõ chính là không cho vào cửa, y vội vàng nói. Cổ lão, tên tiểu tử đã đắc tội lớn với ông, mong ông tha thứ, nhưng mạng người quan trọng, nếu chẳng may uống đến xuất huyết dạ dày, nói không chừng sẽ mất cái mạng nhỏ. Con của anh là Ngọc, thì cháu gái của tôi không phải là Ngọc à. Nó bắt cháu gái của tôi chỉ mời nó uống mấy bầu rượu, đã đủ khách khí đối với nó rồi. Ngô Hiểu Dương, nếu là 10 năm trước, anh chắc chắn sẽ không gặp được con của anh nữa rồi. Lão cổ không kìm nổi giận dữ nói. Hôm nay, để cho nó một bài học kinh nghiệm, cũng để cho anh ghi tạc trong lòng, nuôi mà không dạy, chưa phải là cha. Cháu gái của tôi hiện tại bị con của anh giam ở nơi nào, sống hay chết, còn không biết. Trước khi cháu gái tôi bình an, con của anh, trước hết mời nó uống rượu mà không phải uống nước tiểu, anh phải cảm ơn tôi mới đúng. Ngô Hiểu Dương chấn động. Nó thật sự đã bắt cổ Ngọc sao? Đâu chỉ cổ Ngọc, lão cổ nặng nề mà chống gậy. Còn có Tùng Phong Nhi vợ mới cưới của Quan Hoa. Ngô Hiểu Dương, anh nuôi dưỡng đứa con quý hóa quá. Ngô Hiểu Dương rốt cục biết sợ, lùi lại phía sau một bước, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Tuy rằng y biết tính cách của con mình hiện tại đã trưởng thành, giờ đã nuông chiều quá mức, bây giờ có dậy lại cũng đã quá muộn, đã sai lầm lắm rồi, nhưng cũng chưa đến mức to gan lớn mật đến nông nỗi ngay cả Cổ Ngọc và Tùng Phong Nhi cũng dám bắt cóc. Cùng lắm bắt Tiếu Giai là đã coi như giỏi lắm rồi. Không ngờ, tuyệt đối không ngờ được, Ngô công tử đã úp một cái sọt lớn lên đầu ông ta. Ngô Hiểu Dương cuối cùng cũng biết sợ hãi, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Cổ lão, xin cho tôi đi vào, để tôi giáo huấn lại tên súc sinh này một chút. Tôi không đánh gãy chân nó, thì tôi không còn dám nhìn mặt ông. Lão cổ lạnh lùng nói. Không vội, trước hết để Hạ Tưởng và Quan Hoa chút hết giận, anh giáo huấn cũng chưa muộn. Tuy nhiên anh yên tâm, Hạ Tưởng và Quan Hoa sẽ không đánh, nhiều nhất cũng chỉ làm cho nó hiểu biết thêm mà thôi. Ngô Hiểu Dương không còn lời nào có thể nói, thành thành thật thật mà đứng ở ngoài cửa, trong lòng vô cùng lo lắng, vừa căm hận đứa con làm sằng làm bậy, vừa hận Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa chơi ông ta một vố. Vẻn vẹn chỉ cách một cánh cửa, mà đường đường là một trung tướng không ngờ không thể bước qua được, chỉ có thể mặc kệ con ở bên trong bị người ta thao túng, đúng, còn có Thi Khải Thuận nữa. Trong ấn tượng, Ngô Hiểu Dương từ sau khi thăng chức lên thiếu tướng, thì chưa bao giờ phải trải qua cảnh bối rối và lúng túng giống như bây giờ. Y cung kính mà đứng ở đối diện lão cổ, đi không được, tiến không xong, trong tai lại rõ rệt mà truyền đến tiếng ồn ào của Ngô công tử. Hạ Tưởng, đấu, liều mạng, mang tiếp một bình nữa đến đây. Giọng Ngô công tử đã không thành tiếng. Được, liều mình tiếp công tử thôi. Giọng Hạ Tưởng trấn tĩnh mà tự tin, không có một chút hơi men. Ngô Hiểu Dương hiểu rõ trong lòng tử lượng của Ngô công tử đã sắp đến hồi sụp đổ, vừa rồi cũng đã uống đến nôn ra máu,
nếu lại uống nữa, thế nào cũng không thể không xuất huyết dạ dày. Ai nói uống rượu sẽ không chết người? Xuất huyết dạ dày cũng có thể chết người. Y lo lắng đến độ sau lưng toát mồ hôi, lại không thể làm gì được, cổ lão thì như một ngọn núi cao đứng ở trước mặt y, đang đứng chắn ở cửa. Tuy rằng cổ lão không mang theo cảnh vệ, chỉ có một mình, nhưng trong mắt y, thì giống như một đỉnh cao chót vót uy phong không thể với tới. Nếu y dám động đến cổ lão một chút, nói không chừng hôm nay sẽ đổ máu ngay tại chỗ. Ai biết trong phòng bên cạnh có cảnh vệ của cổ lão hay không? Ai biết trong phòng nào đó sẽ có lãnh đạo quân ủy trấn thủ? Sau khi nghe nói về sự kiện nhà họ Phó lần trước, Ngô Hiểu Dương đã có nhận thức sơ bộ và hiểu biết sâu sắc đối với thủ đoạn của Hạ Tưởng. Y chỉ biết, khi giao đấu với Hạ Tưởng, mỗi một sự tình nhất định đều không thể nhìn nhận một cách cô lập. Chợt nghe thấy một âm thanh trong trẻo từ bên trong lại truyền đến, giống tiếng bình rượu quảng vỡ, theo sau lại là một tiếng, bộp, lớn, rõ ràng là có một người té ngã trên đất. Tựa hồ sau một lát tĩnh lặng, chợt nghe thấy tiếng Thi Khải Thuận điên cuồng hoảng hốt kêu la. Ngô công tử, cậu còn tỉnh không? Hạ Tưởng, anh làm chuyện tốt rồi, đã uống đến bất tỉnh nhân sự. Á, lại nôn ra máu rồi. Ngô Hiểu Dương lòng đau như dao đâm, tâm tư rối loạn, lại khẩn cầu lão cổ. Cổ lão, xin lão ông giơ cao đánh khẽ. Lão cổ vẫn bất động như cũ. Không chết được, nếu nó mà chết, thì lấy bộ xương già này của tôi đền cho anh. Người đã chết, có đền một mảng thì có ích gì? Ngô Hiểu Dương gần như muốn nổi điên, đứa con quý giá này của y, hơn nữa còn chưa có cháu bế, nếu chẳng may Ngô công tử có chuyện không hay xảy ra, y cả đời vất vả còn có ý nghĩa gì? Lại nghe bên trong Ngô công tử vẫn yếu ớt nói. Hạ Tưởng, tôi không thua, tôi còn muốn đấu với anh một bình nữa, cho dù uống đến chết, tôi cũng không thể thua bởi anh. Anh là cái thá gì, mà đòi thắng tôi? Rõ ràng là đã không được rồi. Lập tức lại truyền đến một hồi âm thanh loảng xoảng hỗn loạn, chắc chắn là Ngô công tử đã ngã một cú. Ngô Hiểu Dương cuối cùng chịu thua, hướng vào bên trong hô lớn. Hạ Tưởng, tôi thay mặt Ngô công tử chịu nhận lỗi với cậu, xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho nó một con đường sống. Đường đường là tư lệnh viên quân khu Dương Thành, trung tướng Ngô Hiểu Dương đã từng bức bách vài lãnh đạo tỉnh ủy lĩnh Nam phải rút lui, rốt cục lại hạ thấp sự cao quý trước mặt Hạ Tưởng, cúi đầu nhận sai. Ngô Hiểu Dương vừa nói xong, cửa phòng liền khẽ mở, Thi Khải Thuận cùng nha nội đưa Ngô công tử đã bất tỉnh nhân sự, từ bên trong đi ra. Ngô công tử đã mềm nhũn, khóe miệng và trên người lộ nhiều vết máu, nhìn mà kinh hãi. Trái ngược hoàn toàn với sự khô rét ở Bắc Kinh chính là, Dương Thành thường có mưa phùn, sau khi xuống máy bay, cảm nhận được không khí ấm áp phả vào mặt, tâm tình Hạ Tưởng liền tốt lên. Ngồi trên xe chuyên dụng tỉnh ủy phái tới đón. Hạ Tưởng tiếp nhận một tập tài liệu Đường Thiên Vân đệ trình là tổng hợp tình hình trong dịp Tết âm lịch xem qua loa một chút, rồi để sang một bên. Trong thời gian Tết âm lịch, Bắc Kinh mưa gió bão bùng, Dương Thành bình an vô sự, cũng không có động thái gì bất thường. Cũng đúng thôi, các nhân vật cấp quan trọng của lĩnh Nam đều đến Bắc Kinh, hơn nữa cũng vào lễ mừng năm mới, bình thường cũng chẳng ai muốn sinh sự gây chuyện cả. Ngoại trừ loại người như Ngô công tử, ai lại không để cho người khác ăn Tết tốt đẹp. Đường Thiên Vân ngay từ đầu im lặng không nói, sau khi xe đi được 10 phút, gã rốt cục kiềm chế không được tò mò, nói. Phó Bí Thư Hạ, tôi ở Dương Thành nghe được rất nhiều tin đồn ở Bắc Kinh, không biết là thật hay là giả. Khác với ở Bắc Kinh cây cối đã tiêu điều, hai bên đường phố của Dương Thành, cây xanh tùm, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Hạ Tưởng thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, thản nhiên cười. Cũng đã truyền tới Dương Thành rồi sao? Nói thử nghe một chút, là sự việc thú vị gì vậy? Đường Thiên Vân cũng khẽ mỉm cười. Tin đồn cũng có liên quan đến Phó Bí Thư Hạ, nói là Phó Bí Thư Hạ hành động dứt khoát, quyết định mọi việc lớn. Ha ha! Hạ Tưởng cười lớn thành tiếng. Cái gì mà hành động dứt khoát, quyết định mọi việc lớn, thật sự là đồn bậy. Đường Thiên Vân hiếm khi nói nhiều, rất hứng thú nói. Cũng không biết là ai đồn ra. Dù sao tin đồn cũng rất sinh động, ví dụ như nói Phó Bí Thư Hạ tỉ mỉ khéo léo bày bố cục diện, cao nha nội khổ tâm bị trúng bẫy. Rồi ví dụ như rượu kế ba bình rượu của Phó Bí Thư Hạ, Ngô công tử say mềm thành con chó rượu. Hạ Tưởng lại cười. Bắc Kinh cách Dương Thành đến mấy ngàn cây em, không khí lạnh còn chưa đến, lời đồn đại thì lại bay nhanh như vậy. Đường Thiên Vân thật cẩn thận hỏi.
Phó Bí Thư Hạ, tôi nghe được có tin tức nói, Diệp Thiên Nam có thể sẽ đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tề. Hạ Tưởng tâm niệm khẽ động, Đường Thiên Vân tuy rằng trầm mặc ít lời hơn so với Trương Lực, nhưng sự nhạy cảm chính trị thì không hề kém một chút nào. Với việc bổ nhiệm Diệp Thiên Nam cảm thấy vô cùng hứng thú, đã cho thấy điểm bắt đầu của gã hết sức chính xác. Cậu cho rằng Diệp Thiên Nam thích hợp đảm nhiệm chức vụ nào hơn? Hạ Tưởng cố ý kiểm tra Đường Thiên Vân, xem năng lực phân tích của Đường Thiên Vân đối với thời cuộc và gã hiểu được Hạ Tưởng bao nhiêu. Tôi cũng không dám nói lung tung. Đường Thiên Vân hàm xúc mà cười. Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng, Diệp Thiên Nam bắt đầu từ công tác nghiên cứu khá thích hợp. Đúng rồi, Trung ương khi nào thì sẽ tuyên bố kết quả xử lý đối với Nhâm Xương. Thật không đơn giản, Hạ Tưởng âm thầm tán thưởng. Đường Thiên Vân tuy rằng nói rất hàm xúc, nhưng suy nghĩ thật ra đã rất rõ ràng, không ngờ cũng có thể đoán được hắn cố ý để Diệp Thiên Nam đến lĩnh Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, có hiểu biết, phỏng chừng cũng là nghe được một số tin đồn. Cũng nhanh thôi, vị trí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, có lẽ không thể để chống mãi được. Hiểu biết của Hạ Tưởng đối với Đường Thiên Vân lại sâu sắc thêm một tầng, nhưng đối với việc Đường Thiên Vân rất có lai lịch theo như lời Trần Hạo Thiên, vẫn là tạm thời chưa rõ ràng. Tuy nhiên đối với nhân vật quan trọng mà Cổ Thu Thật nói, chuyến đi Bắc Kinh lần này, mục đích của hắn rất rõ ràng, không sai, chính là Trương Lực. Nhưng lúc này Hạ Tưởng vẫn chỉ biết một mà không biết hai, hắn chỉ biết Trương Lực là nhân vật quan trọng theo như lời Cổ Thu Thật, cũng biết Trương Lực là người thành phố Mai Hoa, nhưng trừ việc đó ra, điểm quan trọng của Trương Lực cuối cùng nằm ở chỗ nào, vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nhiên thông qua tiếp xúc với Trương Lực ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng trái lại đối với tính cách và năng lực làm việc của Trương Lực, lại có hiểu biết thêm một bước. Hiện tại Dương Thành đang phổ biến một câu liều mình cùng công tử, nhất là ở bên trong tỉnh ủy, mọi người đều tán dương. Đường Thiên Vân mặt tủm tỉm cười. Nghe nói Ngô công tử bị xuất huyết dạ dày, hôn mê trong bệnh viện một ngày một đêm mới tỉnh. Ngô công tử không chỉ hôn mê ở bệnh viện một ngày một đêm mới tỉnh, sau khi tỉnh lại, còn phải nằm viện nửa tháng mới có thể hồi phục sức khỏe hoàn toàn. Trong thời gian ngắn muốn làm việc xấu chắc chắn là không thể được. Nghe nói sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, gã còn ồn ào rêu rao lần sau sẽ lại so đấu với Hạ Tưởng, còn chưa tỉnh ngộ lại sau khi bị Hạ Tưởng giỡn cho quay vòng vòng. Sau khi Ngô Hiểu Dương cúi đầu khuất phục, đưa Ngô công tử đi, Thi Khải Thuận cũng đồng thời rời đi. Mà Ngô công tử và Thi Khải Thuận vừa đi, Ngưu Nguyên Hải ngủ ly bì bỗng tỉnh dậy, sau khi uống hai chén trà đặc, giống như người không có việc gì quay mình rời khỏi. Nhà nội vẫn ở lại chưa đi. Lại cùng Hạ Tưởng thảo luận kín nửa ngày, cuối cùng mới đi. Lúc gã đi, sắc mặt vẫn không tốt lắm, hiển nhiên là không đạt được ý kiến thống nhất với Hạ Tưởng. Tuy nhiên Hạ Tưởng trái lại đã giải đáp một thắc mắc của gã. Nhà nội không hiểu hỏi. Phó Bí Thư Hạ, anh vẫn tiếp được rượu Ngô công tử, khiến anh ta uống đến xuất huyết dạ dày, tại sao không đi cứu người trước? Cứu người có thể coi như quan trọng hơn so với việc dạy Ngô công tử một bài học. Hạ Tưởng cũng không giấu giếm. Không giấu gì anh, không lâu sau khi Ngô công tử tới, người cũng đã được cứu ra. Nhà nội càng không hiểu chút nào. Làm sao có thể, sau khi Ngô công tử đến đây, vẫn chưa hề nói người giấu ở đâu. Đối với câu hỏi này của nhà nội, Hạ Tưởng cũng không trả lời, khiến cho nhà nội nhăn mũi bỏ đi. Nhà nội vẫn nghĩ không thông suốt mắt xích trong đó, mãi cho đến sau này khi gã gặp lại Ngô công tử. Mới biết được thủ đoạn của Hạ Tưởng. Gã không khỏi không vừa sợ vừa nể hơn đối với Hạ Tưởng, càng hết sức cảnh giác hơn đối với Hạ Tưởng. Chả trách Hạ Tưởng cứ ép gã gọi điện thoại mời Ngô công tử đến, sau khi Ngô công tử tới rồi, Hứa Quan Hoa liền lấy lý do sắp xếp tiệc rượu để đi ra ngoài một chuyến. Thật ra sau khi Hứa Quan Hoa ra ngoài, lập tức khống chế lái xe của Ngô công tử, dưới sự dẫn dắt của lái xe Ngô công tử, tìm được địa điểm giấu người. Thuận lợi giải cứu Cổ Ngọc, Tùng Phong Nhi và Tiếu Giai. Mà sau khi biết được Ngô công tử vì sao lại bất chợt bắt cóc ba người, nhà nội lại dở khóc dở cười, thiếu chút nữa ngay trước mặt mắng Ngô công tử là người ngu xuẩn bậc nhất thiên hạ. Thực ra Ngô công tử ban đầu chỉ muốn bắt cóc Tiếu Giai, nhưng không biết tại sao, sau khi thủ hạ của gã ra tay, vừa lúc gặp được Tiếu Giai và hai người đẹp khác ở cùng một chỗ. Mấy thủ hạ kia liền suy xét, bắt cóc một người cũng là bắt cóc. Bắt cóc ba người cũng là bắt cóc, liền đem luôn ba người trở về. Ba người cũng rất phối hợp, không chút hoang mang, không ầm ĩ, không náo loạn,
thậm chí còn hoàn toàn trấn tĩnh mà nên nói cái gì thì nói cái đó, quần áo nào đẹp, đồ ăn ở đâu ngon, xe nào đi tốt, v.v., khiến thủ hạ của Ngô công tử cũng rất khâm phục. Cho dù mấy tên ngu ngốc cũng không biết ngoại trừ Tiếu Giai Chỉ Phú Không Quý ra, hai người đẹp kia là đại phú đại quý. Cũng may, thủ hạ của Ngô công tử đối đãi với ba người Cổ Ngọc rất lịch sự, vô cùng tôn trọng, nếu bọn họ dám động đến ba người Cổ Ngọc, thì hiện tại cuộc sống đã không thể tự lo liệu được. Tuy nhiên lúc người của Hứa Quan Hoa chạy tới, họ cũng bị đánh cho tơi bời, phỏng chừng ít nhất cũng phải nằm ở bệnh viện trên mấy tháng. Sau khi được giải cứu, Cổ Ngọc còn nghẹo đầu thở dài một hơi. Chơi chẳng vui gì, nhanh như vậy đã bị các anh giải cứu ra. Phải cho các anh lo lắng vài ngày, cho các anh cũng biết là đã mất đi thứ quý giá. Thật ra điện thoại di động của Cổ Ngọc có chức năng định vị, trong nháy mắt lúc bị bắt cóc, chỉ cần cô lặng lẽ ấn một nút là có thể khiến lão Cổ lập tức biết được vị trí của cô. Cô lại cố ý không ấn, chính là cố ý khiến Hạ Tưởng lo lắng vì cô, thể hiện một chút tầm quan trọng của cô. Sau sự việc, ba người Cổ Ngọc, Tùng Phong Nhi và Tiếu Giai nghe nói đến sự tích anh hùng Hạ Tưởng ba bình rượu trắng đấu Ngô công tử, đều thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ. Cổ Ngọc cảm động là bởi vì cô biết bình thường Hạ Tưởng không thế nào uống rượu, sở dĩ đấu rượu cùng với Ngô công tử, thứ nhất là vì khiến Ngô công tử uống đến chết khiếp, thứ hai là biểu lộ rõ ràng tiếng lòng của hắn. Người đàn ông không thể uống được rượu vì chính người phụ nữ mình yêu, lại mượn rượu giải ngàn sầu. Tiếu Giai cảm động là bởi vì Hạ Tưởng vì cô mà xuất đầu lộ diện, không quản trở mặt với nha nội, không quản huyết đấu với Ngô công tử, đã bao nhiêu năm. Sau khi cô vẫn im hơi lặng tiếng lảng tránh Hạ Tưởng, chưa bao giờ tranh đua hay tính toán cái gì, nhưng cô rốt cuộc cũng là phụ nữ, cũng mong ngóng cho dù là một chút yêu và thương của người đàn ông. Bây giờ cô đã hiểu. Hạ Tưởng đối với cô vẫn như cũ không thay đổi, mặc dù hiện tại địa vị cao không giống như năm đó. Mà Tùng Phong Nhi cảm động là bởi vì trong lòng cô đối với Hạ Tưởng có một giấc mơ vẫn luôn luôn mông lung, tuy rằng là mơ, lại không muốn tỉnh lại. Cô cũng biết Hạ Tưởng đối với cô chỉ yêu mến chứ không có tình cảm, nhưng ba bình rượu trắng đấu Ngô công tử, khiến bản thân cô cảm nhận được một sự quan tâm không nói thành lời. Ba bình rượu trắng, rõ ràng là chỉ Cổ Ngọc, Tiếu Giai và cô, chính là nói. Trong cảm nhận của Hạ Tưởng, cô và Cổ Ngọc, Thiếu Giai quan trọng như nhau. Ba người phụ nữ tâm tư khác nhau, đối với ba bình rượu trắng của Hạ Tưởng đều lần lượt có những cách giải thích khác nhau, đến cuối cùng ai giải đúng, Hạ Tưởng cũng không trả lời. Hạ Tưởng chỉ biết sau sự việc, Ngô Hiểu Dương bị lãnh đạo quân ủy gọi tới, nghiêm khắc mà phê bình một trận, đồng thời nghiêm túc đưa ra lời cảnh cáo đối với y, nếu Ngô công tử còn dám càn quấy thì tự gánh lấy hậu quả, cũng yêu cầu Ngô Hiểu Dương viết bản kiểm điểm. Nghe nói lúc ấy Ngô Hiểu Dương bị giáo huấn đến không nói được một lời, trong tình hình đứa con vẫn đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, y lại nhận được cảnh cáo của lãnh đạo trực tiếp, sự uất ức không cần nghĩ cũng biết. Tuy nhiên, Ngô Hiểu Dương tức giận như thế nào, đã không nằm trong suy xét của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng sau khi gặp mặt Cổ Ngọc, để cô khóc lóc ở trong lòng hắn một vài phút, lại mặt mày rạng rỡ, sau đó an ủi Tiếu Giai vài câu, rồi lên đường trở về. Tào Thù Lê tạm thời chưa cùng hắn trở về Dương Thành, bởi vì Liên Nhược Hạm sắp sinh, cô lại phải bay về Mỹ. Hạ Tưởng cũng biết rõ một điều, tuy rằng việc này sai do Ngô công tử, nhưng Ngô công tử cũng bị hắn sửa trị không nhẹ. Sau khi trải qua chuyện này, mối quan hệ giữa hắn và Ngô Hiểu Dương đã hoàn toàn không còn có thể hóa giải. Đúng rồi, còn có quan hệ với nha nội, mâu thuẫn đã biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa còn có khả năng gay cấn thêm một bước. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù nha nội muốn hòa giải với hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Bởi vì nha nội một lần gây tai nạn xe cộ, một lần gây ra sự kiện nhà họ Phó, hai lần chủ động khiêu khích, đã chạm tới giới hạn của hắn. Hơn nữa cho dù hắn muốn khoát tay bỏ qua cho nha nội, Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể để đả kích hắn. Nếu như thế, không bằng cứ đơn giản mà dựa theo hai bố cục đối lập hình thành trong trận chiến nhà họ Phó, tiếp tục tiến về phía trước, xem cuối cùng ai thắng ai thua. Lúc này, trọng điểm giao đấu lại lần nữa rơi vào Lĩnh Nam, các công tác đặc biệt sắp khai triển và cuộc gặp mặt với nhà họ Quý, có hy vọng dấy lên một hồi tranh đua rầm rộ ở Lĩnh Nam. Quả không ngoài dự tính của Hạ Tưởng, vừa mới đến tỉnh ủy, mới ngồi yên ổn, uống một ngụm trà nóng, hắn liền nhận được điện thoại của Cổ Thu Thật. Việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tề và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy Lĩnh Nam, bước đầu đã chọn được người,
ứng cử viên phó chủ tịch thường trực tỉnh Tề, vô cùng nằm ngoài dự đoán của Hạ Tường, không ngờ không phải Tạ Tín Tài, mà là một người quen cũ khác. Tuy rằng Hạ Tường đã rời khỏi tỉnh Tề, nhưng đối với thế cục của tỉnh Tề vẫn luôn vướng bận trong lòng. Dù sao hắn đối với tỉnh Tề đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết, thậm chí có thể nói, sự quan tâm của hắn đối với tỉnh Tề vượt qua mối quan tâm của hắn đối với tỉnh Tương. Tỉnh Tề gửi gắm rất nhiều tình cảm lý tưởng chủ nghĩa của Hạ Tường, bắt đầu từ vấn đề an toàn thực phẩm, lần đầu tiên lấy thân phận người phát ngôn của thế lực gia tộc đấu tranh với một thế lực khác, và giành được thắng lợi. Nói tới cũng nực cười, Hạ Tường lấy thân phận của thế lực gia tộc, đấu tranh với hệ bình dân, là đấu tranh vì những lợi ích cơ bản nhất cho dân chúng là an toàn thực phẩm. Thế lực gia tộc liên kết với hệ bình dân, đấu tranh nhằm đảm bảo cuộc sống cơ bản nhất cho người dân, dường như là một sự trào phúng sinh động rõ ràng. Kỳ thật trào phúng không phải là thế lực gia tộc, mà là một thế lực khác. Hô khẩu hiệu cũng vô dụng, chủ nghĩa cũng không thể chấp nhận được, chỉ cần chế độ một lòng vì dân một lòng vì công bằng chính là chế độ tốt. Lúc này Hạ Tưởng cũng không biết rằng, bao nhiêu năm sau, không ít nhà sử học nhất trí tán đồng xem một nhiệm kỳ ở tỉnh Tề là nhiệm kỳ bước đầu hình thành quan điểm chính trị của Hạ Tưởng. Những nghiên cứu và tranh luận của các nhà sử học tìm hiểu về Hạ Tưởng trong thời gian nhậm chức của Hạ Tưởng ở tỉnh Tề cũng đã rất nhiều, các luận văn và tranh cãi càng ồn ào hơn, nhưng đều có một nhận thức chung là, Hạ Tưởng khoác áo thế lực gia tộc, nhưng con đường đi lại là con đường bình dân chân chính vì nước vì dân. Còn có một điểm khiến Hạ Tưởng đối với tỉnh Tề nhớ mãi không quên, chính là trận chiến cuối cùng với thế lực địa phương tỉnh Tề, còn chưa quyết định thắng bại cuối cùng. Chức phó chủ tịch thường trực tỉnh, vô cùng quan trọng, Lý Vinh Thăng lên chức trong nền tảng ủy ban nhân dân tỉnh bất ổn, lực khống chế không đủ. Hơn nữa 10 ngày sau khi Khâu Nhân Lễ rời chức, nếu có một phó chủ tịch thường trực tỉnh mạnh mẽ nổi lên, có lẽ sẽ khiến cục diện tỉ mỉ mà Hạ Tưởng đã bố trí ở tỉnh Tề bị sụp đổ. Cũng may, tuy rằng Tạ Tín Tài không được thăng chức như ý nguyện, ứng cử viên lại vẫn là người thuộc thế lực gia tộc Phu Phồn Nhiên. Phu Phồn Nhiên hiện đang là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, bí thư thành ủy thành phố Yến, bước tiếp theo bình thường không phải là phó bí thư tỉnh ủy thì cũng là phó chủ tịch thường trực tỉnh. Hiện giờ một bước lên vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh, nhìn về lâu dài, chắc chắn là muốn lên chức chính ở tỉnh Tề rồi. Tỉnh Tề là một trong những tỉnh lớn có thành tựu kinh tế, ở trong nước rất được chú trọng, lực lượng nhà họ Ngô có thể từng bước quản lý tỉnh Tề, cũng là chuyện tốt. Tuy rằng không phải Tạ Tín Tài, nhưng Vu Phồn Nhiên kinh nghiệm chính trị phong phú, tin tưởng có thể mở ra cục diện ở tỉnh Tề nhanh chóng hơn so với Tạ Tín Tài. Chẳng qua Vu Phồn Nhiên vừa đi, chức bí thư thành ủy thành phố Yến lại do Lục Nho tiếp nhận, liên tưởng đến lập trường và biểu hiện Lục Nho trong sự kiện nhà họ Phó, Lục Nho chủ trì toàn bộ công tác thành phố Yến, cũng không phải là một việc quá tốt. Nhưng chính trị từ trước đến nay luôn có kết quả cân bằng, may là tại tỉnh Yến vẫn có Cao Tấn Chu có thể giữ cân bằng với Lục Nho, mà người được chọn làm thị trưởng thành phố Yến cũng như ý nguyện của Hạ Tưởng, chính là Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ ở vị trí cấp sở hơn 4-5 năm. Rốt cục cũng tiến được một bước quan trọng trên con đường làm quan, từ giám đốc sở thăng chức lên phó tỉnh. Có thể thấy được, một người đứng vào đúng hàng ngũ quan trọng bao nhiêu. Với mưu trí và thủ đoạn của Trương Quốc Vĩ, có y và Lục Nho trong bộ máy, tin tưởng hoàn toàn có thể khiến đồng chí Lục Nho phải thận trọng hơn rồi. Về dự định chọn người làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy Lĩnh Nam, đối với Hạ Tưởng mà nói thì xem như một tin tức tốt, thủ tướng nhượng bộ vào phút chót. Đồng ý để Diệp Thiên Nam đảm nhiệm chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy Lĩnh Nam, không còn kiên trì muốn để Diệp Thiên Nam theo đuổi vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh Tề nữa. Khi ban tổ chức trung ương trưng cầu ý kiến rộng rãi, một câu đánh giá Diệp Thiên Nam của Trịnh Thịnh đã mang tới tác dụng quan trọng. Còn có một điều khiến cho người ta khó hiểu chính là, chủ tịch quốc hội lúc đó tỏ vẻ trầm mặc, cũng không phản đối việc bổ nhiệm Diệp Thiên Nam, cũng không đề xuất ý kiến bất đồng đối với việc bổ nhiệm Vu Phồn Nhiên và Trương Quốc Vĩ. Cổ Thu Thật hiển nhiên có ý nghi vấn, bởi vì sự mặc nhận của Chủ tịch Quốc hội cũng nằm ngoài ý muốn của gã, liền đoán, Hạ Tưởng ở sau lưng đã làm sự tình gì khiến Chủ tịch Quốc hội cũng e dè hơn. Hạ Tưởng cười ha hả. Bí thư Cổ không cần nghi ngờ tôi, thật ra tôi muốn nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng được quyết định của Chủ tịch Quốc hội. Cổ Thu Thật thấy Hạ Tưởng không nói thật, liền ám chỉ nói. Phó Bí thư Hạ ba bình rượu định Giang Sơn. Có phải lúc ấy anh và nha nội đã bàn bạc đại sự gì đó hay không? Hạ Tưởng cũng không muốn lộ ra nhiều lắm thỏa thuận giữa hắn và nha nội với Cổ Thu Thật, không phải không tin được Cổ Thu Thật,
mà là không muốn để Cổ Thu Thật tham gia, nói. Quả thật là có nói một vài việc, hiện tại vẫn không tiện báo cáo với bí thư Cổ. Cổ Thu Thật hiểu ra điều gì đó. Trong lòng cậu biết là được, chú ý một chút định hướng công tác, đừng quá thô lỗ. Đợi sau khi đồng chí Diệp Thiên Nam tới Lĩnh Nam, cậu nhất định phải khiến tài trí thông minh của đồng chí Diệp Thiên Nam có chỗ dụng võ, mới không phụ lòng đồng chí Diệp Thiên Nam trong một lần được trọng dụng lại này. Cổ Thu Thật cũng thật thú vị, Hạ Tưởng cười ứng phó mấy câu. Hôm nay mới là ngày mồng 6, còn chưa chính thức đi làm, Hạ Tưởng chỉ trực ban, cũng không có công việc gì phải làm, lưu lại ở văn phòng mấy giờ, rồi đi về nhà. Buổi trưa cùng Đường Thiên Vân ăn một bữa cơm. Buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì, Hạ Tưởng đang định lên mạng, lại nhận được điện thoại của Trương Quốc Vĩ. Phó Bí Thư Hạ, anh đi gấp quá, tôi cũng không kịp tiễn anh. Trương Quốc Vĩ hiển nhiên là nghe được tin đồn, giọng nói hưng phấn khác thường. Nếu có cơ hội đến thành phố Yến công tác, tôi nhất định sẽ phối hợp tốt công tác với đồng chí Lục Nho, nhất định sẽ không để Phó Bí Thư Hạ lo lắng về thế cục thành phố Yến. Trương Quốc Vĩ quả nhiên là người thông minh, câu nói đầu tiên đã điểm tới điểm mấu chốt, Hạ Tưởng nói. Trên tổ chức tín nhiệm anh, giao thêm trọng trách, anh phải kiên định mà làm thật sự. Đồng chí Lục Nho cũng là một đồng chí không tồi, tuy rằng suy nghĩ hơi có phần bảo thủ một chút, nhưng ở thành phố Yến nhiều năm, cũng có mạng lưới quan hệ rất rộng. Anh phải học tập anh ta nhiều, đồng thời phối hợp bộ máy công tác tốt, cũng phải có gan đề xuất mong muốn của bản thân. Được Hạ Tưởng khích lệ, Trương Quốc Vĩ càng hưng phấn. Cứ theo tinh thần chỉ thị của Phó Bí Thư Hạ mà làm. Tình hình ở thành phố Yến, tôi đã nghiên cứu trước rồi, Trung Nghĩa Bình, Giang Thiên. Đều là những đồng chí tốt có thể tin cậy. Trương Quốc Vĩ đâu chỉ là nghiên cứu một chút, hoàn toàn là lần mò ra toàn bộ thế lực gắn bó của Hạ Tưởng tại thành phố Yến một cách rành mạch. Ngụ ý của y chính là, y sẽ hết sức trọng dụng đề bạt mấy người trên, tiếp tục bồi dưỡng và củng cố thế lực tại thành phố Yến. Nói cho cùng, Trương Quốc Vĩ đã hoàn toàn tự cho mình thuộc cùng một phía với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền cảm giác vô cùng vừa lòng, ở trong quan trường nhiều năm, lại lên xuống chìm nổi nhiều lần, Trương Quốc Vĩ hiện tại chẳng những trưởng thành hơn rất nhiều, mà còn một khi đã nhận định mục tiêu, sẽ không có khả năng thay đổi. Bởi vì với tuổi tác và cấp bậc hiện tại của Trương Quốc Vĩ, cơ hội thường thường chỉ có một lần. Nếu y lại đánh mất cơ hội, trên cơ bản cả đời vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu. Hạ Tưởng tin tưởng, mặc dù từng là đối thủ không đội trời chung với Trương Quốc Vĩ, nhưng thời thế thay đổi, hiện tại đã không còn xung đột lợi ích, lại trải qua quá trình rèn luyện vài năm, Trương Quốc Vĩ không hề nóng vội giống như trước đây nữa. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng nhận thức được năng lực của Trương Quốc Vĩ, cho rằng chỉ cần y chịu kiên định công tác, có thể làm ra một việc lớn, chính vì vậy, mới mượn cơ hội ở sau lưng đẩy Trương Quốc Vĩ lên. Sau đó, lại lên mạng hàn huyên trong chốc lát. Nói vài câu với Vệ Tân, Tống Nhất Phàm, Phó Tiên Tiên, Cổ Ngọc, đến ngay cả Mai Hiểu Lâm bình thường không thường xuyên lên mạng cũng cố ý báo tin bình an với hắn. Vệ Tân vẫn hoàn toàn mạnh khỏe, năm mới ở nhà cùng cha mẹ, Tết âm lịch của cô bình yên và ấm áp. Cha mẹ cũng rốt cục nghe theo sự sắp xếp của cô, từ huyện dọn tới ở thành phố Yến. Tuy nhiên cha mẹ lại lần nữa thúc giục hỏi han đối với việc hôn nhân đại sự của cô đành phải ậm ừ cho qua. Vệ Tân liền đùa Hạ Tưởng. Kỳ thật em hiện tại quen ở một người rồi, vừa nghĩ đến việc có một thêm người đàn ông trong cuộc đời mà không phải là anh, liền cảm thấy thật đáng sợ. Em có một mong muốn nho nhỏ, không biết có thể nhận được sự giúp đỡ của anh hay không. Hạ Tưởng đoán được tâm tư Vệ Tân, đoán tâm tư của người khác hắn có thể sẽ đoán sai, nhưng đối với tâm tư của Vệ Tân thì vừa đoán liền chuẩn. Em muốn anh ra mặt gặp gỡ cha mẹ của em, làm lá chắn cho em. Vệ Tân lại chỉ đánh một chuỗi dấu ba chấm. Hạ Tưởng gửi một khuôn mặt tươi cười qua. Anh sẽ tìm một cơ hội thích hợp. Vệ Tân liền nhanh chóng trả lời. Em chỉ nghĩ như vậy thôi, anh cũng đừng để tâm, anh dù sao cũng là người có thân phận, nếu chẳng may ảnh hưởng tới tiền đồ của anh, em cả đời cũng không sẽ an tâm. Nói vài câu với Phó Tiên Tiên, bởi vì Phó Tiên Tiên vẫn chưa ra khỏi nỗi đau buồn. Hạ Tưởng khuyên giải an ủi cô. Chờ tâm tình tốt một chút, thì đến Dương Thành, anh sẽ cùng em đi khắp nơi một chút, xem cảnh vật mùa xuân ở Dương Thành, cũng đỡ hơn một chút so với vẻ u buồn ở Bắc Kinh. Vâng, Phó Tiên Tiên vẫn nói không nhiều lắm, cảm hứng không cao, bộ dáng hơi dầu dĩ không vui. Hạ Tưởng lại kiên nhẫn dỗ dành cô vài câu,
đàn ông dỗ dành phụ nữ là trách nhiệm, hơn nữa hắn cũng quả thật đau lòng trước sự trầm uất của Phó Tiên Tiên. Trước kia một tiểu ma nữ hoạt bát sáng sủa biết bao, gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, cũng khiến cô mất đi vẻ rực rỡ và nét mặt tươi cười vốn có. Cũng không nói mấy câu với Tống Nhất Phàm, Tống Nhất Phàm gần đây có phần bận rộn công ty vệ tân lại nhận được một hợp đồng lớn, cô hiện tại đang tăng ca, hơn nữa còn rất có cảm giác tự hào mà nói cho Hạ Tưởng, cô muốn kiếm tiền cho công ty. Sự vui vẻ của Tống Nhất Phàm khiến Hạ Tưởng hài lòng. Chỉ có điều không thấy Nghiêm Tiểu thì lên mạng, khiến trong lòng Hạ Tưởng dầu dĩ, nghĩ đến kết cục cha con nhà họ Phạm, cũng là thở dài trong lòng. Chắc chắn là trong lòng Nghiêm Tiểu thì cũng không dễ chịu, dù sao Phạm Duệ Hằng và Phạm Tranh là người thân của cô. Có lẽ đúng là bởi vậy, Nghiêm Tiểu thì đối với hắn ít nhiều cũng có một chút oán trách. Nghĩ tới cho tới giờ Nghiêm Tiểu thì thiệt thòi rất nhiều. Hạ Tưởng đã nghĩ bồi thường Nghiêm Tiểu thì một chút gì đó, tuy nhiên dường như hắn trời sinh thiếu mất khả năng lấy lòng phụ nữ, suy nghĩ, lại nghĩ không ra làm cái gì mới có thể khiến tâm tình Nghiêm Tiểu thì tốt hơn một chút. Trong lúc tâm tư đang bất định, điện thoại reo lên. Là điện thoại Trương Lực gọi tới. Hạ Tưởng gập máy tính lại, nghe điện thoại. Giọng nói cung kính của Trương Lực truyền đến. Phó Bí Thư Hạ, buổi tối mời anh ăn cơm, có thời gian hay không? Hạ Tưởng hơi nghĩ ngợi, hỏi. Có những ai? Có tôi, và một người bạn mà Phó Bí Thư Hạ cũng quen biết. Giọng Trương Lực hơi mơ hồ. Hạ Tưởng sửng sốt, thư ký chủ tịch tỉnh mời hắn ăn cơm, chủ tịch tỉnh không tham gia, theo trạng thái bình thường trong quan trường mà nói, rất không bình thường. Hơn nữa còn muốn giới thiệu bạn bè cho hắn làm quen, Trương Lực chắc chắn lại đang mưu tính việc gì đó. Bạn nào? Hạ Tưởng thản nhiên hỏi một câu. Hắn không thể tùy tiện đi ăn cơm. Bạn bè ở thành phố Mai Hoa. Trương Lực nói. Họ Quý. Lĩnh Nam có 3 bông hoa lớn, có một bông hoa họ Quý. Hạ Tưởng trong lòng khẽ động, nhà họ Quý ở Lĩnh Nam. Tỉnh Lĩnh Nam là một tỉnh đặc biệt ở trong nước. Lĩnh Nam đặc biệt không chỉ thể hiện ở một tỉnh có kinh tế phát triển mạnh mẽ, còn bởi vì Lĩnh Nam có hoàn cảnh địa lý và môi trường chính trị khá phức tạp. Hoàn cảnh địa lý phức tạp cùng với nguyên nhân lịch sử. Khiến trong tỉnh Lĩnh Nam tự nhiên hình thành rất nhiều khu vực với phát âm bất đồng. Thứ nhất, con người ở khu vực Tam Giác Châu lấy Việt ngữ tiếng Quảng Đông, là chính, nói về vùng Trung, Nam Bộ Lĩnh Nam. Thứ hai, người Bình Nguyên lấy khẩu âm Mân Nam là ngôn ngữ chính. Thứ ba, người ở khu vực lấy ngôn ngữ Lĩnh Đông làm ngôn ngữ chính. Nguyên nhân hình thành ba khu vực lớn, một phần là do lịch sử, cũng một phần là do kế thừa văn hóa. Trong khi đó, tỉnh Yến... Tỉnh Tề lớn như vậy cũng không có, có lẽ bởi vì tỉnh Yến và tỉnh Tề kế thừa lịch sử đã lâu, phần lớn văn hóa và tập tục đều giống nhau, không có sự khác biệt rõ ràng. Mà ba khu vực lớn ở Lĩnh Nam, gần như có thể nói là đều kế thừa văn hóa riêng của mình. Cũng bởi vì điều này, chính trị Lĩnh Nam ở cũng phân chia làm ba phái. Phái Việt ngữ thì gọi là phái Khoát Đệ, phái Thế Nước gọi là phái Thủy Đầu, phái Lĩnh Đông gọi là phái Lĩnh Đông, trước khi Trần Hạo Thiên tới Lĩnh Nam. Ba phái đang rất hiển hách trên chính đàn Lĩnh Nam, ba phần trong thiên hạ Lĩnh Nam. Sau khi Trần Hạo Thiên tới đảm nhiệm chức vụ ở Lĩnh Nam, khí thế giảm dần, với sự cầm đầu của anh ta lại tạo thành một phái nữa, phái ngoại tỉnh. Thật ra từ lúc Trần Hạo Thiên chưa tới nhậm chức, sau giải phóng, Lĩnh Nam còn có không ít cán bộ phía Nam đến Lĩnh Nam đảm nhiệm chức vụ quan trọng của chính quyền và đảng, đã hình thành phái ngoại tỉnh, tuy nhiên vẫn bị yếu thế. Đầu năm 90, chiếc ghế trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lĩnh Nam để trống. Bí thư tỉnh ủy lúc bấy giờ trên vấn đề bổ nhiệm trưởng ban thư ký, mãi không đưa ra chủ ý. Bình thường, trong những chuyện lớn việc nhỏ, dưới điều kiện tiên quyết đều là phải xin chỉ thị nhậm chức từ lãnh đạo tỉnh ủy, chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy vốn là do bí thư tỉnh ủy quản lý, thân là nhân vật số một tỉnh ủy cũng không có chủ kiến, thì thật là hiếm thấy. Điều này cũng chứng minh chính trị Lĩnh Nam tương đối phức tạp. Chiếc ghế này vẫn trống đến nửa năm, bí thư tỉnh ủy mới nhận được gợi ý của Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trung ương, cuối cùng đã quyết định chọn ra người thích hợp. Ngay lúc đó Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trung ương họ Quý, từng đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam, chính là người cầm lái của nhà họ Quý ở Lĩnh Nam Quý Trạch Phàm. Quý Trạch Phàm xuất thân từ Hoa Mai Lĩnh Nam. Hoa Mai là nơi bắt nguồn từ phái Lĩnh Đông. Năm đó, lúc Quý Trạch Phàm đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh, mặc kệ là bí thư tỉnh ủy phái Thủy Đầu hay là phó bí thư tỉnh ủy phái Khoát Đệ, đối với anh ta đều là nói gì nghe nấy. Tuy anh ta là nhân vật số 2,
nhưng quyền uy ở lĩnh Nam lại là nói một không hai, thực tế là cầm quyền người ở lĩnh Nam. Ba phái ở lĩnh Nam, lúc này phái lĩnh Đông đang đứng đầu, hoặc là nói, nhà họ Quý thực lực mạnh nhất. Nhắc tới môi trường chính trị ở lĩnh Nam trước kia, không thể không nói tới sự phân tranh ngầm của các phái ở lĩnh Nam. Vì đấu sức cân bằng khu vực, đồng thời các phe phái đều thay phiên nhau tự đề bạt nhân vật có thực lực. Vương Hạ Sáng thân là phó chủ tịch tỉnh của phái ngoại tỉnh ở lĩnh Nam đảm nhiệm gần 10 năm, vẫn không được đề bạt. Lúc anh ta đã thăng chức lên đến phó tỉnh, Lỗ Tường Trung phái Thủy Đầu vẫn là thị trưởng. Nhưng sau đó, Lỗ Tường Trung ở sau vượt lên trước. Đầu tiên là đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh ủy viên thường vụ, sau lại lên phó bí thư tỉnh ủy, cứ thế thăng cấp lên chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên vận mệnh của nhân vật chính trị thay đổi quả thực rất bất ngờ. Lấy lẽ thường mà suy đoán, tiền đồ chính trị của Vương Hạ Sáng ở lĩnh Nam thật ảm đạm, chỉ sợ rất khó xoay chuyển. Bởi vì căn cứ vào xếp hạng của bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh ngay lúc đó, sau Lỗ Tường Trung, vẫn là người lĩnh Nam tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh, không đến lượt anh ta được phủ chính ở lĩnh Nam. Nhưng chỉ sau khi Lỗ Tường Trung được chọn làm chủ tịch tỉnh một năm, Vương Hạ Sáng lập tức đảm nhiệm chức bí thư thành ủy. Năm 2001, một bước thăng chức làm chủ tịch tỉnh tỉnh Tề. Hai năm sau tiếp nhận chức phụ bí thư tỉnh ủy, hiện tại anh ta đã làm ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, bí thư thành ủy Tân Thành. Mà năm đó, sau khi hai người ở dưới vượt lên trước đảm nhiệm chủ tịch tỉnh lĩnh Nam, cũng đã lần lượt lui ra, cáo biệt sân khấu chính trị. Hạ Tưởng hồi tưởng lại lịch sử biến động bất ngờ của chính đàn lĩnh Nam, điều này càng làm cho hắn hiểu rõ ràng tình trạng hiện giờ. Ba phái bên trong lĩnh Nam, vốn do phái nhà họ Quý lĩnh Đông thực lực hùng hậu nhất, quản lý lĩnh Nam mười mấy năm qua, nhưng từ sau khi Mễ Kỷ Hỏa đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, lui ra, thì việc Quý gia thống trị lĩnh Nam đã dần trở thành lịch sử. Nhưng nhà họ cũng không phải rút lại toàn bộ, ngoài mặt không tiếp tục nắm giữ quyền lớn, thật ra rất nhiều chức vụ mấu chốt còn nằm trong sự khống chế của nhà họ Quý. Dù sao nhà họ Quý cũng kinh doanh nhiều năm ở lĩnh Nam, lại có nội tình chính trị thâm hậu. Với tư cách là con cháu của người lãnh đạo khai quốc, vô hình chung khiến cho ảnh hưởng chính trị của họ thật không gì sánh kịp. Nhà họ Quý còn lại một người công tác ở vị trí cấp phó tỉnh là Bình Phàm, hiện tại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Dương Thành. Vận mệnh chính đàn lĩnh Nam trước thời đại của Trần Hạo Thiên còn hỗn loạn, nay đã dần dần rõ ràng hơn rất nhiều. Lĩnh Nam bởi vì rất nhiều nguyên nhân về lịch sử và phong tục văn hóa mà tự nhiên hình thành khu vực chính trị với lực hướng tâm và tính chất biệt lập vô cùng tự nhiên. Lại bởi vì ngôn ngữ và tập tục tương đồng, sự nghiêm túc trên vấn đề tổ chức và tư mật vòng tròn, khiến thế lực địa phương ở tỉnh Tề vô cùng rời rạc khó có thể đánh đồng. Cũng may mắn là sau khi Trần Hạo Thiên tới lĩnh Nam đã thực hiện một loạt công tác hữu hiệu, mới khiến vận mệnh lĩnh Nam không còn hỗn loạn như trước, cũng khiến cho khi Hạ Tưởng từng bước một vào lĩnh Nam, áp lực và lực cản ở khắp nơi được giảm bớt không ít. Lại nói ngược trở lại, tuy nói nhà họ Quý thống trị lĩnh Nam đã thành lịch sử, nhưng lực ảnh hưởng của nhà họ Quý ở lĩnh Nam vẫn còn đang thâm căn cố đế, thế lực hai phái khác ở lĩnh Nam cũng vẫn còn to lớn. Các bí thư thành ủy và thị trưởng, trên cơ bản đều người trong hàng ngũ của ba phái này, ngoại trừ phái ngoại tỉnh ở tỉnh ủy chiếm ưu thế ra, ở dưới địa phương vẫn dần suy thoái. Hạ Tưởng vốn tưởng rằng, sau khi hắn và nhà họ Quý tiếp xúc sẽ chính thức bắt đầu, hoặc là thình lình một ngày nào đó xảy ra, hoặc là do lão cổ chỉ dẫn, lại không nghĩ rằng, Trương Lực lại ra mặt giới thiệu. Trương Lực, cuối cùng là người như thế nào của nhà họ Quý? Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, rất thẳng thắn đáp ứng với Trương Lực. Được, anh cứ thu xếp địa điểm đi. Trương Lực thấy Hạ Tưởng đáp ứng một cách vô cùng sảng khoái, cũng cảm thấy mát mặt. Cảm ơn Phó Bí Thư Hạ tín nhiệm. Tôi sẽ lập tức thu xếp. Bỏ điện thoại xuống, nhìn bên ngoài đầy ánh đèn rực rỡ trong đêm, tâm tình Hạ Tưởng không hiểu sao lại yên ổn hơn rất nhiều. Lo nghĩ, hắn lại trực tiếp gọi điện thoại cho Cổ Ngọc. Em đang làm gì vậy? Đầu tiên Hạ Tưởng hỏi tới việc thường ngày. Thật là, anh điện thoại tới thật đúng lúc, người xấu quả nhiên là người xấu. Tâm tình Cổ Ngọc hiển nhiên không tệ. Em đang tắm, muốn nghe tiếng nước trong nhà tắm hay không? Hạ Tưởng không nói gì. Tắm lúc này sao, thật sự chỉ có em, tắm xong thì ngủ hay là ăn cơm? Ai cần anh lo, dù sao em tắm cho người vừa thơm vừa sạch, đối với anh thật sự là chuyện tốt mà. Cổ Ngọc cười hì hì một trận. Em đang đánh móng tay, anh có chuyện gì thì nói nhanh đi, không có việc gì thì đừng ảnh hưởng tới chuyện chính sự của em.
đánh móng tay cũng là chính sự. Hạ Tưởng cảm thấy hắn thân thiết, ân cần thăm hỏi Cổ Ngọc một phen xem như uổng phí. Lão Cổ có ở đó không? Ông nội không có nhà, đi ra ngoài rồi. Hình như cùng Hứa Quan Hoa đi xã giao. Nghe nói có lãnh đạo quân ủy gì đó, em cũng lười hỏi, lại không muốn ăn gì, nên đi tắm rửa trước. Giọng nói của Cổ Ngọc đầy uể oải, khiến người ta phải mê mệt. Này, anh nói xem rốt cuộc chị Tiểu thì làm sao vậy? Không lên mạng, không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn, người nào làm cô ấy tức giận vậy? Hình như em không có làm chị ấy giận mà. Nghiêm Tiểu thì người đang ở tỉnh Tương, cô đang giận hắn, Hạ Tưởng đành phải nói. Chỉ sợ vẫn bởi vì chuyện của cha con Phạm Duệ Hằng, chờ anh gọi điện thoại cho cô ấy. Đang muốn cắt đứt điện thoại, Hạ Tưởng lại nghĩ tới điều gì, hỏi. Em có biết Tiểu thì thích nhất cái gì không? Chị ấy à? Cổ Ngọc dường như rất chăm chỉ rất cố gắng suy nghĩ. Chị ấy thích nhất hai chuyện, tình yêu và sự nghiệp, hay nói đơn giản hơn, chính là gã bảnh bao và tiền tài. Hạ Tưởng vốn định trò chuyện với lão Cổ, đại khái hỏi một chút về chuyện của nhà họ Quý, xác định kỹ lại một chút về việc gặp mặt với nhà họ Quý, không ngờ lão Cổ không ở nhà, lại bị Cổ Ngọc khôi hài chọc cười, nói. Tốt lắm, em cứ tắm rửa cho thật đẹp đi, chờ lão Cổ trở lại, nói cho ông ấy một tiếng, nói là hoa lĩnh nam đã nở. Để xem em có quên không đã, nếu quên, cũng đừng trách em nha. Cổ Ngọc cố ý nghịch ngợm. Hạ Tưởng mỉm cười. Được rồi, đừng náo loạn, anh cúp máy trước, còn có việc phải làm. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Trò chuyện cùng Cổ Ngọc, khiến tâm tình Hạ Tưởng lại thoải mái không ít. Mặc dù hắn cũng biết, công tác toàn diện của hắn ở lĩnh Nam, vừa mới bắt đầu, những khó khăn mà sau này gặp phải, khẳng định còn gian khổ hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Không cần nói gì khác, chính là ở bên trong tỉnh ủy, khi hắn đi đến một nơi, hắn nghe được một vài người tụ tập dùng ngôn ngữ mà hắn không hiểu được để bàn luận vấn đề, sẽ lập tức cảm nhận được mình là một người bị xa cách bị bài xích. Vấn đề ngôn ngữ là một vấn đề lớn. Lĩnh Nam từng bởi vì vấn đề ngôn ngữ đã bay lên trở thành vấn đề chính trị, đã chứng minh một điểm, một đám người nói khẩu âm giống nhau tất nhiên là có bài xích đối với một đám người có khẩu âm khác. Tỉnh Tề cũng có ngôn ngữ riêng. Nhưng ngôn ngữ của tỉnh Tề là căn cứ vào ngôn ngữ phương Bắc, hắn nghe có thể hiểu được. Tới lĩnh Nam thì hoàn toàn khác biệt. Ở đây, hắn gần như chẳng phân biệt được đối phương đang nói cái gì. Nói đúng hơn là, nếu có người ở ngay trước mặt của anh, lá mặt lá trái với anh cũng sẽ chẳng hay biết gì. Suy nghĩ, Hạ Tưởng cho rằng cần phải trao đổi với Mễ Kỳ Hỏa, về phần Trần Hạo Thiên. Chờ sau khi gặp mặt với nhà họ Quý thì nói sau cũng không muộn. Hắn liền gọi điện vào di động của Mễ Kỳ Hỏa. Chủ tịch tỉnh Mễ, tôi và Trương Lực sẽ đi gặp một bằng hữu, đặc biệt muốn xin chỉ thị của anh. Dù sao Trương Lực là thư ký của Mễ Kỳ Hỏa, Hạ Tưởng theo lễ tiết không thể khiến Mễ Kỳ Hỏa để ý. Được thôi, hiện giờ hoàn toàn còn không có việc gì, cũng nên gặp bằng hữu, thường xuyên ân cần thăm hỏi cũng là công tác chính trị. Mễ Kỳ Hỏa nói thật sự rất uyển chuyển. Phải coi anh em bốn biển là bằng hữu mới có thể khai triển tốt các công tác được. Hạ Tưởng biết rằng Mễ Kỳ Hỏa cũng không phải vì nhiều lời mà nói một câu khách sáo, mà là biểu đạt sự ủng hộ đối với hắn. Có lẽ càng sâu trong tư tưởng, Mễ Kỳ Hỏa chắc đã biết bằng hữu mà hắn sẽ phải gặp là bằng hữu nào. Vừa mới buông điện thoại xuống, Trương Lực liền gõ cửa đi vào. Phó Bí Thư Hạ, đã thu xếp xong rồi, đi luôn bây giờ có tiện không ạ? Trương Lực dường như cũng đã tính toán kỹ, Hạ Tưởng cũng lúng túng, tức khắc đứng dậy. Đi. Xuống đến tầng dưới, ngồi trên một chiếc ô tô mang biển kiểm soát bình thường, Hạ Tưởng cũng không hỏi đi chỗ nào, chỉ một mực tùy ý để Trương Lực đưa đi. Sau khi ô tô chuyển động, đi thẳng về hướng Tây, dần dần ra khỏi nội thành, đi tới bên một hồ có vẻ tĩnh mịch. Bên hồ có một biệt thự, tên là Hoa Vô Khuyết, cái tên rất lạ, cũng có ý nghĩa sâu sắc, Hạ Tưởng im lặng cười. Vừa xuống xe, còn có người ra đón, thật ra Hạ Tưởng biết rằng lấy kinh nghiệm lý lịch của hắn, nhà họ Quý gặp mặt hắn, hơn phân nửa chỉ mang tính thử tiếp xúc. Nói đúng là, sẽ không có nhân vật cấp quan trọng ra mặt, hắn cũng sẽ không cho rằng bản thân mình có trọng lượng có thể kinh động tới trực hệ của nhà họ Quý ra, nhưng vừa nhìn thấy người ra nghênh đón, vẫn thực sự khiến hắn phải giật mình kinh hãi. Bên hồ, sắc đêm, dưới ánh trăng,
một cảnh tượng u tĩnh đan vào nhau tạo thành hình ảnh có thể nói đẹp như tranh. Hơn nữa hoàn cảnh hợp lòng người, nếu không phải là tiếp khách, chỉ là một người đến chơi, cũng là một chuyện vui. Tuy nhiên lúc này Hạ Tưởng hiển nhiên không lòng dạ nào mà du ngoạn, bởi vì cuộc gặp ngày hôm nay thực sự rất quan trọng. Cảnh đẹp mấy cũng có thể làm như không thấy, nhưng người đẹp trước mặt lại không thể làm như không thấy. Không tệ, người đi ra nghênh đón, chân thành, duyên dáng mà tới, đúng là một người con gái trên dưới 30 tuổi. Một người phụ nữ mặc áo sườn xám, dáng người mềm mại như cây liễu, chân mày như vẽ, tựa như một gốc cây liễu đón gió lay động bên bờ sông. Đẹp nhất chính là đôi mắt đen nhánh của cô, quả thật như sương như khói, vừa đặc biệt có sự tùy mị dịu dàng của người phụ nữ phương Nam, lại có sự lão luyện giỏi giang của người phụ nữ phương Bắc. Nếu muốn làm một sự so sánh, cô đứng ở trước mặt, chỉ liếc mắt một cái, thì giống như hợp thể của Nghiêm Tiểu Thì và Liên Nhược Hạm. Thật ra Hạ Tưởng cũng suy nghĩ tới một khả năng khác. Người hắn gặp hôm nay có lẽ chính là Lâm Song Bồng. Lâm Song Bồng tuy là con rể của nhà họ Quý, cũng coi như là lực lượng nòng cốt không xem là vòng ngoài của nhà họ Quý. Anh ta gặp hắn, xét về cấp bậc thì không cao không thấp, thân phận cũng không tính quá mức mẫn cảm. Hoặc là con cháu thế hệ đời thứ ba hoặc là đời thứ tư của nhà họ Quý ra mặt, thử tiếp xúc một chút với hắn. Nhưng hắn lại không sao ngờ được, không ngờ lại là một phụ nữ, hơn nữa còn là một phụ nữ đẹp. Có phải người đẹp hay không đối với Hạ Tưởng mà nói cũng không có gì khác biệt, chẳng qua hắn đang nghi hoặc không rõ người đến là ai. Lấy tuổi mà suy tính, hẳn là con cháu nhà họ Quý đời thứ tư. Chắc anh là phó bí thư Hạ. Người phụ nữ đi tới gần, duyên dáng cười, không cần trương lực mở miệng, đã tự giới thiệu. Tôi là Quý Như Lan, rất vinh hạnh có thể mời phó bí thư Hạ đại giá quang lâm. Quý Như Lan, quả thật tên thật sự giống người, lan tâm thông chất, thùy mị thông minh, giống như một đóa hoa lan thản nhiên tỏa mùi thơm ngát, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, là loài hoa được kinh thi và thư kinh ca tụng. Hạ Tưởng chia tay ra bắt tay Quý Như Lan. Xin chào cô Quý, có thể đến biệt thự Hoa Vô Khuyết làm khách cũng là vinh hạnh của tôi. Quý Như Lan thản nhiên cười, giơ tay tao nhã mời Hạ Tưởng đi vào. Mời. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua tên biệt thự. Hy vọng cái tên không hay này không làm phó bí thư Hạ phải chê cười là tốt rồi. Hạ Tưởng khách khí nói. Đâu có, tên cũng như người, Hoa Vô Khuyết, ngay cả các loài hoa địa phương cũng không thiếu vẻ xinh đẹp, hẳn là ấm áp, mềm mại như ngọc, hoàn mỹ không có tỉ vết. Quý Như Lan che miệng cười, cố gắng giữ gìn tuy nhiên vẫn lộ hàm răng. Có thể nói thật với phó bí thư Hạ, tôi vẫn nghĩ nhân vật chính trị đều là những người lớn tuổi nghiêm túc có thừa, không ngờ còn có người như phó bí thư Hạ tuổi trẻ tự nhiên khéo léo như vậy. Mới tán gẫu vài câu, Hạ Tưởng và Quý Như Lan liền nhẹ nhàng thoải mái giao đấu một hiệp mà không hề dấu vết. Trương Lực đi theo phía sau, cười mà không nói gì. Trong biệt thự, đủ các loại hoa tươi nở rộ. Hơn nữa còn trồng rất có thứ tự, giống như bước vào một vườn hoa trăm hoa đua nở, khắp chốn sắc màu rực rỡ, nơi nơi văn chương gấm vóc. Trong bóng đêm, gió nhẹ hiu hiu, mọi nơi đều yên tĩnh, bước chậm trong biển hoa, lọt vào trong tầm mắt đều là đủ mọi loại màu sắc, mùi hoa thơm tràn ngập bốn phía. Nếu thêm một người đẹp đi phía trước chính là một cảnh tượng tao nhã hợp lòng người, Hạ Tưởng nhất thời vui vẻ thoải mái. Trước tiên, mặc kệ cuộc gặp gỡ ngày hôm nay có thu hoạch gì hay không, chỉ riêng việc đến đây dạo chơi như thế này cũng đã khiến chuyến đi này không tệ rồi. Sau khi tiến vào phòng, thấy trong phòng bài trí lại càng thanh nhã mới mẻ, Hạ Tưởng càng thêm vài phần kính trọng đối với chủ nhân biệt thự. Ít nhất với tấm tâm tình của người chăm hoa hoa chăm sóc người, người bình thường cũng làm không được. Tới phòng khách rồi, sau khi lần lượt ngồi xuống, Quý Như Lan đưa bàn tay trắng nõn của mình rót trà. Trước tiên, phó bí thư Hạ nhấm nháp một chút sơn trà ở Lĩnh Nam. Tuy rằng không phải là loại trà nổi tiếng gì, nhưng là trà tự tay ngắt lấy, tự tay sao chế, hoàn toàn vô hại, tin rằng anh có thể sẽ thích uống. Bàn tay trắng nõn bên cạnh chén trà xanh biếc, quả thật cảnh đẹp ý vui. Cô đưa chén trà tới trước mặt Hạ Tưởng. Bí thư Trần cũng thích uống. Trong lòng Hạ Tưởng chợt chấn động, bỗng nhiên nhớ tới khi hắn ở tỉnh Tề, Trần Hạo Thiên đưa hắn chén trà xanh, liền đưa tay nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấm nháp một hớp, quả nhiên. Đúng là cùng một loại lá trà, cùng một hương vị. Nếu hắn đoán không sai, Quý Như Lan có lẽ nhân vật đại biểu cho con cháu nhà họ Quý đời thứ tư. Với tuổi của cô mà ra mặt tiếp xúc với hắn, cũng coi như không tệ,
nhưng nhìn qua, cô dường như cũng không giữ chức vụ gì. Lại liên tưởng đến lá trà của Trần Hạo Thiên cũng do cô tự tay làm ra, đã nói lên cô có quen biết với Trần Hạo Thiên, hoặc là cô với thân phận người phát ngôn của nhà họ Quý từng tiếp xúc với Trần Hạo Thiên. Hạ Tưởng liền dường như không có việc gì liếc mắt nhìn Trương Lực một cái. Trương Lực sau khi tiến vào vẫn không nói gì, so với biểu hiện lúc bình thường của anh ta giống như hai người, vừa không giống như người dẫn Hạ Tưởng tới Quý Như Lan, cũng không vì Quý Như Lan mà chủ động giới thiệu Hạ Tưởng, ít nhiều có hơi thất lễ. Vừa thấy Hạ Tưởng nhìn sang, Trương Lực vội xin lỗi cười, nói. Phó Bí Thư Hạ, chị Quý bình thường hay qua lại giữa Dương Thành và Mai Hoa, chủ yếu phụ trách mọi chuyện trong nhà họ Quý gia, rất nhàn hạ, thích nhất trồng hoa. Bởi vì trồng hoa cũng vô cùng tốt, còn có người tặng chị Quý một ngoại hiệu. Hoa thần. Quý Như Lan mỉm cười cười. Cái gì mà hoa thần? Vừa nghe đã muốn la hoảng. Ngược lại tôi nghe có người gọi Bí Thư Tỉnh ủy Hạ là. Vừa rồi khi Trương Lực nói chuyện, ánh mắt mơ hồ chớp chớp, muốn nhìn rồi lại không dám nhìn Quý Như Lan. Điều khác thường này đã lọt vào trong mắt Hạ Tưởng, khiến hắn có một vài suy đoán. Tử Bất Ngữ quái lực loạn thờ người, Khổng Tử không nói những chuyện quái dị, dũng lực, làm rối loạn u mê, quỷ thần tôi thấy cô Quý gọi là hoa tiên tử thì dễ nghe hơn. Lần đầu gặp mặt, liền lấy phẩm trà ngắm hoa và nói chuyện phiếm làm việc chính. Hạ Tưởng sẽ không chủ động đề cập đến bất cứ chuyện chính sự gì. Nhà họ Quý ở lĩnh Nam có thế lực khổng lồ, Hạ Tưởng cần phải đặc biệt duy trì mối quan hệ này. Dù sao hắn là phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, quyền cao chức trọng, hắn cười nói. Gọi là, cũng chỉ là gọi đùa thôi. Quý Như Lan lại như nhảy ra khỏi đề tài này. Phó bí thư Hạ gọi tôi là Như Lan là được rồi, gọi cô Quý nghe sao lạnh lùng, nghe xong cảm thấy rất khó gần. Hôm nay mời phó bí thư Hạ đến, chính là ăn bữa cơm nhạt do tôi tự nấu, có lẽ không hợp khẩu vị, nhưng nhất định phải khích lệ vài câu, cho tôi chút tự tin. Quý Như Lan lại cười, đứng dậy đi chuẩn bị. Không thể không nói, Quý Như Lan đối nhân xử thế rất là khéo, hơn nữa từ cái nhăn mày cười cũng đều thướt tha, rất có phong cách của tiểu thư khuê các, hơn nữa cách nói năng không tầm thường, không vội vàng không hấp tấp, rốt cuộc đúng là con gái danh môn. Nhưng vấn đề là, Trương Lực đến tột cùng là người thế nào với nhà họ Quý? Hạ Tưởng liền đưa ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn sang phía Trương Lực. Trương Lực lại cố nói với hắn. Phó Bí Thư Hạ, tay nghề làm bếp của chị Quý rất cao siêu, không dễ dàng tự mình xuống bếp trừ phi có khách quý. Hôm nay chị ấy cố ý làm đồ ăn rất phong phú, cũng là coi trọng Phó Bí Thư Hạ. Lần trước Bí Thư Trần đến, chị cũng chỉ tự mình làm một hai món ăn, hôm nay lại làm những bốn, năm món ăn liền. Đối với lời khen tặng thật thật giả giả của Trương Lực, Hạ Tưởng cũng không mấy quan tâm tới, ngược lại hỏi. Nói vậy, lần trước Bí Thư Trần đến, anh cũng có mặt. Trương Lực không ngờ Hạ Tưởng phản ứng nhanh như vậy, mặt hơi cau lại, vội nói. Tôi không ở đây, sau đó có nghe chị Quý nói lại. Ồ, Hạ Tưởng thản nhiên lên tiếng, chậm rãi hỏi. Trương Lực, anh ở tỉnh ủy bao lâu rồi? Trương Lực năm nay 32 tuổi. Ở phòng thư ký tỉnh ủy đảm nhiệm làm trợ lý trưởng phòng, nhưng được hưởng đãi ngộ cấp cục trưởng, ở tỉnh ủy y không bắt mắt lắm, nếu không phải anh ta đảm nhiệm thư ký của Mễ Kỷ Hòa, chỉ sợ không có ngày nào được ngẩng đầu. Thư ký lớn lớn nhỏ nhỏ ở phòng thư ký có rất nhiều, thư ký tổng hợp ít, thư ký chuyên ngành nhiều. Bình thường tới cấp tỉnh cấp bộ rồi, bên người có ít nhất hai thư ký, một người là thư ký tổng hợp, một người là thư ký chuyên ngành. Thư ký tổng hợp mới là người bất cứ lúc nào cũng có thể đi bên cạnh lãnh đạo, là người phát ngôn thứ hai của lãnh đạo. Đây cũng là con đường tắt để lên chức, mà thư ký chuyên ngành phần lớn chỉ phải sửa sang lại tư liệu chuyên ngành, thay lãnh đạo phát ngôn những căn cứ về những số liệu chuyên ngành được cung cấp tỉ mỉ xác thực trong trích dẫn, khoảng cách với lãnh đạo lại không chặt chẽ bằng thư ký tổng hợp. Trương Lực thật ra là một nhân tài trong chuyên ngành đó. Anh ta học kinh tế, nói đúng ra nếu không có phương pháp, phần lớn sẽ luôn ở tại phòng thư ký trau dồi kinh nghiệm lý lịch để đảm nhiệm một thư ký chuyên ngành, sau đó luôn quanh quẩn trong cơ quan tỉnh ủy, kết cục tốt nhất chính là trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Nhưng một khi đảm nhiệm chức thư ký của Mễ Kỷ Hòa khác nào một bước lên trời. Thư ký chủ tịch tỉnh, tương đương với bí thư tỉnh ủy thứ hai. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần quan hệ giữa anh ta và Mễ Kỷ Hòa đủ chặt chẽ, đủ sâu để được Mễ Kỷ Hòa tín nhiệm. Mễ Kỷ Hòa đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy có lẽ cũng sẽ dẫn dắt anh ta.
Như thế, tiền đồ của anh ta chính là một mảnh tươi sáng. Cho nên Hạ Tưởng mới không giải thích được bối cảnh và lai lịch của Trương Lực. Qua sơ yếu lý lịch cá nhân của Trương Lực cũng không biết được là ai đã tiến cử anh ta đi lên, cũng không thấy chỗ nào kỳ lạ, cũng nhìn không ra được mối liên hệ giữa anh ta và nhà họ Quý. Tôi vừa tốt nghiệp đại học liền được phân phối đến phòng thư ký tỉnh ủy, công tác ở tỉnh ủy được 7, 8 năm rồi. Trương Lực biết rõ Hạ Tưởng thật ra là muốn tìm hiểu về bối cảnh của mình, anh ta đã có ý nói qua một chút. Vẫn không làm ra thành tích gì, nếu không có chủ tịch tỉnh Mễ tán thưởng, tôi sợ là còn không có ngày ngẩng đầu. Thấy vậy Hạ Tưởng cũng không hỏi thêm điều gì, cũng rõ ràng mỗi người đều không muốn tiết lộ bí mật, nên không cần hỏi nhiều. Vừa quay đầu, đã thấy Quý Như Lan bưng thức ăn ra. Có lẽ là Quý Như Lan xuất phát từ sự tôn trọng đối với hắn, không để cho người khác nhúng tay, tự mình từng món bưng lên đồ ăn lên. Hạ Tưởng không quá chú ý tới chuyện ăn uống, tùy tiện nhìn thoáng qua. Đồ ăn cũng tinh xảo như bức tranh, những chiếc lá xanh đều được bày xung quanh đĩa. Thấy vậy, trong lòng hắn giật mình, có bao nhiêu nhàn hạ thoải mái mới có thể làm cuộc sống trở nên kỹ càng chu đáo. Quý Như Lan, nhìn từ biểu hiện, quả thực là một người phụ nữ như Lan trong rừng vắng, giống như không nhiễm khói bụi, lại phụ trách quản lý gia sự của nhà họ Quý. Chuyện trong nhà rất rườm rà và không sạch sẽ nhất, cô có thể dùng sự lịch sự tao nhã để giải quyết chuyện thế tục được gọn gàng ngăn nắp. Trong con mắt của Hạ Tưởng cô chính là một trong những phụ nữ thông minh nhất. Nhưng thường thường thì con gái quá thông minh cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Tất cả đồ ăn đều là thức ăn chay. Quý Như Lan cười, xin lỗi. Thật ngại quá, Phó Bí Thư Hạ, tôi ăn chay, không biết anh có quen ăn như vậy hay không? Hạ Tưởng cười. Ăn, mặc, ở, đi lại, tôi để ý nhất là ở được thoải mái và đi được thoải mái, đối với ăn mặc, thì tôi luôn luôn tùy ý. Đồ ăn là tinh tế, nhưng cũng rất ít, ba người ăn còn có chút miễn cưỡng. Trương Lực đứng dậy nói. Tôi ra phía sau một chút. Khách chủ đều tùy ý, Quý Như Lan gật đầu đáp ứng, Hạ Tưởng sẽ không tiện ngăn cản Trương Lực. Trương Lực tùy ý xoay người rời đi, phòng to như vậy, cũng chỉ còn lại hai người hắn và Quý Như Lan. Nhất thời bầu không khí có chút tinh tế. Hai người ngồi đối diện nhau, giống như bữa tiệc gia đình, cũng giống như nam nữ xa lạ. Hơn nữa trong đêm xuân, hương hoa, sự yên lặng, không màng danh lợi, tạo ra một bầu không khí mê ly và mờ ám. Nhưng Hạ Tưởng không mê mệt trong đó. Hắn thật sự tỉnh táo. Tất cả biểu hiện này đều chỉ là giả dối. Quả nhiên, chờ Trương Lực vừa rời đi, sự điềm tĩnh của Quý Như Lan lập tức biến mất, tuy rằng khách khí, nhưng lại hơi lạnh lùng, rất trực tiếp rất sắc bén chất vấn Hạ Tưởng một câu. Không biết khi nào, cũng không biết từ chỗ nào vang lên một khúc nhạc với tiếng đàn violon du dương, chợt xa chợt gần, làm cho tâm trí người ta hướng về đó. Với bản nhạc cổ, tri âm tri kỷ, được diễn tấu bằng đàn violon, lại có một nét đặc sắc khác. Tuy rằng du dương, nhưng thiếu tiếng đàn tranh róc rách và leng keng, liền kém đi vài phần ý cảnh hùng vĩ của núi cao và dập dềnh của dòng nước chảy. Hạ Tưởng và Quý Như Lan ngồi mặt đối mặt, bàn ăn không lớn, bày ra 4, 5 món ăn cũng đã đầy cả bàn. Hắn và Quý Như Lan ngồi cách xa nhau cũng hơn 1 mét. Cảnh tượng giống như người trong nhà cùng ăn cơm, nhưng không thoải mái như ăn cơm với người nhà. Lúc Quý Như Lan ra đón tiếp, cô mặc một bộ sườn xám, hiện tại cô lại thay bộ trang phục ở nhà, tóc mây được vén lên, dùng một cây châm để gài tóc, ống tay áo của cô cũng được xắn lên, lộ ra cánh tay trắng như ngó sen. Nếu không phải cô đang mặc bộ quần áo hiện đại, nếu không phải bản nhạc, tri âm tri kỷ, được diễn tấu bởi đàn violon, có lẽ sẽ khiến Hạ Tưởng nghi ngờ hắn đang ở thời cổ đại, mà Quý Như Lan, xuất thân từ một tiểu thư danh môn con nhà quan, đang hẹn hò với hắn ở bên hồ. Nhưng cũng bởi vì những biểu hiện giả dối đó thực sự rất tương phản, khiến Hạ Tưởng vẫn duy trì được sự tỉnh táo. Hơn nữa hắn cũng coi từng gặp vô số mỹ nữ, tuy không thể nói là đã hoàn toàn miễn dịch được với mỹ nữ, nhưng cũng không đến mức bởi vì người ta cố ý tạo ra bầu không khí mê ly mà ý loạn tình mê. Quý Như Lan vẫn lãnh đạm như hoa lan, múc cho Hạ Tưởng một chén canh, hai tay nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Hạ Tưởng. Mời Phó Bí Thư Hạ nếm thử chút canh măng tươi. Hạ Tưởng đưa tay đón lấy chén canh. Cảm ơn. Sau đó liền nếm một hớp, quả nhiên rất ngon miệng, hắn khen. Rất ngon, tay nghề của Như Lan rất giỏi. Cảm ơn Phó Bí Thư Hạ đã khích lệ. Quý Như Lan lại cười, nhưng sau khi cười xong, vẻ tươi cười cũng chậm chậm biến mất,
giọng nói cũng một chút lạnh lùng hơn rất nhiều. Tôi lấy chân thành để đối đãi với Phó Bí Thư Hạ, Phó Bí Thư Hạ vì sao lại cứ từng bước ép sát. Trong miệng Hạ Tưởng vẫn còn lưu lại vị ngon của canh măng, bên tai lại trực tiếp nghe được câu chất vấn sắc bén như vậy, tương phản như thế, thay đổi này với người bình thường sợ là sẽ nhất thời kinh ngạc và không biết phải làm sao. Hạ Tưởng cũng là khó tránh khỏi ngây người sửng sốt, tuy nhiên hắn lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, dường như không có việc gì, đến khi uống xong bát canh măng, mới nói. Người phương Bắc khi ăn cơm, ăn đồ ăn trước, sau đó mới ăn canh. Người lĩnh Nam khi ăn cơm, lại uống canh trước khi dùng bữa, thói quen nào tốt hơn. Thật ra đều giống nhau, không có gì tốt xấu cả, chỉ cần chính mình cảm thấy thích hợp là được, chỉ cần ăn uống tốt thân thể khỏe mạnh, chính là cách tốt nhất để dùng ẩm thực, không cần phải vẽ vời, rồi tự mình ép mình phải làm theo. Ví dụ như hiện tại có vài người trẻ tuổi lấy chòm sao để xét đoán tính cách và vận mệnh, hoàn toàn chỉ là hư cấu, không thể thực hiện được. Ngàn người ngàn khuôn mặt, với vài câu nói giả tưởng sao có thể quyết định hướng đi của cả đời. Ngược lại, Quý Như Lan ngây ngẩn cả người, cô không ngờ Hạ Tưởng lại trả lời quanh co và đầy thâm ý như thế, vốn định thình lình đánh một cái khiến Hạ Tưởng trở tay không kịp, khiến Hạ Tưởng phải hạ thấp khí thế, không ngờ Hạ Tưởng lại giống như tạt nước không ướt. Hạ Tưởng chậm rãi uống một hớp trà, hỏi lại một câu. Như Lan, câu nói vừa rồi tôi còn chưa hiểu, hãy giải thích cho tôi rõ chút, tôi mới đến lĩnh Nam chưa lâu, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô, sao có thể từng bước ép sát đối với cô. Không tính tới sự kiện của Nhâm Xương, bởi vì Nhâm Xương không phải là người của phái lĩnh Đông, mà là người của phái Khoát Đệ. Hơn nữa cho dù Nhâm Xương là người của nhà họ Quý, anh ta thất thế cũng là do Trần Hạo Thiên ra tay, không thể tính lên người hắn. Hạ Tưởng cũng thực sự khó hiểu nhìn Quý Như Lan đang tức giận biến sắc. Khó hiểu thì khó hiểu, Hạ Tưởng cũng không giật mình. Nếu Quý Như Lan nếu chỉ thục nhàn tĩnh mịch giống như vẻ bề ngoài của cô, thì với một người hơn 30 tuổi như cô sao có thể quản lý chuyện nhà của nhà họ Quý. Tuy rằng Hạ Tưởng cũng không biết nhà họ Quý rốt cuộc rộng lớn tới mức nào, nhưng liên tưởng đến cây lớn rễ sâu của nhà Ngô, nhà họ Quý so với nhà họ Ngô còn có lịch sử lâu đời và còn cặn kẽ hơn nhiều, nhưng lại vẫn an phận lĩnh Nam, ra sức kinh doanh ở lĩnh Nam hơn 10 năm. Trời cao hoàng đế ở xa, tin tưởng phân bố thế lực nhà họ Quý ở lĩnh Nam khổng lồ đến như thế nào thì người ta cũng khó có thể tưởng tượng được. Cho nên ngay từ đầu Hạ Tưởng vốn chưa từng khinh thường Quý Như Lan, cũng không có bị khuôn mặt xinh đẹp và ưu tính của cô mê hoặc, trước giờ vẫn xem cô như một đối thủ có thế lực tương đương. Quý Như Lan bị Hạ Tưởng hỏi lại như vậy, bỗng nhiên lại hất tóc, đôi mắt sáng lên, hé hàm răng trắng tinh mỉm cười. Chỉ đùa với Phó Bí Thư Hạ một chút thôi, mong Phó Bí Thư Hạ không để ý tới. Phó Bí Thư Hạ đại nhân đại lượng, khẳng định sẽ không giận tôi chứ. Thường thường, phụ nữ sẽ lấy khuôn mặt xinh đẹp làm vũ khí có lực sát thương lớn nhất đối với đàn ông. Mà điều này thường thường lần nào cũng đúng. Cái gọi là sắc đẹp không mê người, người tự mê. Đa số đàn ông trước mặt phụ nữ đẹp thì khả năng tự chủ thường rất yếu. Hạ Tưởng cũng bị ánh mắt sáng mang ý cười của Quý Như Lan đánh trúng, cảm giác tâm thần bị kích động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 145.